Chương 3426, cần quần áo làm gì? Cần quần làm gì? Lang Phá Thiên khó hiểu liền hỏi. Nói bé thôi, nói nhiều như vậy làm gì, mau đi đi. Diệp Phàm hở nửa bên mặt vào khe cửa hừ nói. Kha kha, xong việc rồi. Lang Phá Thiên nhìn thấy hai mắt liền đổi màu, nhưng lại hỏi. Tôi nói này Diệp Phàm, anh không chiếm đoạt cô ấy chứ? Phiền to đấy, anh định rước cái phiền vào người hay sao? Vớ vẩn, tôi giúp cô ra đột phá có phải đánh nhau đâu. Hơn nữa, lại không dám nặng tay đánh cô ta bị thương. Cho nên, cứ như vậy mà xé quần áo cô ta. Diệp Phàm nói với vẻ đứng đắn. Vậy xé như thế nào? Lang Phá Thiên kỳ lạ hỏi. Xé cho nhau thôi, có cách, tôi đâu đại mất mặt rồi. Nhưng, hiện tại cô ấy đột phá đến 8 đẳng rồi. Diệp Phàm nói. Sao có thể, từ 5 đẳng đến 8 đẳng, bay cũng khó mà lên được. Lang Phá Thiên liền ngây người ra. Cơ thể của cô gái này rất đặc biệt, nên cũng phải dùng cách đặc biệt để giúp cô ấy đột phá. Nếu không, tôi cũng không gây áp lực lâu thế đâu. Một người 5 đẳng đúng không? Diệp Phàm nói. Hiểu rồi, cơ thể của cô ta đặc biệt, còn anh thì dùng cách đặc biệt. Cuối cùng quần áo của hai người đều rách, đây là cách làm hại đặc biệt đấy. Tôi đi lấy quần áo đây. Lang Phá Thiên nói xong câu này còn nhanh hơn thỏ, nhưng vẻ mặt đúng là rất đen tối. Một lúc sau đã lấy được quần áo. Áo của tôi cho anh mặc, còn Lãnh Băng Băng cứ mặc đại một bộ quân trang nữ. Nhưng Diệp Phàm anh gặp phiền phức rồi. Vẻ mặt của Lang khiến Thiên vừa kỳ lạ vừa vui như nhìn thấy người khác gặp tai họa. Phiền cái rằm ấy, tôi mà sợ à. Diệp Phàm còn lợi hại hơn, loảng xoảng đóng cửa lại. Mặc vào đi, chuyện này, tôi không giải thích rõ với cô được. Nói thế này đi, tôi muốn giúp cô đột phá. Diệp Phàm nói ra nguyên nhân. Hôm nay, miệng lưỡi anh có dẻo đến mấy cũng đừng hòng mà lừa được tôi, anh là đồ khốn, tôi còn chưa cho anh hôn, anh đã làm rồi, anh là tên khốn nạn. Tôi đá chết anh. Lãnh Băng Băng xông lên. Diệp Phàm điểm nhanh điểm huyệt cô ta khống chế trong một khoảng thời gian, mấy phút sau có thể tự hóa giải. Phiền Phàm nhanh chóng mặc quần áo rồi ra ngoài. Mặc kệ cô ta sao? Lang Phá Thiên rụt cổ hỏi. Lo thế nào đây? Tình hình bây giờ đi nhanh cho thoát, chuyện sau đó anh xử lý tốt là được, tôi đi trước còn phải đến núi Võ Đang, phiền rồi. Diệp Phàm vừa nói xong vội vàng đi. Hả, Diệp Phàm, chậm thôi, chúng ta cùng đi. Lang Phá Thiên vội gọi. Đây là mệnh lệnh, cậu xử lý đi. Diệp Phàm nói xong, vẻ mặt lại nghiêm túc. Đây là tôi bồi dưỡng cao thủ cho cậu, cậu phải cảm kích chứ? Vâng, vâng cảm kích. Lang Phá Thiên gật đầu. Phát hiện không thấy bóng Diệp Phàm đâu nữa. Cái tên này ăn ốc còn không tự đi mà lo liệu lại còn mắt mình đổ vỏ. Lang Phá Thiên ngồi xổm bên cạnh cửa bắt đầu hút thuốc. Diệp Phàm đã quay về thành phố Việt Châu. Người này vốn là muốn đi thăm Sơn Trang Yến Nguyệt Than. Nhưng bây giờ, lại không dám ở lại mà đi luôn. Vừa có máy bay nhất định phải đi luôn. Hơn 2 tiếng sau, cánh cửa từ từ mở ra. Lang Phá Thiên đứng ngoài cửa với vẻ mặt nghiêm túc. Chúc mừng cô, tiểu đoàn trưởng Lãnh. Lang Phá Thiên vội cười, nhưng phát hiện nửa bên mặt của cô ta sưng lên, khiến anh ta kinh hãi tự hỏi chẳng lẽ là Diệp Phàm đúng là dùng sức đánh sao? Không thể nào, người này không phải như thế. Chắc là không phải. Bạn tốt Diệp Phàm của anh đâu rồi? Lãnh Băng Băng hỏi một câu. Anh ta có việc đi trước rồi, anh ta giao cho tôi, chuyện này. Lang Phá Thiên nói không lên lời. Các anh là đồ khốn khiếp. Không ai tốt cả. Chửi mắng một câu, Lãnh Băng Băng dậm đất một cái sau đó hung hăng dẫm mạnh lên giày của Lang Phá Thiên rồi quay người đi mất. Cô à, ôi chân của tôi. Không biết có bị rách ra không, đau quá. Diệp Phàm, anh là đồ. Lang Phá Thiên kêu lên thảm thiết, chạy vội đi tìm một cái ghế trong phòng rồi ngồi xuống xem chân của mình có bị sao không. Nhưng anh ta liền ngây người ra nhìn xung quanh. Tình hình quá thảm, phấn kích quá. Hai mắt Lang Phá Thiên chớp lia lịa, tìm tòi một lúc cuối cùng thở dài. Lạ thật, sao không thấy đỏ? Chẳng lẽ Lãnh đại tiểu thư của chúng ta đã không phải là chỗ Diệp Phàm đúng mà xui thật? Từ trước đến giờ anh ta chỉ hiểu đến chỗ. Xui to rồi, là hàng vỉa hè rồi. Ôi, cái chân của tôi. Giờ anh ta mới nhớ đến cái chân của mình, bỏ giày ra suýt nữa thì chửi bậy, chân sưng hết lên. Quái lạ, cái chân này sao hôm nay lại tốt thế? Lúc này Diệp Phàm đang thực hiện kế hoạch thần hành Thái Bảo. Sau khi máy bay hạ cánh,
Diệp Phàm cảm thấy trong lồng ngực có một luồng khí. Diệp Phàm dùng thuật thi triển khinh thân chạy nhanh về phía trước. Bây giờ ở bức công, một cú nhảy có thể đi xa mấy trăm dặm, nhanh hơn cả thần thiên ở đất liền. Ha ha, cách của cậu tuy linh hoạt nhưng vẫn còn thiếu hụt nhiều. Lúc này lại có tiếng của Thiên Hạo Tử truyền đến. Nói thế là sao? Diệp Phàm vừa chạy như bay vừa hỏi. Dù sao bây giờ mới là tơ mờ sáng cũng không lo sẽ có người phát hiện. Mặc dù có người phát hiện cũng sẽ cho là ma mà giật mình chạy mất. Tôi phát hiện hình như cậu không chỉ có một cái đan điền. Thiên Hạo Tử nói. Đúng vậy, nhưng cầm cái này giống như chỉ có thể giữ nội khí nhiều hơn thôi, ngoài ra cũng không có tác dụng nhiều. Diệp Phàm nói. Cậu sai rồi. Thiên Hạo Tử nói. Sao lại nói thế? Diệp Phàm hỏi. Cậu nói cho tôi nghe trước cậu có bao nhiêu đan điền. Thiên Hạo Tử nói. Vì thế Diệp Phàm đã nói ra chuyện thuật luyện hồn cửu cung của người Tây Hạ. Không thể không nói, cậu đúng là một thiên tài, tự nhiên lại nghĩ ra cách quỷ dị như vậy. Thiên Hạo Tử nói với vẻ khen ngợi. Đúng vậy, kỹ thuật này đúng là chỉ có thiên tài mới sáng tạo ra. Nhưng, tôi lại luôn cảm thấy đan điền kia bên ngoài vẫn không rốt bằng tự nhiên sinh ra. Hơn nữa, trước mắt cũng chỉ phát hiện ra tác dụng dự trữ của nó, ngoài ra không có phát hiện gì thêm. Diệp Phàm nói. Ha ha, bàn chân quá trắng của cậu không chỉ có một đan điền. Tác dụng của chỗ có hai cái này là rất lớn. Tôi nhớ ở thời đại của chúng tôi có cao thủ võ lâm tên là Thái Bảo Thần Hành. Thiên Hạo Tử cười nói. Thái Bảo Thần Hành, ông ta chạy với tốc độ kinh người. Diệp Phàm cười nói. Đúng vậy, cùng đẳng cấp với ông ta còn một cao thủ khác, nếu cần chạy tốc độ cũng không được bằng ba ông ta. Cho nên, y rất gian xảo. Một khi đánh không được thì bỏ chạy. Mà chạy thì không ai đuổi kịp. Nhưng cuối cùng vẫn bị người ra bao vây mà chết. Nếu lại chạy thì tứ phía đều có người cậy chạy cũng không thoát được. Lúc đó ông rất tự tin, nếu không sớm đã trốn đi không ai có cách nào mà bắt được ông ta. Thiên Hạo Tử thở dài. Hình như quan hệ của ông với ông ta cũng không tồi lắm thì phải. Diệp Phàm thấy lạ liền hỏi. Không phải là không tồi mà ông ta vốn là sư huynh của tôi. Thiên Hạo Tử nói. Thì ra là thế. Diệp Phàm đã hiểu. Nhưng, thuật chạy đó cũng chết theo ông ta. Đến một đồ đề cũng không có, thật là đáng tiếc. Thiên Hạo Tử thở dài. Dù sao cũng không có đồ đệ, dạy cho tôi cũng được. Diệp Phàm cười vẫn chạy mà nói. Dạy cho cậu thì được nhưng, cậu không được bôi nhỏ thanh danh của huynh ấy. Thiên Hạo Tử nói với vẻ rất nghiêm túc. Ông xem tôi là như thế sao? Diệp Phàm dừng lại thở hổn hển. Ừ, tôi thấy cậu cũng khá nếu không đã không dạy cho cậu. Thực ra, bộ pháp môn này của sư huynh tôi chính là lấy biểu hiện của nội khí trong cơ thể dùng đến cực điểm. Huynh ấy có thể thông qua lỗ huyệt vận chuyển toàn bộ nội khí xuống chân để đi. Sau đó đánh khí xuống đất, cứ như vậy toàn thân nhẹ như khí tốc độ chạy đúng là kinh người. Còn thuật thần đi lợi hại ở chỗ làm sao để khí xuống được bàn chân. Người học võ bình thường đều có thể làm được điều này. Nhưng muốn đế cho khí đó sinh sôi người học võ cần phải có sức mạnh để vận dụng nó thành thạo. Còn phương pháp của sư huynh tôi có thể vận dụng được tất cả. Thiên Hạo Tử nói. Vậy chắc là tiền bối đã nghiền ngẫm thấu phương pháp này từ lâu rồi nhỉ? Diệp Phàm cười hỏi. Là con đường nhất định phải suy xét cẩn thận, nói là nghiền ngẫm hiểu thấu thì chưa thế. Tôi có thể nói thế này, nghiền ngẫm hiểu được ba phần. Nếu bây giờ tôi còn sống, so với người học võ cùng đẳng cấp cũng phải nhanh gấp đôi. Nhưng vẫn không thể đạt được đến tốc độ như của sư huynh tôi. Hơn nữa, bộ kỹ thuật này rất khó luyện, không phải luyện trong ngày một ngày hai mà thành được, có một chút sở trường ít nhất cũng phải luyện mất 10 năm. Tôi biết cậu không đợi được lâu như vậy. Hơn nữa, xã hội hiện đại có ô tô, máy bay, ai còn muốn hao tâm tổn sức đi tìm học võ công mất chục năm này chứ? Thiên Hạo Tử nói. Cũng đúng, nhưng vẫn rất có tác dụng. Nếu gặp kẻ thù mà lại không có ô tô máy bay, dùng hai chân vẫn có tác dụng. Hơn nữa, nếu có thể chạy như vậy, tốc độ công kích địch cũng nhanh hơn nhiều, cơ thể cũng linh hoạt hơn, đúng không? Diệp Phàm nói. Đúng vậy, nhưng sau khi tôi phát hiện chỗ bí mật dưới lòng bàn chân của cậu thì đã nghĩ sẽ truyền cho cậu cái này rồi. Chỉ cần có thuật thần đi này, chỉ cần cậu bỏ thời gian một chút cũng lĩnh hội được rất nhiều. Bởi vì, tôi phát hiện cậu đã có thể vận khí dưới lòng bàn chân một cách linh hoạt. Nói thẳng ra là cậu đã lĩnh ngộ được điểm quan trọng của thuật này rồi.
Những cái khác chính là khống chế tốc độ của phương hướng mà thôi. Thiên Hạo Tử đem thuật thần hành truyền cho Diệp Phàm. Diệp Phàm thử một lần suýt hoảng. Lúc không có thuật thần đi nhảy một cái cao mấy chục thước. Nhưng khi vận dụng thuật thần đi nhảy một bước có thể cao lên không trung đếm mấy trăm dặm. Diệp Phàm đúng là bị hoảng sợ. Vừa mới nói phải nắm được tốc độ, đến lúc rơi xuống Diệp Phàm lại cong như cây đại thụ, khiến Diệp Phàm một lúc lâu không bò dậy được. Đã nói với cậu phải nhẹ một chút, hơn nữa phải nắm được tốc độ. Nhưng cậu không nghe lời, là một cao thủ mà bị ngã chết đúng là thành trò cười cho thiên hạ rồi. Thiên Hạo Tử cười chê. Chương 3427, thuật thần hành. Ha ha, thật ngại quá, chính xác là thứ kia khó mà có thể nắm được tốc độ. Diệp Phàm xoa đầu một chút, vẻ mặt xấu hổ. Người ta cần 10 năm, cậu mới có mấy tiếng. Đây là cậu có nền móng từ trước, nếu không thì ngã chết từ lâu rồi. Thiên Hạo Tử nói. Cứ thế đi, Diệp Phàm chỉ đạo Thiên Hạo Tử vừa chạy vừa hỏi đường đến núi Võ Đang. Diệp Phàm cứ chọn chỗ hẻo lánh mà chạy. Phát hiện này thật là tuyệt vời, hơn nữa tốc độ chạy trong mấy tiếng đã cao hơn bình thường rất nhiều, tuy nói là có thành công một chút nhưng thực ra là tiến bộ rất nhiều, được Thiên Hạo Tử không ngớt lời khen ngợi. Khí vương tiền bối này, nếu tôi dùng 9 đan điền toàn thân đều vân khí ra bên ngoài, hơn nữa lấy đan điền tự nhiên là tâm điểm để khống chế tất cả. Vậy thì toàn thân có khí phun ra không phải là có thể thực hiện được việc bay lượn hay sao? Diệp Phàm hỏi. Bay lượn, chuyện này tôi không dám chắc chắn, nhưng ý tưởng của cậu cũng khiến người ta mở rộng tầm mắt đấy. Đúng thế, cậu có 9 đan điền, 9 đan điền phân bố đều trên cơ thể. Cứ như vậy, mở hết 9 đan điền ra, toàn thân tỏa khí ra ngoài có thể nào cũng không bị ngã, đây chẳng phải là đã thực hiện được việc bay lượn hay sao? Nhưng bay lượn là khả năng, nếu có thể khống chế không tốt chưa biết chừng còn có thể quay vòng tròn trên không trung, hoặc nói cách khác là không có cách nào tiến lên được. Hơn nữa, độ cao thì sao, nội khí của cậu nhiều như vậy nhưng dùng được không? Tuy nói rằng thuật thần hành giúp cậu tiết kiệm nội khí, nhưng 9 đan điền đồng thời cùng tỏa ra một lượng khí cũng khiến người ta kinh sợ. Có điều ý tưởng này của cậu cũng không tồi đâu, có thể từ từ tìm kiếm, chưa biết chừng Diệp Phàm cậu lại là người đầu tiên có thể lợi dụng được thuật thần hành thành công, thực sự có thể bay lượn trên không trung được. Thiên Hạo Tử nói, tiền bối, các ông là cao thủ thoát cảnh mà vẫn không thể bay lượn được sao? Diệp Phàm hỏi. Không thể, võ công khinh thân của chúng tôi hơn các cậu nhiều. Một người trượt có thể được ngoài mấy dặm, thậm chí một cao thủ giỏi trượt được 10 dặm đường. Nhưng, cuối cùng vẫn là phải dừng lại để thở rồi chân mới lại tiếp tục được. Không ai có thể bay được trên không trung. Thiên Hạo Tử giảng giải. Không biết Phú Vương, bọn họ có trình độ đột phá càng cao thì có thể bay được không nhỉ? Diệp Phàm cảm thán hỏi. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi nghĩ. Chuyện kia muốn thực hiện cũng không thể thành tiên được. Chắc là không thể, nhưng khinh thân của bọn họ rất mạnh, nhảy một cái có thể được hơn 10 mấy dặm, cho người ta cảm giác như bay vậy, thực ra cũng không tính làm gì. Thiên Hạo Tử nói, nghe nói Diệp Phàm sư thúc muốn đến đây, Trương Thiên Lâm vốn có mấy việc cần phải xử lý ở công ty trong Bắc Kinh. Vậy là cũng lập tức chạy từ Bắc Kinh về núi Võ đang chờ Diệp Phàm ở ngoài viện. Diệp Phàm vừa mới đi vào sân của hung sự viện thì Trương Thiên Lâm đã tươi cười chạy ra tiếp đón. Đã lâu không gặp, phong thái của sư thúc càng ngày càng rạng rỡ. Ha ha, cậu cũng khá lắm, cảnh giới bây giờ đã đến 11 đẳng chưa? Diệp Phàm hỏi, hai người nói thẳng đến trụ sở của phái võ đang, một lúc sau thì đến chủ điện. Đã ổn định rồi, hơn nữa có lẽ nguyên nhân là do trước kia có nội khí mạnh, những ngày gần đây có dấu hiệu của đột phá cảnh giới 12 đẳng. Trương Thiên Lâm cười nói. Đó là chuyện tốt. Diệp Phàm cười cũng hiểu rằng Trương Thiên Lâm muốn cầu mình giúp đỡ. Diệp Phàm hỏi. Gần đâu cậu làm những cái gì, có đến tàng thư lâu đọc sách không? Có, cháu phát hiện ta một hiện tượng kỳ lạ. Tàng thư lâu của phái võ đang chúng ta hình như là nơi rất thích hợp để luyện công. Cứ cách một tháng cháu lại cảm giác được nội khí cầu mình rõ ràng là tăng lên rất nhiều. Cho nên... sau này có thời gian cháu chỉ cần đến tàng thư lâu luyện công là được. Trương Thiên Lâm cười nói. Thích hợp để luyện công. Rõ ràng cái tàng thư lâu kia là do sư thúc đang âm thầm dùng cách xối nước lên đầu để giúp cháu từng bước luyện công. Có lẽ là mỗi ngày luyện một ít nên Trương Thiên Lâm không cảm nhận được. Cho nên mới tưởng rằng tự mình luyện được. Dương sư huynh thế nào rồi? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Vẫn như thế ạ, cả này cháu đến tàng thư lâu. Còn chú ấy thì bận việc của mình.
đến giờ cháu vào đó đã được hơn một năm, nói chuyện cũng không quá 10 câu. Hay y, Dương Sư Thúc chính là người như vậy, có lẽ vì võ công thấp hơn nên trong lòng có chút tự ti, tác oai tác quái. Cái này cũng khó mà trách được, trong các sư thúc, sư bá của phá võ đang ta có ông ấy là võ công thấp nhất. Các sư phụ sư bá khác ít nhất cũng phải trên 11 đẳng. Chuyện này cháu muốn giúp ông ấy cũng không được, hằng ngày chỉ biết tặng ít thuốc cho ông ấy bồi bổ, hy vọng ông ấy có thể nhanh chóng đột phá đến trình độ cao. Trương Thiên Lâm thở dài. Thì ra là như thế, tiểu tử cháu ngày nào cũng hiếu kính như vậy, tự nhiên cũng cho cháu những điều tốt. Diệp Phàm thầm cười một tiếng, rồi nói. Có tin gì của Trương Sư Huynh không? Chưa có, từ sau khi ông ấy đi đến tận bây giờ cũng chưa có. Cũng không biết là ông ấy thế nào rồi, cháu rất muốn ra ngoài tìm sư phụ. Trương Thiên Lâm thở dài, vẻ mặt có hơi buồn bã. Đúng rồi, lúc đó nghe nói ông ấy muốn đi cùng với Quyền Thiên đạo trưởng của phái Sơn, sau đó có đi nữa không? Diệp Phàm hỏi. Đi rồi ạ, ông ấy với Quyền Thiên, và Phí đại sư của Phí gia, ba người họ cùng đi rồi ạ. Trương Thiên Lâm nói. Còn không mời những cao thủ khác cùng đi sao? Ví dụ như trong 10 người có một lạ. Hoặc nói là các tiền bối khác trong ngũ cực, tin rằng ngũ cực này hẳn là đều đột phá tiên thiên rồi. Diệp Phàm hỏi, trong lòng trùng xuống. Bởi vì, Diệp Phàm bụng bảo dạ, nếu lợi dụng chế tạo khí để khống chế phong giới thì phải cần đến 8 cao thủ tiên thiên. Mình, Hồng Tà và Lệ Vô Nhai là 3 người, Tiêu Dương Thiên của Hoa Sơn và Tiêu Sắt 2 người họ nữa là 5. Còn thêm Dương Đình Thiên với Phi Linh Đang của Tuyết Gia nữa là 7, cuối cùng còn phải tính Quyền Thiên đạo trưởng của phá Lao Sơn nữa là vừa tròn 8. Đương nhiên, Dương Đình Thiên và Tuyết Quyền Thiên có chắc đến hay không vẫn còn là một vấn đề. Nhưng Diệp Phàm tính bước đầu chính là như thế. Quyền Thiên cùng với Trương Vô Trần đi tìm Bức Vương Nam Lăng Hậu rồi, vậy chẳng phải là kéo hết tất cả qua cũng chưa đến 7 người sao, chính là thiếu một người. Đương nhiên lúc này Diệp Phàm đang nghĩ đến cao thủ ở núi Sương Bối. Sau đó cùng với Hoành Đoạn Thiên Hà cứu mình trong cuộc chiến. Nhưng người này đi rồi cũng không để lại bất cứ phương thức liên lạc gì, không liên lạc được thì còn ích gì. Đương nhiên chắc là Nga Mi Thiếu Lâm có cao thủ tiên thiên. Chẳng qua là người ta không chịu đến. Hơn nữa Diệp Phàm cũng không muốn để cho quá nhiều người biết về bí mật ở núi Sương Bối. Chuyện này cháu cũng không rõ. Lúc đó cháu chỉ biết ba vị tiền bối kia thôi. Trương Thiên Lâm lắc đầu. Đúng rồi, đại sư và tống sư thúc của cậu bây giờ thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi. Đừng nói đến hai người đó nữa, hộ ở trong lao mà vẫn không thật thà. Chuyện này nói ra cũng mất hết thể diện của phái võ đang chúng ta. Vẻ mặt của Trương Thiên Lâm xị xuống. Sao lại như thế? Diệp Phàm hỏi. Ôi, việc xấu trong nhà không nên vạch áo cho người xem lưng. Nhưng sư thúc cũng là người nhà của chúng cháu sẽ nói cho sư thúc nghe. Nhốt hai người bọn họ, cháu cũng không đành lòng. Hơn nữa, quả thực phái võ đang chúng ta quyết không tha cho hai cao thủ đó. Hơn nữa, mấy vị sư thúc đều san xin giúp họ, cái gì mà tình cảm đồng môn chỉ là câu nói của các lão tiền bối đời trước thôi. Sau đó cháu mềm lòng đem thả họ ra khỏi nhà lao tăm tối để cho họ khôi phục một chút công lực. Không ngờ, trước đó không lâu, hai người bọn họ lại lợi dụng cơ hội này mà chạy trốn. Hơn nữa còn giết ba cai ngục của chúng ta. Cháu đã tuyên bố họ là phản đồ của phái võ đang, chỉ cần là người của phái võ đang cứ nhìn thấy bọn họ là có thể giết ngay. Vẻ mặt của Trương Thiên Lâm có vẻ tức giận. Chuyện này phiền phức rồi. Diệp Phàm nói, biết trường hợp mà Trương Thiên Lâm nói đến. Trước mắt nói đến trong phái võ đang cao thủ mà Diệp Phàm đã từng gặp là Trương Vô Trần, Dương Đình Thiên hai người bọn họ cũng có công lực cao nhất. Một người là bán tiên thiên, một người là viên mãn ở 12 đẳng. Chính là hiện tại hai người bọn họ đánh lên đến cửa rồi nếu Dương Đinh Thiên mà không ra mặt thì diện mạo của phái võ đang cũng chẳng còn. Đương nhiên hai người đó cũng bị thương rất nặng, không có khả năng hồi phục. Hơn nữa, bọn họ cũng không còn can đảm dám đến núi võ đang. Nhưng vẫn có thể âm thầm lập mưu kế. Đúng vậy, sư thúc, cháu đang lo họ ôm hận trong lòng mà tìm sư thúc ở bên kia. Mà Hồng Diệp bảo đã điều tra ra, còn phải tăng cảnh giới. Việc này cháu nên sớm thông báo với sư thúc nhưng cho đến giờ, chúng cháu vẫn âm thầm truy tìm hai người họ. Chúng cháu hy vọng có thể tìm được họ, chỉ có điều sau khi bọn họ đi cũng chưa từng nhìn thấy bóng dáng họ đâu cả. Thế giới lớn thế này, tìm hai người bọn họ cũng như tìm kim đáy bể.
hôm nay, chuyện này không thể giấu giếm được nữa. Mặt của Trương Thiên Lâm tối sầm lại. Thực ra, Diệp Phàm cũng hiểu, hôm nay Trương Thiên Lâm nói ra chưa biết chừng cũng là có ý muốn mình giúp anh ta. Mình là một cao thủ tiên thiên, dù Tống Thành Sơn và Đại sư huynh có đảm đương trong một thời gian cũng không dám đến đây vuốt râu hùm. Nhưng thật ra Trương Thiên Lâm đang rất lo lắng. Hai người này đang âm thầm làm hỏng hoặc đánh trực tiếp đến núi Võ Đang, một trưởng môn như anh ta còn có thể làm trưởng môn tiếp được sao? Ha ha ha, chỉ cần bọn họ tìm đến Hồng Diệp Bảo thì họ chết là cái chắc rồi. Diệp Phàm nói với vẻ mặt bình tĩnh. Minh thương dễ trốn, ám tên khó phòng, cẩn thận vẫn hơn. Tuy cháu hiểu Hồng Diệp Bảo có cao thủ trấn giữ chỉ e cao thủ lúc này cũng không biết phải làm sao. Còn nữa, đại đa số Hồng Diệp Bảo vẫn là những người bình thường. Cách tốt nhất vẫn là bắt được hai người bọn họ rồi xử lý. Phái Võ Đang chúng ta đã thành một tiểu đội bắt giữ rồi. Nếu sư thúc có hứng thú thì cháu có thể giao tiểu đội này cho sư thúc chỉ huy. Dù sao thì công lực của sư thúc cao, hơn nữa còn nổi tiếng đúng không ạ? Trương Thiên Lâm cổ vũ Diệp Phàm gia nhập đội bắt giữ của Võ Đang. Ha ha ha, ta làm gì có thời gian mà đi quản tiểu đội của cháu. Ta còn phải đi công tác, công việc bộn bề ngay cả muốn ra ngoài đi chơi một chuyến cũng còn khó nữa là. Đương nhiên là Diệp Phàm sẽ không mắc mưu của y. Chương 3428, bí mật của bệ ngồi tam hóa. 2. Nếu sư phụ ở đây thì tốt rồi, nghe nói kỹ thuật theo dõi của cường giả này cũng rất cao. Cuối cùng vẫn tốt hơn nhiều so với đám người thân thủ thấp bận rộn chúng tôi. Hơn nữa, nếu trong 1-2 năm mà không thể bắt người trở lại, một khi bọn họ khôi phục công lực thì càng phiền phức hơn. Sư phụ, Thiên Lâm bất tài không thể trừng trị được phản đồ của phái Võ Đang. Trương Thiên Lâm thở dài tự trách. Bởi vì lúc Trương Vô Trần đi có giao phó cho Diệp Phàm khi thích hợp hãy chiếu cố thì nên chiếu cố Võ Đang. Việc này cậu cũng không cần quá lo lắng. Như vậy đi. Nếu có cơ hội gặp được bọn chúng tôi nhất định dẫn bọn họ về phái Võ Đang. Hơn nữa, việc này tôi sẽ nói với bạn bè của tôi bí mật chú ý là được. Nhiều người thì lực lượng sẽ mạnh thôi, đúng không? Diệp Phàm nói, việc này hoàn toàn từ chối cũng không được, dù sao cũng phải nể mặt sư huynh Trương Vô Trần. Vậy đa tạ sư thúc. Trương Thiên Lâm khom người vô cùng cung kính. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Phàm nói muốn đi bái tế Tam Hóa Đại Sư một chút. Trương Thiên Lâm đưa Diệp Phàm đến ảnh lâu. Ôi, ảnh lâu vẫn như cũ, đáng tiếc là đại sư đã không còn. Diệp Phàm thở dài, nhìn bức tượng Tam Hóa Đại Sư vừa được thay thế. Đây là do chúng con vừa mới thay, may mà lúc đó có ảnh chụp. Nếu không thì thật là phiền toái. Trương Thiên Lâm nói, thay thì có tác dụng quái gì, bức tượng bây giờ cũng chỉ là một bức tượng, Tam Hóa Đại Sư đã mất rồi. Diệp Phàm rất cung kính. Miệng dùng thuật truyền âm mật nói. Đại sư, người yên tâm, tôi sẽ trông nom Mỹ Nhân Ngư cẩn thận, nếu không thể trông nom tốt Mỹ Nhân Ngư, Diệp Phàm tôi sẽ bị thiên lôi đánh chết. Lời thề này có trời đất làm chứng. Diệp lão đại vừa thề xong, trong lúc vô ý nhìn về phía bệ, liền kinh ngạc nhảy dựng lên. Bởi vì, hắn phát hiện bức tượng vốn của Tam Hóa Đại Sư đã xuất hiện những vết tấm lấm màu xanh. Tuy chỉ là những đốm lớn bằng hạt đậu tương. Nhưng trí nhớ của Diệp lão đại rất tốt. Trước kia tuyệt đối không có những đốm nhỏ màu xanh này. Diệp Phàm trong bộ dạng dập đầu nhìn về phía, đưa tay về phía bệ của Tam Hóa Đại Sư. Mũi vừa để sát vào những đốm màu xanh kia, Diệp lão đại liền vui mừng không xiết. Bởi vì hắn phát hiện ra những đốm xanh kia có hơi thở nhẹ nhẹ của Mỹ Nhân Ngư tràn đến. Không lẽ những đốm nhỏ này chính là Thiên Trọng Nguyệt Âm chi lộ? Diệp Phàm tự nói trong lòng. Nhưng vì sao Tam Hóa đặt nó ở đây? Không lẽ bệ ngồi của Tam Hóa cất giấu bí mật gì đó, hay là bí mật của đảo Thủy Tinh? Trong lòng Diệp Phàm nhất thời hưng phấn, mặt hơi đỏ lên như uống tiết gà. Con rơi bay thẳng đến chỗ những đốm nhỏ, đồng thời Diệp Phàm mở Bá Vương Kim Thương để che chắn. Nhưng điều khiến Diệp Phàm không ngờ tới chính là khi con rơi đi tới gần những đốm màu xanh đó thì đột nhiên giống như đụng phải một khối băng. Hơn nữa, khối băng rất lạnh. Nội khí tạo thành con rơi cảm giác như bị đông cứng lại. Diệp Phàm thử khống chế con rơi đi vào trong giò xét, tức khắc, không chỉ có con rơi ngay cả toàn thân Diệp Phàm cũng tê cứng, dùng mình một cái, hắt hơi. Sư thúc, thành ý của sư thúc với Võ Đang, các đệ tử trong phái đều hiểu được, nhưng cần phải chú ý sức khỏe, đừng để bị cảm. Trương Thiên Lâm nhìn thấy cảnh đó rất cảm động, nếu Trương Thiên Lâm biết được Diệp sư thúc thực ra là đang định lấy trộm đồ thì không biết chừng sẽ thổ huyết mất.
không sao, kính trọng các bậc tiền bối của võ đang là điều nên làm. Diệp Phàm nói xong liền đứng lên, ngồi trên ghế tựa uống trà. Nhưng Diệp Phàm lại thử lần nữa, phát hiện ra cảm giác càng lạnh hơn. Cơn rơi đang tìm cách đi vào trong những đốm xanh cũng cảm thấy nguy cơ rất lớn. Diệp Phàm hiểu rằng, khả năng của Tam Hóa Đại Sư rất cao, không phải là cảnh giới mà thực lực hiện tại của mình có thể chống lại được. Nếu như cố tình phá để vào trong có lẽ mình sẽ biến thành người đông lạnh mất. Vạn tài hàn băng, lại là vạn tài hàn băng. Lúc này, giọng nói đáng sợ kia của Thiên Hạo Tử truyền đến. Vạn tài hàn băng, chẳng lẽ những đốm xanh trên bệ này là hàn băng hàng vạn năm sao? Thảo nào thiếu chút nữa thì tôi đã bị đông cứng. Diệp Phàm hỏi, vô cùng tò mò. Ít nhất phải hơn một vạn năm mới có thể hình thành nên loại hàn băng này. Hơn nữa, tôi phát hiện ra khối băng này dường như đã bị ép lại, có lẽ là do vạn tái hàn băng chi tâm tạo thành. Thiên Hạo Tử nói, thứ này có phải là rất hiếm thấy? Diệp Phàm hỏi, đương nhiên, thứ này đã không xuất hiện rồi. Minh khí hàn kích của Vũ Vương trong truyền thuyết chính là vạn tài hàn băng trải qua mấy chục năm mới chế tạo được. Thiên Hạo Tử nói, hàn kích là loại binh khí như thế nào? Diệp Phàm hỏi, nói về phương thiên hỏa kích có lẽ là cậu đã từng nghe tới, danh tướng Tiết Nhân Quý nhà Đường đã từng sử dụng loại binh khí này. Thật ra, kích là tên một loại binh khí thời cổ, trong lịch sử, phương thiên hỏa kích là một vật tự thiết kế. Lúc ấy còn không có kiến giải về kim qua, thiết phủ, phương thiên hỏa kích, long phượng tú kỳ. Những thứ này thật ra ít dùng trong những cuộc chiến thật sự, nhưng cũng không phải là không thể dùng trong chiến đấu. Chỉ là yêu cầu với người sử dụng nó rất cao. Mà binh khí của Vũ Vương là do hàn băng tạo thành, nên gọi là hàn kích. Thuyết kể rằng khi Vũ Vương đạt đến thoát thần cảnh đại viên mãn liền ném kích ra ngoài, nhưng lại tạo ra uy lực kinh thiên động địa, khiến quỷ thần khiếp sợ. Hàn kích đó hóa thành một vệt giống như cầu vồng trên bầu trời, bay qua mấy chục dặm rồi rơi xuống. Liền biến một con sông dài hơn 100 mét trở thành hai nhánh, nước sông lập tức nhấn chìm phạm vi xung quanh 10 dặm. Hơn nữa, hàn kích đó cũng không hiểu đâm xuống sông sâu như thế nào, sau khi hàn kích bay trở về tay Vũ Vương, từ dưới đáy sông phun lên cột nước cao hàng 100 mét, làm hại dân chúng xung quanh cả 100 dặm phải rời khỏi đó. Cột nước đó phun trào cả 100 năm mới ngừng lại. Có người nói do hàn kích của Vũ Vương đâm xuống thủy phủ, khiến cho Long Vương nổi giận phun nước trừng phạt. Thiên Hạo Tử nói. Chuyện này ông cũng tin. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, truyền thuyết thôi mà. Đương nhiên, thời đại của Vũ Vương cách chúng ta hàng mấy ngàn năm, chúng ta chỉ có thể nghe nói mà thôi. Nhưng chuyện Vũ Vương đột phá tới tầng cao như vậy thì có lẽ là có thể. Ví dụ như thật sự hàn kích có thể xuyên thấu xuống dưới nền đất khiến cho nước phun lên, chẳng phải bình thường sao? Thiên Hạo Tử cười nói. Nước phun lên 100 mét, còn phun cả 100 năm, thật sự chưa từng thấy. Nhưng không hiểu truyền thuyết này ở nơi nào, thật sự muốn tới đó xem thử. Diệp Phàm nói. Chuyện này thì ta không rõ lắm. Thiên Hạo Tử cười gượng một tiếng. Hàn kích này lợi hại như vậy, chứng tỏ vạn tài hàn băng dùng để làm nguyên liệu chế tạo thành vô cùng lợi hại. Đương nhiên rồi, vạn tài hàn băng này rất khó hòa tan. Hơn nữa, trong khi chế tạo sẽ kết hợp với một số chất liệu đặc biệt khiến nó vĩnh viễn không bị tan chảy. Loại binh khí này không cần phải nói, chính là thứ binh khí mà cậu không thể nuốt nổi, đúng không? Thiên Hạo Tử nói. Vậy bản thân người sử dụng không phải là cũng bị nó đông cứng sao? Diệp Phàm hỏi. Không, bởi vì trong khi chế tạo còn cần phải dung hòa với nội khí của ngươi, nó phải chấp nhận cậu. Cậu xem, bảo kiếm sắc đến mấy cũng khó mà làm bị thương chủ nhân đúng không? Hơn nữa, loại binh khí được vạn tài hàn băng này tạo thành này ít nhất cũng đã là hàng tứ phẩm trở lên. Hơn nữa, có thể tự do thu hẹp lại, bình thường giấu trong người vạn tài hàn băng còn có tác dụng làm mát cơ thể. Cơ thể người cũng có lửa, đặc biệt cơ thể đàn ông rất cứng rắn. Nếu có hàn băng điều hòa một chút thì càng thích hợp hơn cho việc luyện công. Thiên Hạo Tử nói, tác dụng lớn như vậy, xem ra đúng là thứ tốt. Nhưng con rơi của tôi có thể đi vào vạn tài hàn băng này không? Diệp Phàm hỏi, cậu có vào được không? Thiên Hạo Tử hỏi, không được, có lẽ sẽ bị đông cứng mất, ngay cả bản thân tôi cũng lạnh đến mức sắp đóng băng. Diệp Phàm nói, xem ra cậu cũng không ngốc, quả thực là như vậy. Thiên Hạo Tử nói, nhưng tôi cảm thấy khí vương ông có cách phải không? Là khí vương, ông chắc phải đọc vô cùng nhiều tài liệu. Hơn nữa, là một bậc thầy chế tạo binh khí,
ông chắc chắn có cách đối phó với chúng đúng không? Diệp Phàm đương nhiên cũng bắt đầu tăng bốc lão già này lên. Ha ha, đương nhiên là có cách, trước khi vạn tái hàn băng được chế tạo thành binh khí thì tôi có cách có thể thử xem. Thiên Hạo Tử cười, là người mà, đều có chút hư vinh. Thử sao, ông không chắc chắn tuyệt đối. Diệp Phàm kinh ngạc, tuyệt đối nắm chắc là chuyện không thể. Mặc dù trước kia ta có thử đối phó với vạn tài hàn băng rồi, nhưng cũng không thể nói là chắc chắn tuyệt đối. Hơn nữa, vạn tài hàn băng này không phải là băng bình thường. Thiên Hạo Tử nói, được rồi, ông nói cách đi, tôi muốn thử xem. Tôi đang nghĩ, nếu như có thể đem vạn tài hàn băng này dung luyện cùng với bá vương kim thương, chẳng phải là có thể nâng cao khả năng của kim thương sao? Hơn nữa, tôi thấy trong kim thương có rất nhiều lửa, có thể làm tan chảy một ít vạn tái hàn băng, tóm lại là cũng có lợi cho hồn khí của hai người đúng không? Diệp Phàm nói, rất có lý, được, thử xem. Thật ra ta vừa xem qua, trên vạn tài hàn băng này cũng có một tiểu phong giới. Quan trọng là phải phá giải tiểu phong giới này. Vạn tài hàn băng tuy rằng lạnh tới cực điểm, nhưng trước khi chế tạo thành binh khí thì vẫn có thể đối phó được, một khi đã thành hình rồi thì rất khó khăn. Thiên Hạo Tử nói, với sức mạnh của tiền bối, hóa giải một tiểu phong giới có lẽ là không khó. Diệp Phàm nói, không khó, cậu đâu có biết chuyện này, bởi vì phong giới này chính là dùng vạn tái hàn băng tạo thành. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, người có thể dùng vạn tài hàn băng tạo thành phong giới trên đời này rất khó tìm. Thiên Hạo Tử nói, không có gì lạ cả, trước kia trong võ đang có một cao thủ, sau khi xảy ra biến cố người này biến mất. Cao nhân này tên là Tam Hóa, cũng là cao thủ thoát thần cảnh đại viên mãn. Bức tượng này có lẽ là khi còn sống ông ta muốn làm, bí mật của phong giới ở bên dưới do ông ấy khi còn sống làm ra cũng là chuyện bình thường đúng không? Diệp Phàm nói. Chương 3429, Dương Đinh Thiên ra mặt. Dường như không giống một người làm, một cao thủ rất có thể làm ra được phong giới vạn tài hàn băng. Dù sao, nếu như cậu muốn phong giới vạn tài hàn băng thì đầu tiên cậu phải dùng nội lực rất lớn để chống lại cái lạnh của hàn băng. Nhưng khí lực còn lại sẽ không đủ để thiết lập phong giới. Tuy rằng phong giới này nhỏ, nhưng bởi vì vật liệu đặc biệt nên quá khó. Đầu tượng đá Thiên Hạo Tử đang lung lay, ra vẻ như không thừa nhận ý kiến của Diệp Phàm. Tôi nhớ ra rồi, trước kia Tam Hóa Đại Sư đã từng nói với tôi chuyện Thái Cực Thất Đạo, nói là trước kia phái võ đang có 7 người bảo vệ, gọi là Thái Cực Thất Đạo. Tam Hóa Đại Sư cũng là một trong 7 người đó. Tất cả 7 người này đều là cao thủ thoát thần cảnh, hợp sức lại có thể làm ra được phong giới gì đó. Diệp Phàm nói. Vậy có thể giải thích điều này rồi, nếu như 7 người cùng hợp lực thì có thể rồi. Thiên Hạo Tử nói. 7 người cùng hợp lực tạo ra tiểu phong giới này, cũng quá là lợi hại rồi. Diệp Phàm hừ nói. Điều này cậu không hiểu rồi. Phong giới nhìn bên ngoài rất nhỏ, nhưng có lẽ không gian bên trong rất lớn. Bởi vì, cái cậu nhìn thấy chỉ là điểm thiết nhập của phong giới, trên thực tế chính là cửa vào của phong giới, giống như một đứa trẻ, miệng nhỏ nhưng bụng to. Thiên Hạo Tử nói. Ông nói là dùng cách gì? Diệp Phàm hỏi. Lửa có thể làm tan băng là quy luật tự nhiên, nhưng vạn tài hàn băng là loại băng đặc biệt, lửa bình thường không thể làm tan chảy được. Vạn tài hàn băng là loại băng đã trải qua quá trình hình thành hàng vạn năm ngoài tự nhiên, cho nên phải dùng lửa trong tự nhiên để khắc chế nó. Thiên Hạo Tử nói. Lửa tự nhiên, có phải là lửa do ánh nắng mặt trời hay là sấm sét tạo thành không? Diệp Phàm hỏi. Dĩ nhiên. Thiên Hạo Tử nói. Phong giới này có thể sao, bị sấm sét một cái thì không phải sẽ tan ngay. Diệp Phàm có chút khinh thường. Cậu hoàn toàn sai rồi, sấm sét trong tự nhiên đúng là có thể làm tan phong giới. Nhưng lượng lại quá ít. Muốn làm tan được phong giới này ít nhất cũng phải có sức mạnh gấp 10 lần sấm sét tự nhiên mới đủ. Cậu nói xem, trong thiên hạ này đi đâu để tìm được sấm sét mạnh như vậy? Nếu như thật sự có thì đất đai phía dưới đều đã bị cháy xém hết rồi. Cậu còn có thể sống nổi sao? Thiên Hạo Tử nói. Cũng đúng, nhưng, chúng ta có thể dùng sức người để tạo ra một nguồn sấm sét mạnh gấp 10 lần sấm sét trong tự nhiên. Ví dụ như, dẫn sấm sét hợp vào một chỗ để cùng tấn công phong giới, không phải sẽ được sao? Diệp Phàm nói. Không sai, chính là ý đó. Nhưng ánh sáng này vẫn chưa được, còn cần phải kết hợp với một loại lửa tự nhiên nữa mới được. Nếu không, phong ấn này cũng quá tầm thường rồi. Mà ngươi cũng không nhất định phải đi tìm nữa. Ở chỗ bá vương kim thương có một loại lửa tự nhiên.
Loại lửa này có tên là u hỏa. Nó được lấy độ sâu mấy ngàn thước dưới lòng đất, cũng có người nói nó là lửa từ âm phủ. Đương nhiên, có địa phủ hay không thì tất cả chúng ta đều không rõ. Ngay cả quỷ thần chúng ta còn chưa thấy qua chứ đừng nói là địa phủ. Thiên Hạo Tử nói, lửa này vốn dĩ có trong đó sao? Diệp Phàm hỏi, không sai, đây là một loại lửa tự nhiên tạo thành, lúc đó ta giao dịch với Trác Bình Hà Kim chính là vì lửa này. Tuy nó là lửa, đối với người sống thì rất đáng sợ, vừa chạm vào người sẽ lập tức biến thành tro. Nhưng loại lửa này cũng có thể dùng để bổ sung hỏa tính cho hồn khí. Hồn khí tuy rằng chỉ là nội khí và suy nghĩ tạo thành, nhưng cũng cần phải thường xuyên bổ sung cương tính mới được. Ví dụ như u hỏa này. Thiên Hạo Tử nói. Không hiểu bá vương kim thương đến từ đâu mà trong súng lại có thể có u hỏa. Mà cây súng này cũng không giống như thuộc loại súng loại sang, nhưng có vẻ thần bí. Diệp Phàm nói. Không sai, chính ta cũng cảm thấy kỳ lạ. Binh khí có được u hỏa có thể từ nhị phẩm đến tam phẩm. Điều này căn bản là không hợp lý. Hơn nữa, tại sao khẩu súng này lại có lực tấn công mạnh như vậy, tốc độ nhanh như vậy, có liên quan đến u hỏa này? Bởi vì u hỏa có thể làm tăng nội khí của cậu, hơn nữa, khi tràn ra bên ngoài còn có thể làm giãn nở không khí, tăng độ nhanh của súng. Thiên Hạo Tử nói, dùng u hỏa và lôi hỏa phá bỏ phong giới như thế nào? Diệp Phàm hỏi, dẫn sấm sét nhiều chỗ tụ lại bá vương kim thương, sau đó dùng thương đâm là được. Dung hợp sấm sét và u hỏa trong cây thương sẽ do Lão Phu và Lô Định Tông làm. Cậu chỉ quản việc dùng lực để đâm là được. Thiên Hạo Tử nói. Tuy nhiên, bệ ngồi của tổ tông người ta ở đây cậu động thủ thế nào được, ánh mắt xung quanh không ít đâu. Tôi lại có cách rồi. Diệp Phàm nói, bây giờ đang bị vạn tàn hàn băng hấp dẫn, đã quên mất chuyện Dương Đinh Thiên rồi. Thiên Lâm, ta thấy tượng đồng mọi người làm giả sau này và cái bệ có chút không tương xứng. Diệp Phàm tỏ ra bình thường nhìn vào bức tượng Tam Hóa Đại Sư nói. Không thể nào, chúng con đã đưa ra nhiều phương án. Cuối cùng các vị trưởng lão đã họp và quyết định. Hơn nữa, người xem, màu sắc rất giống với màu sắc trước đây. Trương Thiên Lâm hơi nghi ngờ lời nói của Diệp Phàm. Ha ha, nhãn lực của cậu không thể bằng ta, chờ đến khi cậu đạt tới trình độ của ta sẽ nhìn bức tượng ở góc độ khác. Diệp Phàm tỏ ra phong độ của sư phụ. Điều đó là đương nhiên, sư thúc là cao thủ mà. Trương Thiên Lâm cười nói, rồi hỏi. Phải giải quyết vấn đề này như thế nào? Đương nhiên nếu như có thể làm phần bị hủy của bức tượng càng hòa hợp với cái bệ, con sẽ càng vui hơn. Dù sao đây cũng là bức tượng của Tam Hóa Sư Tổ. Bởi vì chuyện này, trong lòng con vốn rất đau khổ. Nếu như có thể bù đắp được trong lòng con cũng bớt áy náy hơn. Trương Thiên Lâm xin lỗi Tam Hóa Sư Tổ. Việc này còn phải từ từ suy nghĩ, nhưng ta lại không có thời gian ở trên núi Võ Đang mãi. Nếu thật sự muốn khôi phục lại như lúc đầu, ta cần thời gian. Ví dụ, mỗi ngày dành 1-2 giờ để sửa từng chút một. Có thể dùng nội lực đặc biệt của ta để chỉnh sửa màu của bức tượng. Diệp Phàm răng bẫy trước. Vâng, sư thúc nhất định có cách, điều này con không hề nghi ngờ. Nhưng sư thúc không có thời gian, làm sao đây? Trương Thiên Lâm cũng hơi nóng vội. Chắc chắn là không được như thế này rồi, chuyển bức tượng tới tập đoàn Hoành Không. Ta sẽ đặt nó ở một vị trí bí mật, chẳng hạn như ở Chu Tước Sơn Trang. Mà ta hàng ngày đều ở trong sơn trang, có thời gian rảnh sẽ nghĩ cách khôi phục dần dần. Có lẽ trên dưới 3 tháng là có thể trở lại như lúc ban đầu rồi. Diệp Phàm nói, việc này còn phải bàn bạc với các vị trưởng lão một chút, dù sao cũng là di chuyển tổ sư ra, không phải là chuyện nhỏ. Trương Thiên Lâm nói, được, người hỏi bọn họ đi, ta đang lo nếu như không thể khôi phục được lại như lúc đầu, trải qua thời gian dài bị bào mòn nhất định sẽ xuất hiện vết nứt, đến lúc đó. Một là pho tượng sẽ khó coi, hai là sẽ bất kính với tổ sư ra đúng không? Diệp Phàm nói, đương nhiên là phải nói nghiêm trọng hơn một chút. Con lập tức triệu tập các vị trưởng lão bàn bạc ngay. Trương Thiên Lâm vội vàng đi. Ha ha, cậu thật là có cách. Thiên Hạo Tử cười nói. Không ngờ trưởng môn hiện tại của phái võ đang đúng là không ra sao, lại có thể dễ lừa như vậy. Ha ha, là ông ấy tin tưởng cao thủ, cũng không thể nói là ông ấy dễ lừa. Không có trưởng môn nào ngốc cả, bởi vì nếu ngốc thì không thể đảm đương được vị trí trưởng môn. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Buổi trưa, Trương Thiên Lâm vội vàng đi đến, nói là các trưởng lão đã đồng ý, chỉ lại yêu cầu giữ bí mật, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài,
Hơn nữa, phái võ đang nói, tất cả chi phí để sửa chữa bức tượng đều do phái trả. Nếu như thật sự có thể sửa được bức tượng thì sẽ cho Diệp Phàm thêm 2 triệu tiền sửa chữa. Tiền sửa chữa thì không cần, ta và Trương Sư Huynh là huynh đệ, tuy rằng ta cũng không phải đệ tử chính thức của phái võ đang nhưng có quan hệ như vật là đủ rồi, có thể góp sức vì võ đang, ta cũng cảm thấy vui. Diệp Phàm nói, vậy, làm phiền sư thúc thật ngại quá. Trương Thiên Lâm có chút ngại ngùng. Không có gì, chỉ riêng chuyện ngươi gọi ta là sư thúc thôi, cũng khiến ta cũng nên làm xong chuyện này. Diệp Phàm bên ngoài phải hào hiệp đại nghĩa, bên trong lại thầm nhìn Lô Định Tông và Thiên Hạo Tử vẻ mặt khinh bỉ. Người này đúng là dẻo mồm, chết cũng nói thể nói thành sống. Mình muốn làm việc riêng còn muốn làm cho người ta cảm ơn mình, lý gì vậy? Lô Định Tông không khỏi thở dài. Không có gì lại cả, mọi người vì mình mà. Hơn nữa, không chắc phong giới này mở ra có thể giúp cho phái võ đang không, tin là nếu có lợi Diệp Phàm cũng không độc chiếm. Thiên Hạo Tử lại hiểu. Ta không nhìn ra tiểu tử này có lòng tốt như vậy. Lô Định Tông căn bản là không tin. Tôi không đồng ý di chuyển tượng của Tam Hóa Sư Tổ. Lúc này, một giọng nói truyền đến, không phải chủ quả của Tàng Thư Lâu, Dương Đình Thiên thì còn ai? Dương trưởng lão, vừa rồi khi bàn bạc người không trở về. Chuyện này các trưởng lão đã quyết định, hơn nữa, có thể sửa thì tại sao lại không làm? Tôi tin Diệp Sư Thúc cũng chỉ là vì tốt cho phái võ đang chúng ta. Trương Thiên Lâm sửng sốt, hừ lạnh nói, người từ trước đến nay vốn vẫn coi thường vị sư thúc Dương Đình Thiên này. Ta bây giờ không phải về rồi sao? Việc này phải được ta đồng ý mới được. Bây giờ ta nói cho các người biết, ta không đồng ý di chuyển tượng của Tam Hóa Sư Tổ nữa. Lần trước người tự mình đưa bức tượng ra ngoài mà hủy hoại nó. Chuyện đó đã xảy ra rồi, hơn nữa là vì chữa bệnh nên ta cũng không nói nữa. Lần này không lẽ người còn muốn làm hỏng nữa sao? Trương Thiên Lâm, người còn là trưởng môn phái võ đang nữa không? Dương Đình Thiên tức giận. Dương trưởng lão, đây là quyết định của các trưởng lão, hơn nữa đó cũng là quyết định của trưởng môn này. Không lẽ người không tuân theo quyết định của mọi người sao? Trương Thiên Lâm lấy thế đè người. Tuy nói rằng Dương Đình Thiên xếp ở hàng thứ ba, trong phái đứng sau nhị sư huynh Trương Vô Trần và đại sư huynh Trương Vô Trần, nhưng hiện giờ nếu như không có thực lực thì lời nói sẽ không có ai nghe. Nhưng Diệp Phàm cũng hiểu Dương Đình Thiên chính là cao thủ chân chính xuất chúng của phái võ đang, vì vậy thầm toát mồ hôi thay cho Trương Thiên Lâm. Dương sư bá, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện. Diệp Phàm vội nói. Đừng gọi ta là sư bá, Dương Đình Thiên ta không có sư đệ như ngươi, một người ngoài lại có thể đi đi lại lại ở trong phái võ đang, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi là vì muốn tốt cho phái võ đang sao? Ta thấy không hẳn, ngươi căn bản chỉ là một tên tiểu nhân. Chương 3430, phải dùng thái thượng trưởng môn lệnh. Dương sư thúc, người không thể nói Diệp sư thúc như vậy. Sư thúc đã được sư phụ đồng ý, hơn nữa trong tay còn có lệnh thái thượng trưởng môn của võ đang. Không lẽ người muốn chống lại lệnh bài của trưởng môn sao? Trương Thiên Lâm tức giận, Diệp Phàm là cứu tinh của gã, sao có thể đắc tội? Trương trưởng môn, người đừng vì lời lẽ ngọt của tên tiểu tử này mê hoặc. Ta thấy tiểu tử này căn bản là không có ý tốt. Ngươi cho rằng hắn sửa chỉ là vì muốn tốt cho võ đang sao? Hắn căn bản là đang muốn phá hoại. Lần trước nếu không phải là vì hắn thì bức tượng cũng sẽ không bị hỏng. Điều này theo môn quy mà nói thì chính là đại nghịch bất đạo. Là phải đưa vào trong ngục tối. Thái độ của Dương Đình Thiên rất cứng rắn. Sư thúc, con hiểu, lần trước là vì chuyện của con, Diệp sư thúc mới liều mạng cứu ta. Việc này đều là lỗi của ta. Trương Thiên Lâm này không có bản lĩnh. Trương Thiên Lâm tạ tội với tổ sư gia, Trương Thiên Lâm này là tội nhân của võ đang, tạ lỗi với người. Trương Thiên Lâm kích động, liền quỳ xuống trước mặt Tam Hóa Đại Sư. Hơn nữa, trong mắt đã có nước mắt, lần trước bức tượng bị phá hỏng, Trương Thiên Lâm đương nhiên phải gánh trách nhiệm lớn, việc này vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bây giờ Dương Đình Thiên vừa động tới, cuối cùng đã bộc phát. Thiên Lâm, ta cũng không phải muốn trách ngươi, ta đã nói rồi, chuyện đã qua thì cho nó qua đi. Nhưng chúng ta không thể sai thêm lần nữa. Lần này cho dù là như thế nào, ta tuyệt đối không cho phép tiểu tử họ Diệp này gây chuyện nữa. Ngươi có thể lấy môn quy ra để trừng trị ta, cũng có thể nhốt ta vào trong ngục cũng được, nhưng Dương Đình Thiên ta không phục. Dương Đình Thiên vẻ mặt buồn rầu. Tuy rằng Dương Đình Thiên là cao thủ lợi hại nhất nhưng môn phái có quy củ của môn phái. Trương Thiên Lâm dù sao cũng là trưởng môn,
hơn nữa việc này các trưởng lão đã đồng ý rồi. Dương Đình Thiên bị cô lập, hiển nhiên vẻ mặt trở nên buồn rầu. Hơn nữa, đối với vị sư huynh Trương Vô Trần này, Dương Đình Thiên vẫn luôn luôn kính trọng. Lúc này, nghe thấy tiếng ồn ào, tất cả các vị trưởng lão đã đều chạy tới, vừa nhìn thấy tình cảnh đó, toàn bộ trợn tròn mắt. Bởi vì, Trương trưởng môn lại đang quỳ gối trước bức tượng Tam Hóa Đại Sư, vẻ mặt đầy nước mắt, còn Dương Đình Thiên là vị sư huynh bình thường tuyệt đối không lên tiếng thì lại có mặt. Mà vị sư thúc ngoại lai Diệp Phàm này lại lạnh lùng ngồi ở trên ghế. Tình cảnh vô cùng kỳ lạ. Dương sư huynh, có chuyện gì vậy? Có phải huynh trách mắng Trương trưởng môn không? Quan hệ của Trương trưởng môn và Trương Thiên Lâm rất tốt, nên không cần hỏi là vì sao, trước tiên đã trách Dương Đình Thiên rồi. Dương sư thúc không sai, đều là lỗi của Trương Thiên Lâm. Lần trước con không nên mang pho tượng của Tam Hóa Đại Sư đi, đều là lỗi của con. Trương Thiên Lâm là tội nhân của võ đang, xin lỗi Tam Hóa Đại Sư. Trương Thiên Lâm nói xong liên tục khấu đầu, đến nỗi trán chảy máu. Dương sư huynh, đây đều là chuyện đã qua. Hơn nữa, lúc đó Đại sư huynh cùng với đồ đệ của mình cùng nhau âm mưu. Chúng ta cũng không chỉ vì bệnh của trưởng môn, mà chủ yếu là muốn phái giải âm mưu của Đại sư huynh và Tống sư huynh. May mắn là trưởng môn chúng ta tài trí khiến cho âm mưu của hai tên phản đồ này bị lật tẩy. Nếu không, nếu vẫn bị hắn giấu ở trong phái, cũng không hiểu môn phái của chúng ta sẽ như thế nào. Trưởng lão Triệu Thanh Thanh vội vàng lên tiếng nói đỡ cho Trương Thiên Lâm. Nhưng Trương Thiên Lâm không chịu đứng lên, hơn nữa đầu còn đang chảy máu. Diệp Phàm thầm cảm thấy buồn cười, Trương Thiên Lâm đóng kịch quả thật là thiên hạ vô song. Ai nói Trương Thiên Lâm là kẻ ngốc, trên đời này không có kẻ ngốc nào làm được trưởng môn. Hừ, các ngươi thì biết gì, không cần phải nói với ta về hai tên phản đồ Trương Hữu Trần và Tống Thành Sơn. Chuyện đó ta cũng không trách Trương Thiên Lâm, chỉ là ta thấy không vừa mắt tên Diệp Phàm này. Các ngươi đừng bị hắn lừa, tuy rằng hắn giúp Thiên Lâm nhưng chẳng qua là hắn thấy có lợi nên đến thôi. Lần này các ngươi còn đồng ý cho hắn chuyển pho tượng đi, chuyện này tuyệt đối không được. Dương Đình Thiên mặt tối sầm, hừ nói. Diệp sư đệ cũng không có ác ý gì. Từ trước tới giờ, đệ ấy đều giúp chúng ta. Hơn nữa, chuyện con giết khổng lồ lần trước nếu không có Diệp sư đệ thì chúng ta đều nguy hiểm rồi. Tên phản đồ chết tiệt Ninh Thiên Cơ này. Triệu Thanh Thanh mắng. Đúng vậy, nếu không có Diệp sư thúc dẫn người đến tiêu diệt Ninh Thiên Cơ, đợi đến khi hắn tấn công mang theo con giết đáng sợ đó đến phái võ đang chúng ta phá hoại thì phiền phức rồi. Đặc biệt con rết có khuôn mặt ma quái trên đuôi đó càng đáng sợ. Dương sư huynh, có thể huynh không biết, kể cả dùng súng đạn cũng không giết được nó. Cuối cùng nó đã phá hỏng pho tượng Tam Hóa Đại Sư. Lưu trưởng lão nói, hắn là vì bản thân hắn, ta đã nói rồi, chỉ là các người không hiểu thôi. Việc này bất luận nói như thế nào, ta cũng vẫn không đồng ý. Nếu không các người tống ta vào trong ngục tối là được. Thái độ của Dương Đình Thiên càng trở nên cứng rắn. Dương sư huynh, nếu thật sư huynh muốn chống lại quyết định của phái, ta không thể không sử dụng lệnh bài trưởng môn. Trương Thiên Lâm thấy đóng kịch cũng không có tác dụng rồi liền để Triệu Thanh Thanh đỡ đứng dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc trừng mắt nhìn Dương Đình Thiên. Tùy các ngươi, nhưng trách nhiệm của ta đã hết, các ngươi kiên quyết để tiểu tử này gạt ta cũng không phản đối. Sau này nếu phái võ đang gặp chuyện gì, các ngươi đừng đến tìm ta là được. Sau khi nói xong, Dương Đình Thiên xoay người bước đi, còn nói. Không cần các người áp giải, ta tự đi vào ngục. Dương Đình Thiên, ta lấy Thái Thượng trưởng môn lệnh yêu cầu huynh nói chuyện riêng với ta. Nếu ta không thể thuyết phục huynh, Diệp Phàm ta sẽ lập tức trả lại lệnh bài cho Võ Đăng và xuống núi, từ này Diệp Phàm sẽ không bước lên núi Võ Đăng nửa bước. Diệp Phàm đột nhiên đứng lên lạnh lùng nói. Được, chúng ta đến Tàng Thư Lâu nói chuyện. Nhưng hôm nay người có miệng lưỡi như thế nào cũng vô ích. Còn về lệnh bài Thái Thượng trưởng môn, người sớm đã nên trả lại cho phái võ đang rồi. Dương Đình Thiên nói xong liền đi nhanh về phía Tàng Thư Lâu. Người này thật là kiên quyết, hơn nữa cũng thật bảo thủ. Truyền đến tiếng cười nói của Thiên Hạo Tử. Bảo thủ, sao nói như vậy? Diệp Phàm vừa đi vừa hỏi. Thân thủ của hắn cao như vậy chỉ cần ra tay chế ngự ngươi không phải là được rồi. Còn ở đây nói rong dài mãi không thôi. Một cao thủ tuyệt thế mà lại bảo thủ đến mức tự mình đi vào ngục tối. Tuy rằng ta không rõ lắm ngục tối là cái gì, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra. Tuyệt đối là hình phạt đáng sợ nhất trong phái. Cậu nói xem, hắn bảo thủ hay không bảo thủ? Thiên Hạo Tử cười nói. Đúng rồi,
ông nói xem ông ta nói tôi đến Tàng Thư Lâu nói chuyện là có âm mưu gì. Tàng Thư Lâu là địa bàn của ông ta, mà người này thân thủ cao như vậy, lão tử sẽ không mắc bẫy chứ. Diệp Phàm nói, chuyện này thì không rõ lắm, nhưng theo biểu hiện lúc trước của hắn thì cùng lắm là đánh với cậu một trận, hơi thảm rồi. Tất nhiên sẽ không đánh chết, nhiều nhất cũng chỉ đánh cho trở thành tàn phế rồi ném cậu xuống núi Võ Đang. Đến lúc đó, tuy Trương Thiên Lâm tức giận, nhưng nếu như Dương Đình Thiên để lộ ra một chút võ công của ông ta, bây giờ tuy rằng là xã hội hiện đại, nhưng người học võ vẫn tôn sùng kẻ mạnh. Diệp Phàm cậu vì sao mà có thể được bọn họ kính nể, còn không phải là vì võ công của cậu cao nhất trong môn phái bọn họ sao? Nếu đổi thành Dương Đình Thiên, thì cũng tương đương, đến lúc đó, bọn họ sẽ vứt bỏ cậu như là vứt một cái rẻ lau. Thiên Hạo Tử lại có thể cười trên tai họa của người khác. Ha ha, để ông nói thì một chút tình người cũng không còn, có sư huynh Trương Vô Trần của tôi, chỉ sợ sẽ không như thế đâu. Diệp Phàm cười nói, sẽ không như vậy, thử xem. Thiên Hạo Tử hừ lạnh một tiếng. Thử thì thử, tôi cũng không sợ. Diệp Phàm cười nói, ồ, tự tin như vậy, tự tin của cậu từ đâu mà đến? Thiên Hạo Tử nghi ngờ. Rất đơn giản thôi, chẳng hạn như tôi bị Dương Đình Thiên đánh chết, ha ha, đến lúc đó, tôi sẽ để Bá Vương Kim Thương lên trước. Đến lúc đó, Dương Đình Thiên phá hủy hết năng lực của tôi. Chẳng lẽ không phá hủy năng lực của Bá Vương Kim Thương sao? Bá Vương Kim Thương này tuy là rất lợi hại, nhưng chúng ta cũng có thể sử dụng thủ đoạn hiện đại để phá hủy nó. Một đạn đạo nhỏ không làm gì được nó nhưng một quả bom nguyên tử thì sao? Hoặc là công nghệ phóng xạ hay tia laser gì đó. Ha ha, đến lúc đó tiền bối ngài không phải là. Diệp lão đại cười nói. Tiểu tử thật đúng là gian xảo. Tôi thật sự hối hận, sao có thể đồng ý hợp tác với cậu? Thật là xui xẻo. Thiên Hạo Tử thiếu chút nữa phát điên lên. Ha ha, cùng có lợi mà. Nếu như ông hợp tác với Trác Bình Hà Kim kia nhất định sẽ không có triển vọng như hợp tác với tôi. Diệp Phàm cười nói. Xong rồi, bất xả này vô dụng rồi. Nhưng, tiền bối, ông có thể nhìn thấu được cấp độ công lực của Dương Đình Thiên sao? Không nhìn được. Không ngờ Thiên Hạo Tử lại nói như vậy. Không thể nào, ngay cả ông cũng không nhìn được. Vậy ôn ta chẳng phải là vô cùng siêu phàm ư? Trong lòng Diệp Phàm có chút nguội đi. Cũng không phải là công lực của Dương Đình Thiên cao đến mức tôi nhìn không thấu, bình thường mà nói thì một người học võ công lực cao hay thấp đều dễ dàng nhìn ra. Chỉ cần cậu vừa cử động là để lộ ra. Hơn nữa, đôi khi cậu không cần cử động cũng có thể thể hiện ra theo khí trong cơ thể ngươi. Dù sao, cấp độ không giống nhau thì năng lượng cũng sẽ khác nhau. Dù cậu có giấu kín như thế nào cũng sẽ để lộ ra một chút khí lực. Chúng ta có thể theo khí lực đó đánh giá thân thủ của ngươi. Nhưng ta nhìn không ra thân thủ của Dương Đình Thiên bởi vì ta chỉ là một hồn khí đang tồn tại. Chuyện này khiến cho năng lực đánh giá bị giảm đi đáng kể. Nhưng, bất luận nói như thế nào, ít nhất Dương Đình Thiên cũng là cường giả cấp bán niệm khí trở lên. Tuyệt đối có thể dễ dàng tiêu diệt ngươi. Cho nên, tiểu tử ngươi cần phải khách khí một chút. Đừng chọc giận loại người này, đến lúc đó ngay cả ta đi theo cũng không xong rồi. Thiên Hạo Tử nói. Không sợ, mặc dù hai người đều là hồn khí, nhưng nếu ba người chúng ta hợp lực thì một cao thủ bán niệm khí cũng có thể hạ được. Diệp Lão Đại vô cùng tự tin đến Tàng Thư Lâu. Có thể hạ được, nhưng thật sự hai người bọn ta cũng gần như nhau thôi. Thiên Hạo Tử hừ lạnh nói. Tàng Thư Lâu này của phái võ đang thật sự rất bình thường, một tòa nhà hai tầng bình thường. Toàn bộ làm bằng gỗ, nhưng làm rất tinh tế, có phong cách cổ kính. Sau khi đi vài phát hiện ra Dương Đình Thiên đang ngồi ở trong đại sảnh, Diệp Phàm vừa đi vào Dương Đình Thiên liền phóng nội khí ra ngoài, cánh cửa tự nhiên đóng lại. Diệp Phàm, đừng thấy chỗ này bình thường, chỉ là ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Hơn nữa, những mảnh gỗ này thoạt nhìn thì rất bình thường nhưng dường như đều đã được luyện qua. Thiên Hạo Tử nói, chương 3431, bí mật của Tàng Thư Lâu. Cả tòa nhà đều đã được luyện rồi, vậy phải tốn bao nhiêu tinh lực? Tiền bối, người không hoa mắt đấy chứ? Trong lòng Diệp Phàm thật sự giật mình. Tuyệt đối không sai, đã được luyện qua. Nếu dựa vào lý luận thời cổ của chúng ta, những cao thủ lợi lại còn có thể biến cả tòa nhà thành vũ khí gì đó. Đương nhiên, những người có khả năng như vậy vô cùng ít. Hơn nữa, tòa nhà lớn như vậy ít nhất cũng phải nhiều người cùng hợp lực mới có thể thành công. Theo như lời ngươi nói về bảy thái cực. Nếu như là bảy cao thủ cảnh giới thoát thần đại viên mãn cùng hợp lực thì hoàn toàn có thể.
thật ra, nội khí chúng ta tạo ra cũng phải trải qua nội khí uẩn nhuận. Đây thật ra chính là hành động luyện vật đầu tiên. Sau khi tạo ra nội khí này cũng chỉ là luyện khí ở cấp thấp nhất. Nếu không, nội khí của ngươi đưa vào trong sản phẩm bằng đồng thông thường, có lẽ khi cường độ quá lớn sẽ sớm tự vỡ ra hoặc bị hủy hoại đúng không? Thiên Hạo Tử nói, các hạ làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Theo quan hệ của ngươi với Trương Sư Huynh mà nói thì ngươi không nên làm như vậy. Bức tượng Tam Hóa Đại Sư tuy rằng chỉ là một bức tượng, nhưng đó chính là biểu tượng của phái võ đang chúng ta. Lần trước đã một lần bị hủy hoại, ngươi lại vẫn chưa từ bỏ ý định, rốt cuộc ngươi có âm mưu gì? Dương Đình Thiên lạnh lùng, đầy sát khí nhìn Diệp Phàm. Bản thân tôi tuyệt đối không có ý xấu đối với võ đang, điểm này ông yên tâm, Trương Sư Huynh đối với tôi như anh em, tôi sẽ không làm chuyện gây tổn hại đến anh em. Cho nên, chuyện lần trước chỉ là một lần ngoài ý muốn, đối thủ quá mạnh, nếu như không tiêu diệt nó thì tôi thấy phái võ đang cũng bị nguy hiểm. Mà Ninh Thiên Cơ lại là người trong những người được chọn đó. Ninh Thiên Cơ sẽ bỏ qua thù hận với phái võ đang sao? So với việc ngồi một chỗ chờ bọn chúng đánh đến cửa thì chẳng thà ra tay trước để tiêu diệt bọn chúng. Huống hồ, vốn dĩ chúng ta chỉ là nghi ngờ Ninh Thiên Cơ, cũng không biết là có cao thủ lợi hại đó. Diệp Phàm nói. Vậy lần này ngươi còn muốn di chuyển bức tượng của đại sư, ngươi sẽ không nói là vì truy tìm hai tên phản đồ kia chứ? Dương Đình Thiên lạnh lùng hừ nói. Không phải, lần này lên núi võ đang vốn dĩ là muốn trao đổi với ông một chút. Diệp Phàm nói. Trao đổi, chính là pho tượng đó. Dương Đình Thiên lạnh lùng nói. Không liên quan đến bức tượng, là vì quốc gia muốn chế tạo một nội bội khí cần cao thủ như ông dùng nội khí hỗ trợ, đây là tài liệu xác minh liên quan. Diệp Phàm nói xong lấy ra giấy xác thực của nhà nước. Việc này ta không hứng thú, nói nhà nước đi tìm người khác đi. Trung Quốc rộng lớn như vậy, môn phái nào cũng có cao thủ. Tại sao chỉ chọn phái võ đang bọn ta? Dương Đình Thiên chỉ nhìn qua rồi trả lại cho Diệp Phàm, nhưng thật ra đã tin lời của Diệp Phàm. Đây là cơ quan bí mật cao nhất của quốc gia, tôi chỉ có thể tìm một cao thủ có quen biết và có thể tin tưởng được. Hơn nữa, là một người Trung Quốc. Ông mặc dù là cao thủ nhưng lại có thể đóng góp cho đất nước. Huống hồ, chỉ là tiêu tốn một chút nội lực của ông thôi, cũng không tổn hại gì lớn đến bản thân ông. Mà nhà nước cũng sẽ bồi thường cho võ đăng bằng hình thức khác. Ví dụ như rót xuống một khoản tiền giúp võ đăng sửa chữa các con đường lớn gì đó. Diệp Phàm nói, ta đã nói là ta không hứng thú, người có nói rách miệng cũng vô dụng. Hơn nữa, Dương Đình Thiên ta cũng không có bản lĩnh gì. Toàn bộ núi võ đang đều hiểu, Dương Đình Thiên ta là trưởng lão có năng lực thấp nhất, công lực yếu nhất, không có tiếng nói nhất trong phái võ đang. Dương Đình Thiên lại lạnh nhạt cười. Đối với lão già cứng đầu này, Diệp lão đại chỉ hận không thể xông lên mà cho một đấm, nhưng hắn lại không dám, có lẽ kẻ bị ăn đòn lại chính là mình. Nhưng tôi hiểu ông chính là cao thủ lợi hại nhất của phái võ đang hiện giờ. Diệp Phàm nói. Vậy thì sao, người biết cũng không có nghĩa là mọi người biết. Chỉ cần ta không thừa nhận, ai cũng không thể ép được ta, kể cả quốc gia. Dương Đình Thiên cười lạnh nói. Lão già này quá lợi hại, loại người tài trí nhưng lại tỏ vẻ đần độn à. Thiên Hạo Tử thở dài. Nếu phái võ đang do hắn làm trưởng môn thì thật sự là đáng sợ. Kiểu người này sẽ không biết làm trưởng môn. Diệp Phàm hừ một tiếng, miệng lại nói. Thái độ này của ông tôi đã sớm nghĩ tới. Nghĩ đến rồi thì sao ngươi còn tới đây làm gì? Ngươi không nói là công việc mệt mỏi nên muốn đến núi võ đang thưởng thức phong cảnh thiên nhiên chứ? Muốn đi dạo cũng là đi ở bên ngoài chứ không phải là trong phái võ đang chúng ta. Nơi này ngươi đến rồi, lại đến nữa cũng không có ý nghĩa gì. Người thanh niên, ta khuyên ngươi tốt nhất là mau chóng đi xuống núi, đừng đến quấy rầy phái võ đang chúng ta nữa. Trong phái đang có hai tên phản đồ Trương Hữu Trần và Tống Thành Sơn chạy thoát, chúng ta đang tìm kiếm. Ngươi đừng đến gây rối nữa. Dương Đình Thiên nói, thuật chuyển sinh, các hạ đã nghe tới chưa? Diệp Phàm nói thẳng, thẳng thắn tung lá bài cuối. Ngươi cũng đã nghe đến. Không ngờ Dương Đình Thiên lại có chút kích động nào, giống như mọi người đều biết đến loại bí thuật này. Diệp Lão Đại không khỏi cảm thấy bất lực, nếu cách này cũng không thể thu hút được Dương Đình Thiên nữa thì Diệp Lão Đại thật sự hết cách rồi. Ha ha! Diệp Phàm chỉ cười, âm thầm chơi cùng với lão già này. Ngươi thanh niên, ngươi hiểu được cái gì gọi là thuật chuyển sinh sao? Dương Đình Thiên tỏ vẻ không tin Diệp Phàm có khả năng này. Lẽ nào ông hiểu?
Diệp Phàm hừ nói. Ha ha, Dương Đình Thiên ta không hiểu thì còn ai hiểu. Lúc này, Dương Đình Thiên lại hoàn toàn khác với con người thường ngày, đây mới là diện mạo trước kia của Dương Đình Thiên. Đấu trí với tôi sao? Diệp Phàm thầm cười lạnh một tiếng, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh nói. Đó là tôi nghe nói. Người nghĩ ta sẽ nói bí mật này cho người ngoài sao? Huống hồ lại là loại người bụng dạ khó lường như ngươi đối với phái võ đang. Dương Đình Thiên dường như có thành kiến rất sâu sắc với Diệp Phàm. Ha ha, không biết thì không biết, tôi hiểu, công lực của ông cao hơn so với tôi. Nhưng những chuyện ông hiểu chưa chắc đã nhiều hơn tôi. Diệp Phàm cười lạnh nói. Thuật chuyển sinh đơn giản chỉ là phương pháp dùng nội khí để chuyển sang kiếp khác. Người thanh niên, có lẽ người cũng hiểu lờ mờ một chút. Đừng mang những lời đồn đại nghe không rõ ràng đến khoe khoang trước mặt lão phu. Cầu lão phu đã qua còn dài hơn đường ngươi đã đi đấy. Dương Đình Thiên hừ nói. Người này rất giống với lời nói của ngươi, có lẽ là không hiểu gì về thuật chuyển sinh. Lúc này, giọng nói của Thiên Hạo Tử truyền đến. Tôi cũng cho rằng như vậy, nếu ông ta hiểu thì sẽ không nói dòng dài như vậy, đã sớm ra tay đánh cho tôi tàn phế rồi ném xuống núi võ đang rồi. Diệp Phàm nói với Thiên Hạo Tử. Vậy chỉ có thể chứng minh là ông đã già rồi. Già có điểm tốt nhưng cũng có điểm xấu. Lớn tuổi nghĩa là có kinh nghiệm, có thực lực, nhưng cũng thể hiện rằng con đường của ông ngày càng ngắn. Diệp Phàm châm chọc. Dương Đình Thiên cười lạnh nói. Đường đi của ta còn dài, sẽ không bị đứt trước ngươi. Sao có thể như vậy được, nếu như không có thuật chuyển sinh, ông cũng không còn bao lâu. Hơn nữa, mong muốn của ông không lớn rồi. Diệp Phàm cười lạnh nói. Dường như ngươi thật sự hiểu được thuật chuyển sinh, nói một chút xem, để lão phu xem lời ngươi nói có thật hay không. Dương Đình Thiên cười lạnh nói. Nhưng tám phần là nghe đồn, không nghe cũng được. Ha ha, nói hay không là do tôi. Ông có muốn nghe tôi cũng sẽ không nói. Về thuật chuyển sinh, chỗ tôi có một bộ sách luyện công, chính là cách đưa nội khí chắc chắn đi qua. Diệp Phàm nói một chút. Sau đó thế thời điểm quan trọng thì liền dừng lại. Mắt nhìn Dương Đình Thiên quả nhiên có chút thích thú rồi, hai mắt đều hơi mê muội. Như thế nào, tiếp tục đi, ta phát hiện ra ngươi thật sự là có hiểu một chút. Nhưng không thể chứng minh là ngươi có thể hiểu được thuật chuyển sinh, có lẽ cũng chỉ là nghe nói. Thái độ của Dương Đình Thiên có hơi chút thay đổi. Xin lỗi, ông đã không tin tôi còn nói làm gì. Diệp Phàm cáo từ, lệnh bài thái thượng trưởng môn này tôi sẽ giao cho Trương trưởng môn. Diệp Phàm nói xong liền quay người bước đi. Dương Đình Thiên cũng không ngăn cản, Diệp Phàm bước nhanh đi. Khoan đã, Dương Đình Thiên đang cân nhắc. Thiên Hạo Tử nói. Cuối cùng, sau khi tay Diệp Phàm chạm đến khung cửa thì phía sau vang lên tiếng cười nói của Dương Đình Thiên. Muốn trao đổi với ta cũng được, nếu ngươi có thể từ cánh cửa đó quay trở lại trong đại sảnh, ta sẽ đồng ý trao đổi với ngươi. Cách trao đổi như thế nào, ông nói trước đi. Diệp Phàm cũng không quay đầu lại. Đồng ý giúp quốc gia làm một chuyện. Dương Đình Thiên nói. Chính là chuyện dùng nội khí giúp việc chế tạo mà ngươi nói. Vậy còn bức tượng Tam Hóa Đại Sư? Diệp Phàm hỏi. Không thể mang đi, có thể để ở tại chỗ cho ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nhưng nhất quyết là không được phép phá hủy bức tượng. Ta thật sự không biết ngươi định làm gì với pho tượng của tổ tiên chúng ta. Nhưng ngươi phải nói toàn bộ về thuật chuyển sinh cho ta biết. Nếu không, nếu ngươi dám gạt ta, tuy rằng trước giờ Dương Đình Thiên ta không thích tranh giành. Nhưng con thỏ mà tức giận cũng sẽ cắn người. Tin rằng với khả năng của Dương Đình Thiên ta, muốn đánh bại ngươi là hoàn toàn có thể. Mặc dù là người của quốc gia, chỉ cần là việc mà Dương Đình Thiên muốn làm thì nhất định sẽ làm được. Hơn nữa, quốc gia ngay cả một sơ hở cũng không nắm được. Dương Đình Thiên nói. Đồng ý. Diệp Phàm mạnh mẽ gật đầu xoay người, nhìn Dương Đình Thiên, nói. Yên tâm, tôi không xấu như trong tưởng tượng của ông đâu. Diệp Phàm tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện tổn hại đến võ đang. Chỉ có lợi chứ tuyệt đối không có hại. Nếu không, hiểu rõ là ông mạnh hơn nhiều so với tôi mà tôi vẫn đến. Điểm này có thể chứng minh việc tôi làm không phải là chuyện xấu. Diệp Phàm nhìn cánh cửa Dương Đình Thiên chỉ, nói. Có hạn chế thời gian không? Không. Dương Đình Thiên lắc đầu, nhưng vẻ mặt đột nhiên dường như hơi cười nói. Nhưng trước tiên ta muốn nói rõ một chút. Cánh cửa này cũng không khác gì quỷ môn quan, đi vào thì dễ đi ra thì khó, có thể cả đời ngươi cũng không đi ra được. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu không dám thì mau rút lui đi.
nhưng đây là trao đổi của ta với ngươi. Ngươi không dám đi vào thì phải đưa cho ta thuật chuyển sinh. Mà ta chỉ đồng ý làm việc của quốc gia, còn về việc tượng Tam Hóa Đại Sư, ngươi tuyệt đối không được di chuyển. Cánh cửa này cũng không phải Long Đàm Hổ Huyệt, tôi đã đi qua rất nhiều nơi nguy hiểm, chẳng lẽ còn sợ không qua được một cách cửa. Diệp Phàm nói xong, ngẩng đầu đi vào. Rầm một tiếng, cánh cửa đóng lại. Nhất thời, bên trong một màu tối đen. Chương 3432, quả cầu kỳ lạ. Tiền bối, ông nói xem, tòa nhà này cho dù ám đạo trùng trùng thì cũng không thể dài bao nhiêu được. Chúng ta chỉ cần chú ý một chút, chắc chắn là có thể ra được. Diệp Phàm nói. Không chắc, Dương Đình Thiên chắc chắn như vậy thì chắc phải chắc rằng cậu không có cách thoát ra. Hơn nữa, có lẽ hắn sẽ có cách để cậu vào bẫy. Ví dụ như dùng cách đánh tan hồn khí để đọc trí nhớ của cậu. Đến lúc đó, thuật nội khí chuyển sinh này không phải nằm trong tay rồi sao? Thiên Hạo Tử nói. Hơn nữa, trực giác của tôi cảm thấy dường như tòa nhà này có chút bí ẩn. Không thể nào, cách này không phải nghe nói là chỉ có cao thủ thoát thần cảnh mới có thể sử dụng sao? Diệp Phàm nói. Trên đời không có chuyện gì là rõ ràng. Có lẽ, Dương Đình Thiên có thể sử dụng tòa nhà này để thực hiện mờ ám nào đó. Thiên Hạo Tử nói. Đi từng bước vậy. Diệp Phàm nói. Diệp Phàm đưa mắt ưng nhìn qua một chút, phát hiện ra nơi mình đang đứng chính là một hành lang rộng khoảng 1,5 m. Hai bên hành lang là bức tường làm bằng gỗ, mà trên tường gỗ có rất nhiều lỗ to nhỏ như hạt đậu tương, giống như cả bức tường đều là những nút chai. Thứ này không thể là trang trí cũng sẽ không dùng đến bút chai. Thứ này rốt cuộc có tác dụng gì? Dưới đôi mắt ưng của Diệp Phàm thì nhìn vẫn rất rõ ràng, thị lực không hề kém đi so với ban ngày. Cái này giống với lỗ súng của xã hội hiện đại, giống như từng bị súng máy bắn phá. Thiên Hạo Tử nói. Nói đùa, tòa nhà này có lẽ đã có mấy trăm năm lịch sử rồi, thời đó lấy đâu ra súng ống? Diệp Phàm cười nói. Không có súng thì có phi tiễn gì đó. Thiên Hạo Tử nói, còn nói chưa xong thì có vài tiếng gừ gừ vang lên. Từ trong những lỗ bằng hạt đậu tương đó lại bắn ra từng thanh nhỏ như sợi len. Hơn nữa, những thanh này còn có thể di chuyển. Không lâu sau, ùn ùn kéo đến vây quanh Diệp Phàm. Không hay rồi, Thiết Côn Xà, mau nghĩ cách thoát đi. Thiên Hạo Tử nói. Thiết Côn Xà, nhỏ như vậy thì có thể có bao nhiêu uy lực? Diệp Phàm khinh thường hừ nói, tung trưởng qua, Thiên Hạo Tử biết vội vàng kêu lên. Mau tránh đi. Con rắn này chỉ cần bị trúng chưởng thì sẽ nổ tung, chỉ có thể dùng nội khí để ngăn nổ. Quả nhiên, âm thanh bùm bùm không dứt ở bên tai, uy lực của những con rắn này khi nổ cũng không lớn, chỉ gần giống như uy lực của một kíp mìn. Mà Diệp Phàm là cao thủ tiên thiên, dùng nội khí để phòng ngự là chuyện đơn giản. Cũng không có gì đặc biệt. Diệp Phàm hừ nói. Không có gì đặc biệt, đợi lát nữa thì cậu gặp rắc rối rồi, mau nghĩ cách đi thì hơn. Thiên Hạo Tử nói. Như thế nào? Diệp Phàm không tin. Thứ này sau khi nổ tung sẽ tạo thành lưới, rất dính, hơn nữa còn răng khắp nơi, cuối cùng tạo thành một tấm lưới dày đặc. Ngay cả cao thủ tiên thiên cấp niêm trụ cũng không cởi được, có lẽ là dai hơn tơ nhện gấp mấy trăm lần. Thiên Hạo Tử nói. Vậy con rắn này không phải có chút giống với nhện? Diệp Phàm hỏi. Là lai giống, mau nghĩ cách đi, đừng nhiều chuyện nữa. Thiên Hạo Tử có chút nóng nảy rồi. Diệp Phàm chạy nhanh về phía trước, nhưng vật gì đó đánh bật hắn trở lại. Diệp Phàm nhìn, lại là mấy đám tơ nhện màu vàng đang giăng giữ chân hắn. Hơn nữa, sau khi bật trở lại, những thứ đó cứ dính vào chân không rời ra. Diệp Phàm vội đưa tay ra gỡ, không ngờ tay cũng bị dính luôn vào. Không lâu sau, toàn bộ hành lang đều là loại tơ này. Diệp Phàm trợn tròn mắt, không dám chạm vào nữa, vừa chạm vào là liền bị dính. Nhưng mình không chạm vào nó thì nó sẽ tới dính mình. Mặc dù Diệp lão đại tránh phải tránh trái, nhưng cuối cùng vẫn bị tơ rắn quấn khắp người. Diệp Phàm càng giãy dục thì nó càng thắt chặt, dần dần không còn có thể cựa quậy được nữa. Này, tôi nói, Thiên Hạo Tử, còn không nghĩ cách đi. Diệp Phàm vội hỏi. Sớm đã nói với cậu là không được chạm vào nó rồi, cái này nhất thời ta cũng không có cách. Lúc ta còn sống thì đương nhiên là có cách. Chỉ cần dùng một loại máy có thể phun ra thiên hỏa thì có thể đốt cháy được nó. Bây giờ thì đi đâu tìm loại máy này? Hơn nữa, cũng không có thiên hỏa đúng không? Nhưng cậu cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần truyền thuật chuyển sinh cho Dương Đình Thiên, lão ta sẽ không lấy mạng cậu. Hơn nữa,
loại võ thuật này có truyền lại thì ông ta cũng không thể dùng được, ông ta có thể đạt tới cảnh giới thoát thần không? Có thể tìm được một cơ thể thích hợp không? Vô ích thôi. Thiên Hạo Tử nói. Đừng mơ, Diệp Phàm tôi không biết chịu thua. Ông cả ngày khoác lác, tôi thấy cũng không có bản lĩnh gì. Ngay cả loại tơ này cũng không đối phó được, khoác lác cái gì chứ? Ai nói không có cách, chỉ cần có thiên hỏa là được rồi. Thiên Hạo Tử nổi giận. Thiên hỏa, đúng rồi, trong Bá Vương Kim Thương không phải có u hỏa gì đó sao? Ha ha, khí vương, mau chuẩn bị giúp tôi tiêu diệt đám tơ rắn này. Diệp Phàm cười nói. Không được, không được. Không ngờ Thiên Hạo Tử nói luôn. Tại sao lại không được, không lẽ ông không thấy tôi bị tơ rắn trói rất mất mặt trước Dương Đinh Thiên sao? Diệp Phàm hừ nói. U hỏa này không được, cũng là một loại lửa tự nhiên. Nhưng hồn khí của tôi và Lô Định Tông tồn tại được ở trong thương này cũng là vì u hỏa có thể nuôi dưỡng hồn khí. Mất đi u hỏa hai chúng tôi sẽ tiêu đời. Thiên Hạo Tử nói. Không nghiêm trọng như vậy chứ, ông chỉ cần dùng một chút u hỏa là được rồi. Đừng dọa tôi, mau lên đi, nếu không tôi sẽ nói con rơi ra tay. Hơn nữa, thương này giờ là của tôi. Diệp Phàm hừ nói. Vậy được, chỉ có thể dùng một chút. Thiên Hạo Tử biết không đồng ý cũng phải đồng ý. Diệp Phàm dùng lực, Bá Vương Kim Thương liền giãn ra tới hơn một thước, nội khí thoát ra. Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện. Sau khi nội khí của mình từ trong thương bắn lên lại có thể biến thành một luồng điện, vài tiếng xoẹt xoẹt vang lên, sau đó là tiếng rè rè, cuối cùng là một mùi khét bay đến, toàn bộ tơ rắn đều bị cháy rơi đầy trên đất. Đúng là đồ tốt, không ngờ u hỏa còn có khả năng như vậy. Diệp Phàm thán phục nói. Lần này cậu không khống chế tốt nên làm tổn hại đến u hỏa trong thương rồi. Lại cho cậu vài lần nữa thì hai chúng tôi tiêu rồi. Thiên Hạo Tử bất mãn nói. Hi hi, mới nửa thành thôi mà, còn có thể chơi hơn 20 lần nữa đúng không? Diệp Phàm cười ruồi một tiếng. Cậu thật sự muốn lấy mạng chúng tôi đúng không? Thiên Hạo Tử gào lên. Nếu như thật sự như vậy thì ba chúng ta cùng nhau chết. Thiên Hạo Tử tôi tuyệt đối sẽ không để cho cậu thoát một mình. Ông xem, lại thế rồi. Vừa rồi tôi nghĩ đến vấn đề bổ sung u hỏa. Diệp Phàm nói. Bổ sung như thế nào? Đây là lửa từ dưới lòng đất, không phải cậu muốn là có. Thiên Hạo Tử hừ lạnh nói. Nếu lấy từ dưới lòng đất thì điều này chứng minh là dưới lòng đất còn có loại u hỏa này. Hơn nữa, tôi nghĩ, có thể dùng cách dẫn sấm sét để bổ sung năng lượng cho u hỏa không? Diệp Phàm nói. Chuyện này cũng không thể được. Sấm sét và u hỏa là hai loại lửa, căn bản là không thể dung hòa được với nhau. Ông chưa thử làm sao biết là không dung hòa được, thương này nếu có thể giữ được u hỏa thì biết đâu lại có thể giữ được lửa sấm sét. Diệp Phàm nói, điều này tôi không rõ lắm, nhưng, cũng có thể thử xem, nhưng phải thật cẩn thận, đừng để tới lúc đó u hỏa không được bổ sung lại làm hỏng hết u hỏa vậy thì thảm rồi. Thiên Hạo Tử cũng có chút lay động, bởi vì... Nếu có đầy đủ u hỏa thì hồn khí của ông ta có thể phục hồi. Thật ra, khi giết người hút tinh lực cũng là để bổ sung u hỏa. Bề ngoài thương này như vậy nhưng chủ yếu là u hỏa. Tiền bối, ông nghĩ xem, nếu như vẫn không thể bổ sung được u hỏa thì ông có bất tử cũng có gì thú vị. Hơn nữa, ngay cả rời khỏi thương cũng không dám đi xa. Nếu có đầy đủ u hỏa, sau khi hồn khí của ông được chữa khỏi, thân thủ của ông hoàn toàn có thể hoàn thành phương pháp chuyển sinh nội khí rồi. Bởi vì, ông đã tìm được cơ thể phù hợp rồi, chỉ là hồn khí còn chưa hồi phục. Hơn nữa, còn có một cách bổ sung u hỏa. Diệp Phàm nói. Không phải lại là thu sấm sét chứ? Thiên Hạo Tử hừ lạnh nói. Tiền bối nghĩ xem, thương này có xuất xứ từ đâu thì ở đó có thể là có u hỏa. Hơn nữa, chưa biết chừng là cây thương này từ trong u hỏa tới. Cho nên, chúng ta chỉ cần tìm Trác Bình Hà Kim để hỏi rõ thì không phải là có thể tìm được u hỏa sao? Diệp Phàm cười nói, tên Trác Bình Hà Kim này cậu đừng nghĩ hắn ngốc, tên này thật sự là người rất xảo quyệt, tôi đã hỏi rất nhiều lần rồi đều không được. Thiên Hạo Tử nói, tôi nói ông thật đúng là ngốc, ông dùng cách trực tiếp không phải là tốt sao? Diệp Phàm nói, không được, công lực của Trác Bình Hà Kim rất cao, tiên thiên đại viên mãn. Chỉ với hồn khí của ta không thể thắng được nội khí của hắn. Dù sao, đó cũng là địa bàn của hắn, nếu như là trong thương này. Tôi đương nhiên có thể thu phục hắn. Thiên Hạo Tử nói. Chúng ta cùng hợp lực không phải là có thể thu phục hắn sao? Diệp Phàm hỏi. Điều này khó nói, nhưng nói sau đi,
bây giờ nên tìm cách thoát ra ngoài mới phải. Cũng không biết phía trước còn có nguy hiểm gì nữa. Cảm giác này của tôi càng ngày càng sống động rồi. Tòa nhà này rất có thể là một cơ quan rất lớn. Nếu không, một tòa nhà bình thường lại có thể xây dựng được thiết côn xà gì đó. Cậu còn phải nói nữa. Thiên Hạo Tử nói. Đúng lúc này, Diệp Phàm cảm thấy mình đến một nơi rất rộng lớn, ước lượng rộng chừng 3-40 thước, hơn nữa, cũng rất cao, có lẽ là có 2 tầng cao như vậy. Kỳ lạ là trong căn phòng lớn như vậy lại đặt một đồ vật hình cầu đang lăn tròn, thứ này có đường kính chừng 3 thước. Đặt ở giữa phòng, cao hơn Diệp Phàm rất nhiều. Diệp Phàm trước tiên là cẩn thận quan sát, không dám liều lĩnh đến gần, một lát sau phát hiện ra không có gì nguy hiểm mới từ từ đi tới. Hình như là đá đẽo thành, Tô Tiên phái võ đang làm ra quả cầu này làm gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Đây chắc chắn không phải là quả bóng để tập thể dục của các tổ tiên võ đang ăn no không có việc gì làm, quả bóng lớn như vậy tập làm sao mà tập được, đúng không? Thiên Hạo Tử nói. Bóng tập thể dục, vẫn là tiền bối thông minh, thứ này rất có thể là một quả bóng tập thể dục. Diệp Phàm cười nói. Chương 3433, Diệp Phàm là hậu duệ của Vũ Vương sao? Không phải đã nói với cậu rồi, cậu đã thấy quả bóng tập thể dục nào to như vậy chưa? Thứ đó cùng lắm là to bằng quả trứng vịt, to như vậy làm sao tay cầm được, trừ phi tay cậu trở nên to hơn, nhưng đó là chuyện không thể. Ngay cả các cao thủ cảnh giới thoát thần cũng không thể biến mình trở thành người khổng lồ được. Thiên Hạo Tử hừ lạnh nói. Tôi thấy tiền bối có lúc thông minh có lúc cũng rất ngốc. Người thì không thể biến mình trở thành khổng lồ được, nhưng còn nội khí thì sao? Giống như thái cực chi đại của võ đang, 7 người này đều có sức mạnh thoát thần. Quả bóng ở trong tay bọn họ này rất lớn, nhưng có là gì? Có khi thổi một cái cũng đã thổi bay quả bóng này lên trời rồi. Đương nhiên là tập trung nội khí trong hơi thở. Huống hồ, nếu như dùng nội khí thì nâng quả bóng này lên rất dễ dàng. Đúng rồi, đột nhiên tôi nghĩ tới cao thủ thái cực âm dương của võ đang. Chẳng lẽ chính là luyện từ quả cầu này ra? Diệp Phàm đột nhiên vừa sửng sốt lại bình tĩnh nhìn quả bóng. Đúng lúc này, dòng dọc của quả cầu lại chuyển động về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm vội tránh qua một bên. Có chuyện rất kỳ lạ, quả bóng đó lăn rất chậm, nhưng lạ là dường như có rất nhiều khí bay ra từ quả cầu tập trung vào mình, căn bản là không có cách thoát ra. Không lâu sau, quả bóng đã sắp lăn đến bên cạnh Diệp Phàm. Diệp Phàm không có cách nào, đành phải hạ người xuống đưa hai tay dùng toàn lực đặt lên quả bóng, đẩy nó trở lại. Nhưng quả bóng có vẻ như quá nặng, Diệp Phàm vốn không thể đẩy đi được. Hơn nữa, quả bóng còn đang đè lên người Diệp Phàm, hắn đã bị quả bóng ép tới ngửa người ra, nếu còn tiếp tục đè xuống nữa thì xong đời rồi. Tiền bối, mau nghĩ cách giúp tôi, nếu không tôi bị nó đè chết mất. Diệp Phàm kêu lên. Hai, quả bóng này rất kỳ lạ, hình như cũng là một cơ quan. Thiên Hạo Tử thở dài, đành phải truyền nội lực cho Diệp Phàm để giúp hắn chặn quả bóng. Diệp Phàm đã dễ thở hơn một chút, nhưng lực đè của quả bóng vẫn không thể giảm nhẹ. Tại sao ông không dùng sức, nếu như không dùng toàn lực, đến khi tôi trở thành thịt vụn thì ông cũng không khác gì đâu. Trước khi chết nhất định tôi sẽ để bá vương kim thương dưới quả cầu. Diệp Phàm nổi giận. Bởi vì Diệp Phàm đã cảm thấy xương cốt của mình đang bị ép đến nỗi kêu răng rắc, dường như sắp gãy rồi. Cậu nói cái gì vậy, tôi dùng hết sức rồi. Ngay cả Lô Định Tông tôi cũng gọi dậy rồi. Hai chúng tôi đang dùng nội khí duy nhất để giúp cậu. Không lẽ cậu không cảm thấy? Thiên Hạo Tử nói. Ừ, rất nhiều, nhưng vì sao vẫn không thể đỡ được? Diệp Phàm hỏi. Không phải cậu nói là thất cực chi đạo sao? Thân thủ của mỗi người đều tương đương với tôi. Nếu quả bóng do họ luyện ra, ba người chúng ta hôm nay có thể sẽ bỏ mạng tại đây rồi. Nếu tôi còn sống thì chắc chắn sẽ có thể đỡ được. Nhưng hiện giờ chỉ còn lại một chút nội khí thì làm thế quái nào được? Cậu tự nghĩ cách đi, nếu không ba người chúng ta tiêu rồi. Thiên Hạo Tử có vẻ như cũng nóng ruột rồi. Đẩy đi. Diệp Phàm kêu lên, trong lúc vô thức lại dùng đến thuật thần hành thái bảo, cảm giác dưới chân có giống như được truyền thêm sức mạnh, quả bóng bị lăn sang bên cạnh một chút. Thật sự là chỉ có một chút, có lẽ là chỉ khoảng nửa cm. Quả bóng lớn như vậy chuyển động nửa cm, chỉ có thể nói là Diệp lão đại nhạy cảm, mắt thường thì không thể thấy quả bóng chuyển động. Diệp Phàm sửng sốt, trong lòng lập tức hiểu ra, tiểu tử này không tự chủ được đã thi triển võ công âm dương thái cực do sư huynh Trương Vô Trần truyền cho hắn. Hơn nữa, thuật thần hành thái bảo cùng với hồn khí của Lô Định Tông và Thiên Hạo Tử mạnh mẽ truyền vào.
Thủ pháp của Diệp Phàm dần linh hoạt hơn, hơn nữa, Diệp Phàm cảm thấy cũng không còn vất vả như vừa rồi nữa, dường như quả bóng lớn này lại đang chuyển động xoay tròn theo âm dương thái cực của mình. Đương nhiên, lúc đầu quả bóng hoạt động rất chậm, chỉ có thể cảm nhận thấy. Nhưng, Diệp Phàm không nản chỉ, tiếp tục thi triển thủ pháp âm dương thái cực. Dần dần, quả bóng lại lăn theo Diệp Phàm. Hơn nữa, Diệp Phàm đã tránh sang một bên, quả bóng vẫn chưa đến. Nội khí của Diệp Phàm biến thành một chưởng lớn ở trên không và chạm vào quả bóng. Lúc này cảm thấy quả bóng bằng đá hoa cương này không còn lạnh như băng nữa, dường như sờ lên còn có cảm giác đàn hồi nhẹ nhàng của da thịt. Chưởng nội khí chuyển động trên không, từ từ về phía quả bóng, dần dần dường như quả bóng tập thể dục trong tay của Diệp lão đại đã ngày càng linh hoạt hơn. Mà lúc này, bỗng nhiên Diệp Phàm lại giống như bị khùng, nhảy cả người lên, nhảy lên chơi với quả bóng. Mà quả bóng cũng nảy lên theo tay của Diệp Phàm. Mệt chết mất. Lô Định Tông cả người nằm trong u hỏa ngơ ngác nhìn Diệp Phàm đang đùa giỡn ở bên ngoài. Tiểu tử này cũng thật là may mắn. Lúc này, Thiên Hạo Tử cũng dừng giúp Diệp Phàm, thở dài. May mắn, sao lại nói vậy? Lô Định Tông nhìn bộ dạng tượng đá của Thiên Hạo Tử một cái. Ông không nhìn thấy, tôi cũng không nhìn thấy. Nhưng Diệp Phàm lại thấy được, đây là cảm giác của tôi. Thiên Hạo Tử nói, cảm giác, ông cảm thấy điều gì? Lô Định Tông hỏi, nếu tôi đoán không nhầm thì trong quả bóng này cất giấu một bí mật rất ghê gớm, có lẽ quả bóng này là do 7 người của phái võ đang trước hợp lực tạo ra. Mà trong đó có lẽ cất giấu bí kíp võ học cao thâm. Diệp Phàm hiện giờ dường như đã được 7 người đó đồng ý. Nếu không, hắn không thể chuyển động, chơi đùa với một quả bóng lớn như vậy. Chỉ có nhân tài đạt được thái cực thủ mới có may mắn này. Nếu không, đợi lát nữa cậu ta xong ông không tin thì hỏi xem. Bộ dạng của Thiên Hạo Tử rất chắc chắn. Tiểu tử này ngày càng may mắn, ngay cả dẫm lên phân chó cũng may. Lô Định Tông hừ một tiếng. Tôi đang nghĩ, tiểu tử này có thể đột phá đến cảnh giới thoát thần không? Thiên Hạo Tử nói. Không thể được, xã hội hiện đại căn bản là không có cách nào tạo ra được cao thủ thoát thần cảnh. Ngay cả Diệp Phàm cũng vậy. Hiện giờ cậu ta 30 rồi mới đạt tới tiên thiên, nhưng trên tiên thiên còn có bán niệm khí, rồi đến bán hồn ly, lại đến hồn ly, tiếp đó mới là bán thoát thần rồi đến cảnh giới thoát thần. Hơn nữa, mỗi cảnh giới đều có 4 giai đoạn, tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và sau đó là đại viên mãn. Vậy tính ra con đường Diệp Phàm phải đi không ngắn, vẫn còn 10 mấy giai đoạn cậu ta phải trải qua. Hơn nữa, càng lên cao sẽ càng khó. Chỉ là đột phá một giai đoạn nhỏ cũng đã khó khăn. Ở tuổi của cậu ta, tôi thấy khó mà đạt tới cảnh giới thoát thần, giai đoạn đầu của hồn ly thì còn có hy vọng. Lô Định Tông nói. Lời ông nói cũng có lý, nhưng nếu Diệp Phàm có thể đoạt được bí mật của Vũ Vương thì sao? Thiên Hạo Tử cười thần bí, nhìn khuôn mặt tượng đá vô cùng xấu xa. Ngay cả Lô Định Tông cũng giật mình. Bí mật của Vũ Vương, đó chỉ là truyền thuyết. Đến giờ mấy nghìn năm rồi, ai đã từng gặp Vũ Vương? Ngay cả hậu duệ của Vũ Vương cũng vừa vụt sáng lên rồi tắt. Hơn nữa, người này hình như mỗi khi xuất hiện đều đeo mặt nạ. Trời mới biết hắn có phải hậu duệ của Vũ Vương hay không. Hơn nữa, đến giờ tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, một người cái thế như Vũ Vương tại sao lại không có hậu duệ? Và hậu duệ của ông ta đã đi đâu? Không phải là qua mấy nghìn năm, hậu duệ của ông ta đã không còn tiếng tăm nữa. Hoặc là đã gặp một cuộc tấn công lớn khiến cả họ bị giết. Lô Định Tông cũng nhăn trán khó hiểu. Ông nói đúng rồi, tôi có cảm giác lờ mờ rằng, Diệp Phàm dường như có quan hệ với Vũ Vương. Thiên Hạo Tử vừa nói xong, Lô Định Tông giật mình. Không thể nào, tại sao có thể như vậy? Ông dựa vào đâu mà nói là không thể? Thiên Hạo Tử hừ nói. Đầu tiên là không cùng họ, Vũ Vương không phải tên là Mễ Tác Bỉ Khâu sao? Ít nhất cũng là họ Mễ đúng không? Hơn nữa, Diệp Phàm hình như xuất thân từ một gia đình bình thường. Gia tộc Vũ Vương sa sút cũng sẽ không sa sút đến nỗi như thế chứ. Hơn nữa, đán phi tử luôn theo dõi Diệp Phàm. Nếu để hắn phát hiện ra Diệp Phàm là hậu duệ của Vũ Vương, ngay cả có 10 Diệp Phàm cũng đi đời đúng không? Lô Định Tông nói một mạch. Ông cho rằng Vũ Vương chỉ là đồ trang trí thôi à, đán phi tử có điểm lợi hại của mình, nhưng Vũ Vương càng không kém gì đán phi tử. Đương nhiên. Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, khả năng cũng rất ít, nhưng, vận mệnh của Diệp Phàm tốt, chưa biết chừng có thể đoạt được bí mật của Vũ Vương. Đến lúc đó, tôi và ông đi theo cậu ta cũng tốt rồi.
Thiên Hạo Tử cười nói. Có gì mà tốt, ông đã tìm được thân thể chuyển sinh, mà tôi vẫn chưa có. Dù cho tìm được thân thể cũng vô dụng, bởi vì tôi không tới cảnh giới thoát thần thì không thể dùng thuật chuyển sinh của mọi người. Cũng không biết khi nào thì hồn khí tiêu tan. Hơn nữa, mặc dù không tiêu tan nhưng sống người không ra người quỷ không ra quỷ thì còn nghĩa lý gì. Lô Định Tông lúc này có vẻ đang suy sụp. Đừng bi quan như vậy, có lẽ Diệp Phàm thành công thì sẽ giúp đỡ ông đúng không? Cho nên hai chúng ta đều phải giúp đỡ cậu ta hết sức. Thiên Hạo Tử nói. Hy vọng như vậy. Lô Định Tông nói. Nhưng đến giờ, ông cũng không tiết lộ thân phận của mình. Thiên Hạo Tử nói. Tôi còn phải lộ cái gì nữa, tôi chính là Lô Định Tông. Lô Định Tông nói. Muốn giả ngốc để lừa tôi à, vẫn còn non lắm. Ông tuyệt đối không phải là Lô Định Tông. Ông chỉ chiếm thân thể của Lô Định Tông, và trước kia đã dùng thuật chuyển sinh. Mà kiếp trước ông có quan hệ với nước Tinh Tuyệt, ông chính là em trai của vua nước Tinh Tuyệt, cũng chính là Thanh Vương. Thật ra, chính là cao thủ cảnh giới thoát thần đại viên mãn, chỉ là sau khi chuyển sinh thì năng lực bị giảm bớt. Cuối cùng rơi vào tình cảnh như hiện giờ, ngay cả thuật chuyển sinh cũng không thể thi triển được. Nói cách khác, ông nói xem, ông không biết người phụ nữ trong chiếc quan tài thần bí đó là ai à? Bà ta có phải là vương hậu của nước Tinh Tuyệt không? Có phải là ông cũng thích bà ta, ông và anh tranh xảy ra tranh chấp vì một người đàn bà. Khiến cho người ngoài đồn là ông muốn cướp ngai vàng. Thiên Hạo Tử nói. Ha ha ha, Lô Định Tông cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt. Chỉ là hồn khí không có nước mắt, không có gì để chảy. Thiên Hạo Tử, sức tưởng tượng của ông phong phú quá. Chương 3434, tình trạng thảm hại của Dương Đinh Thiên. Ông không nói cũng được, tuy nhiên. Đợi đến lúc ông muốn nói thì cũng quá muộn rồi. Thiên Hạo Tử cười lạnh một tiếng, một cước đá Lô Định Tông ngã vào u hỏa. Thiên Hạo Tử, người cứ đắc ý đi, sẽ có một ngày. Lô Định Tông nghĩ thầm trong bụng. Rầm, quả cầu lớn rơi xuống đát, cả tỏa tàng đều rung lên. Dừng tay, không cần vào nữa, coi như cậu qua rồi. Lúc này, phía sau truyền đến giọng nói đầy phân nộ của Dương Đinh Thiên. Khi y chạy tới gần. Phá hiện quả cầu lớn vẫn còn nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nào, sợ tôi hủy mất tàng của ông đi chứ gì? Diệp Phàm vỗ tay, cười nhạt nói. Vừa rồi quả cầu này sao lại phát ra tiếng vang như vậy? Dương Đinh Thiên ngơ ngác nhìn quả cầu. Tôi hiểu rồi, có thể là bản thân thần kinh của nó sợ hãi mà phát ra thôi. Diệp Phàm nhún vai. Nếu như cậu không muốn mượn pho tượng của tổ sư thì cậu có thể nói. Dương Đinh Thiên sửng sốt, nhất thời sắc mặt trở nên âm trầm. Ha ha, lúc này pho tượng của Tam Hóa Tổ Sư đã không còn quan trọng nữa. Và lại, ngay cả nhà nước mời ông ra nhiệm vụ lần này tôi cũng không sao cả, tôi cáo từ đây. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh, cười thần bí, sau đó xoay người hướng lên lối nhỏ mà đi. Khoan đã! Dương Đinh Thiên lúc này rất nhanh, thoáng cái đã đi đến trước mặt Diệp Phàm cũng âm thầm giật mình. Người này thấp nhất chắc cũng phải là bán niệm khí cường giả. Lúc này, truyền đến giọng nói nhắc nhở của Thiên Hạo Tử. Ông muốn làm gì? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn ông ta. Hãy đem bí mật mà cậu lấy được ra, nếu không, thế giới này sẽ không tồn tại Diệp Phàm nữa. Dương Đinh Thiên duỗi tay, khí phách 10 phần trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Ông có thể động thủ diệt tôi, nhưng, đến lúc đó phái võ đăng các người cũng sẽ như vậy. Phái võ đang lợi hại hơn nữa thì cũng chống lại được cả một quốc gia sao. Không cần nói đến cái khác, chỉ cần một sư đoàn là có thể tiêu diệt được các người rồi. Dương Đinh Thiên ông thì có cái gì để kiêu ngạo chứ? Hơn nữa, phái võ đang cũng không phải là của ông, Trương Vô Trần sư huynh, cả trưởng môn Trương sẽ đồng ý sao? Võ công của ông cao, nhưng lại không cống hiến được cho võ đang cái gì. Còn Diệp Phàm tôi lại giúp được cho phái võ đang không ít việc. Võ công của ông không giúp được gì cho môn phái, vậy thì còn có ý nghĩa gì chứ? Diệp Phàm nói. Cậu thì biết cái gì, Dương Đinh Thiên này ở phái võ đang có một sứ mệnh thần thánh. Sứ mệnh của ta cao hơn tất cả mọi thứ. Cậu không phải nói kích ta không nói cho cậu biết điều gì đâu. Dương Đinh Thiên hừ nói, nhìn thẳng Diệp Phàm. Có đưa ra hay không? Không thể. Diệp Phàm mặt lạnh đáp. Vậy thì đừng có trách ta. Dương Đinh Thiên vừa động, một luồng kinh khí từ bàn tay đi ra, âm dương thái cực thủ thi triển tấn công về phía Diệp Phàm. Nhất thời,
Diệp Phàm cảm giác giống như một con thuyền dập dềnh trên biển theo cơn sóng lớn. Lực của Dương Đình Thiên càng gia tăng hơn, Diệp Phàm cảm giác áp lực vô cùng. Mặc dù Diệp Phàm tránh né, nhưng áp lực càng lúc càng lớn. Diệp Phàm biết, Dương Đình Thiên đang ép mình thi triển bí kỹ. Hắn cắn răng, Bá Vương Kim Thương từ trong tay bắn ra. Cho tôi một chút u hỏa, đợi đến lúc cây thương tiếp cận ông ta rồi phát ra. Diệp Phàm nói với Thiên Hạo Tử. Không thể cho được nữa. Thiên Hạo Tử bất mãn kêu lên. Nếu không cho hôm nay tôi không thoát thân được thì xem tôi sẽ xử lý ông thế nào. Đến lúc đó ta sẽ hủy cây kim thương này đi. Diệp Phàm truyền âm mật quát. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Thiên Hạo Tử giống lên một tiếng, đột nhiên cây thương rung lên. Diệp Phàm biết, u hỏa đã vào rồi. Diệp Phàm dùng toàn lực, lúc này Bá Vương Kim Thương giống như một cây thương phá thiên, xoay tròn nhắm thẳng về hướng Dương Đình Thiên mà đi. Một cây thương sắt vụn như vậy mà cũng khoe khoang. Dương Đình Thiên vẻ mặt khinh thường, thuận tay một đường nội khí hút đi. Ông ta muốn cướp đi cây thương, sau đó hạ nhục Diệp Phàm. Với thực lực của Dương Đình Thiên, đích xác có thể làm được chuyện này. Ông ta đã ở trình độ bán niệm khí, cho dù là 5 người Diệp Phàm cũng đánh không lại ông ta. Nhìn thấy cây thương đã đến tay Dương Đình Thiên. Ra! Diệp Phàm giống lên, những tiếng tách tương đương kêu lên, một đường lôi quang chợt lóe, tuy rằng lôi quang không chói mắt, nó chỉ nhỏ như một sợi lông, nếu không nhìn cẩn thận thì căn bản là không nhìn thấy. A, tiểu tử! Tuy nhiên, lập tức truyền đến tiếng kêu hét thảm thiết của Dương Đình Thiên, ông ta vội vàng đẩy cây thương ra, rồi bay người về phía sau quả cầu, lấy quả cầu làm tấm chắn. Diệp Phàm thiếu chút nữa cười ra thành tiếng, bởi vì, Dương Đình Thiên lúc này rất chật vật. Mái tóc dài của ông ta lúc này dựng đứng lên như bị điện giật, hơn nữa còn bốc lên mùi khét lẹt. Không lâu sau, việc khiến Diệp Phàm bất ngờ đã xảy ra. Tóc của Dương Đình Thiên không ngờ đã biến thành cho bụi bay đi. Chiếc áo choàng xanh trên người ông ta cũng biến thành những mảng cho bụi, bay ra khỏi người ông ta. Diệp Phàm một chưởng quét tới, Dương Đình Thiên cũng xuất chưởng. Những tiếng ba tương đương giòn tan vang lên, Diệp Phàm bay ngược hơn 10 mét, đập vào vách đá rồi ngã nhào xuống nhất. Dương Đình Thiên vẻ mặt hung hăng, đạp liên tục về phía Diệp Phàm, tuy nhiên, Bá Vương Kim Thương trong tay hắn đâm lên, Dương Đình Thiên tránh sang phía quả cầu theo phản xạ có điều kiện, ông ta đã bị lôi quang của Diệp Phàm đánh cho sợ hãi, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó. Thật ra, Diệp Phàm đang phô trương thanh thế, lúc này trong Kim Thương tuy rằng còn có u hỏa, nhưng Thiên Hạo Tử nói có chết cũng không cho nữa, chết thì cùng chết. Bởi vì nếu cho nữa thì hồn khí của ông ta sẽ không thể tồn tại được. Ha ha, Dương Đình Thiên, phong cách của ông ấy à? Diệp Phàm cầm cây thương cười mỉa mai nói, Dương Đình Thiên vẻ mặt phẫn nộ kèm theo xấu hổ. Tiểu tử, ngươi bây giờ đắc ý lắm phải không? Tuy nhiên nếu ta muốn lấy mạng của ngươi thì vẫn có thể được. Cho dù có phải chịu lôi điện của ngươi một lần nữa cũng không sao cả. Dương Đình Thiên nói, ha ha, ông thử xem. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh nói, được rồi, ngươi nói xem. Pho tượng của Tam Hóa Tổ Sư có tác dụng gì? Dương Đình Thiên đích xác có chút băn khoăn. Bởi vì, tôi phát hiện bệ ngồi của Tam Hóa Đại Sư có bí mật. Nếu như có thể giải bí mật không chừng còn có lợi cho phái võ đang các ông. Diệp Phàm dụ dỗ. Bí mật gì? Dương Đình Thiên có vẻ động tâm. Trước mắt tôi cũng không rõ lắm, phải giải được thì mới biết. Tuy nhiên, chắc ông nghe nói kỹ thuật phong giới rồi chứ? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên. Nhưng người hiện đại không làm được phong giới nữa rồi. Cái đó, đã trở thành một truyền thuyết phiến cổ. Dương Đình Thiên hừ lạnh nói. Dưới bệ của đại sư còn có phong giới, vì vậy, tôi nghĩ, sau khi mở phong giới này ra thì sẽ biết được bí mật bên trong. Đại sư hiện giờ đã qua đời rồi, chúng ta không phải không tôn trọng ông ấy, mà là vì muốn tạo phúc cho phái võ đang. Diệp Phàm nói. Cậu có năng lực phong giới phá thiên sao? Dương Đình Thiên hỏi. Nắm chắc khoảng 6 phần, không phải nói công phu tôi cao, chủ yếu là biện pháp đối đầu là được. Diệp Phàm nói. Vậy được, chúng ta hợp tác. Dương Đình Thiên nói, sau đó ông ta liền đi thay quần áo. Dương Đình Thiên đáp ứng nhanh như vậy, cậu phải đề phòng y. Là người của phái võ đang, tuyệt đối sẽ không múa chia sẻ bí mật với người ngoài đâu. Thiên Hạo Tử nói. Nhưng phỏng chừng Dương Đình Thiên cũng không phát hiện phong giới. Mà dù có phát hiện thì cũng không có cách phá vỡ. Ông ta không thể không dựa vào chúng ta được. Nếu bên trong có bí mật,
Dương Đình Thiên tự tin có thể nắm được toàn cục. Phỏng chừng cuối cùng cũng để cho tôi một chút canh cặn, nếu không, ông ta sẽ không thẳng thắn như vậy. Diệp Phàm nói, ừ, đây là một vấn đề rồi, chẳng lẽ cậu bằng lòng nhận chút canh cặn đó sao? Thiên Hạo Tử nói, đương nhiên là không bằng lòng rồi, nhưng, tôi có Thanh Bá Vương Kim Thương này, Dương Đình Thiên cũng phải dè chừng một chút có đúng không? Diệp Phàm nói, cậu đừng có đánh chủ ý lên đầu ta, u hỏa này tuyệt đối không thể cho ngươi được nữa. Thiên Hạo Tử nghĩ đến vấn đề nặng hơn. Ha ha, tôi chỉ mượn dùng một chút là được thôi mà. Tôi sẽ nghĩ cách để bù lại cho ông. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Tuyệt đối không được. Thiên Hạo Tử hừ nói. Bởi vì không có mưa sấm nên không thể dẫn lôi được, cho nên Diệp Phàm tận dụng thời gian đi vòng phái Hoa Sơn. Cậu làm cái gì vậy, còn chê bọn ta trả không đủ có đúng không? Tiêu Thanh Hồng trưởng môn vừa nhìn thấy Diệp Phàm, câu đầu tiên chính là như vậy. Trên mặt còn nén vẻ giận dữ. Lần này là đến mượn người. Diệp Phàm đem chuyện nói lại một lần. Chúng tôi đồng ý với cậu việc đi lấy cây tuyết nham, nhưng không đáp ứng thực hiện nhiệm vụ bên lề khác. Tiêu Dương Thiên vừa nghe, nhất thời nghiêm mặt lại. Nhưng nội bội khí này là mấu chốt trong việc lấy cây tuyết nham này, bởi vì một số thủ đoạn công kích của tôi cần có nó mới hoàn thành được. Các vị nghĩ mà xem, thủ đoạn công kích của tôi càng sắc bén thì cơ hội để mọi người lấy được cây tuyết nham càng lớn hơn đúng không? Diệp Phàm nói, đó là việc của ngươi, không liên quan gì đến bọn ta cả. Tiêu Sắt Nhất cũng hừ nói, tôi đồng ý đến lúc đó nếu như lấy được cây tuyết nham sẽ phân chia cho các người đôi chút, thế nào? Diệp Phàm nói, sau chút sông dài, giao dịch cuối cùng đã được hoàn thành. Dương Đình Thiên gọi điện đến, nói là lôi điện trên núi Võ Đang sắp đến rồi. Cho nên Diệp Phàm vội vàng lên núi Võ Đang. Bên này pho tượng của Tam Hóa Đại Sư đã được vây lại, còn Trương Trưởng Môn đã sớm đem Ảnh Lâu trở thành vùng cấm địa, nói là trong phái gần đây có một hoạt động bí mật lớn. Nhưng vẫn khiến cho không ít người thấy nghi ngờ. Trước mắt đối với phái Võ Đang mà nói, bí mật này chỉ có hai người là Trương Thiên Lâm và Dương Đinh Thiên biết. Mà Hồng Tà, Lý Cường đã đặt xong phương tiện dẫn lôi, phần lớn tụ trên Bá Vương Kim Thương. Chương 3435, đây là phái Võ Đang. Cậu phải làm cẩn thận một chút, đừng để xong đời với cây thương này. Thiên Hạo Tử nói. Ha ha, biện pháp này là do ông dạy mà, chắc không có vấn đề gì chứ. Diệp Phàm cười gượng nói. Có quỷ mới biết là có vấn đề hay không, biện pháp này ta cũng chưa thử qua. Hơn nữa, lôi điện của tự nhiên uy lực kinh người. Bốn người các cậu phải phối hợp tốt. Nếu không phong giới trong cây thương sẽ bị lôi điện phá hủy, đến lúc đó hai chúng ta cũng xong đời. Thiên Hạo Tử lo lắng nói. Diệp Phàm, Hồng Tà, Lệ Vô Nhai và Dương Đinh Thiên phân làm bốn phía, ngồi xếp bằng quanh bức tượng của Tam Hóa. Thi triển tứ tượng thiên lôi trận của Tây Môn ra. Dầm. Lôi điện cuối cùng cũng đến rồi, hơn nữa, lôi điện dường như cũng hiểu được tâm ý của Diệp Phàm, những tia sét ránh đến khiến người ta phải hoa mắt. Tiếp dẫn tụ hợp xung kích. Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, bốn luồng nội khí khổng lồ nhất thời vây quanh bức tượng Tam Hóa, cuối cùng bị con rơi hợp thành một luồng lực lớn nhắm thẳng vào Bá Vương Kim Thương mà đi. Mà trên cây thương sớm đã thu được lôi điện, những tiếng nét tương đương vang lên, may có bốn người Diệp Phàm vây kín, nếu không, tượng đồng Tam Hóa đã sớm bị lôi điện phá hủy rồi. Đủ rồi, nhanh lên, nếu không hai chúng ta không thể trụ được nữa đâu. Thiên Hạo Tử gào thét. Chát! Diệp Phàm khống chế được Bá Vương Kim Thương, nhằm về phía Vạn Tài Hàn Băng đâm qua. Ba tương đương. Những tiếng quái dị vang lên, nhưng Vạn Tài Hàn Băng vẫn không hề nhúc nhích. Diệp Phàm không bỏ ý định, lại tiếp tục, nhưng động tĩnh dường như cũng không lớn. Xong rồi, Vạn Tài Hàn Băng này có lẽ đã được sư tổ của phái Võ Đang dùng pháp môn đặc biệt để luyện cho nên quá cứng rắn. Bỏ đi, không thành công đâu. Thiên Hạo Tử nói. Chúng ta cứ tiếp tục đi. Tôi không tin là không phá được. Diệp Phàm nói. Đợi đến khi thành công thì hai chúng ta đã xong đời rồi, lôi điện này quá mạnh, ta không trụ được nữa. Thiên Hạo Tử nói. Không trụ được thì cũng phải cố gắng. Nếu không, bốn người chúng tôi sẽ rút trước, còn cây thương này vẫn có thể kéo thiên lôi đến. Diệp Phàm hừ nói. Tiểu tử ngươi muốn hại chế hai bọn ta có đúng không? Thiên Hạo Tử nổi giận. Hiện tại ông chỉ có thể tập trung mà làm. Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tiểu tử ngươi, nếu ta không trụ nổi thì chúng ta cùng xong đời đấy.
cứ tưởng nhóm các ngươi rút lui trước là xong việc đúng không? Thời điểm lôi điện phá vỡ phong giới trên cây thương là lúc chúng ta cùng nhau xong đời. Thiên Hạo Tử nói, yên tâm, các ông không mất mạng được đâu. Diệp Phàm kêu lên, sau đó dùng một luồng lực lớn công kích qua. Diệp Phàm đột nhiên cảm giác bá vương kim thương chấn động, ba tương đương một tiếng. Toàn bộ thân mình đột nhiên kịch liệt bắn ra. Nhất thời, trời đất u ám. Khi Diệp Phàm dương mắt lên nhìn, không khỏi kinh ngạc. Bởi vì, ba người Hồng Tà, Dương Đinh Thiên đều đã ngã xuống đất. Hơn nữa, ba người này tỏ ra vô cùng thảm thiết, toàn thân đều đen xì như cục than cháy. Không chỉ râu tóc mà quần áo cũng bị cháy thành tro. Diệp Phàm vội đi qua kiểm tra một chút, phát hiện vẫn còn thở, chỉ là hôn mê đi mà thôi. Hắn liền sờ vật màu đen trên da bọn họ, phát hiện bên trong da thịt không bị thương, có lẽ là lớp cho bụi quần áo bị cháy dính trên người. Hắn có cảm giác mát lạnh, lúc này mới phát hiện ra mình giống như bọn họ. Mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ bị lôi điện đánh cho bị như vậy sao? Diệp Phàm lẩm bẩm. Ngươi còn ở đó làm cái gì, tìm xem có được thứ tốt gì không? Nơi này đã không phải là chỗ cũ pho tượng ban nãy rồi. Thiên Hạo Tử tỏ ra hữu khí vô lực nói. Không phải là chỗ ban nãy sao? Diệp Phàm cả kinh, nhìn xung quanh một chút, thiếu chút nữa thì rớt cằm. Nơi này hình như cũng là buổi tối, giống một khe sâu, có hoa cỏ, có cây cối, hơn nữa phạm vi cũng không nhỏ, cũng phải đến 3-4 dặm. Tuy nhiên, quanh mình cách một đoạn lại có một cái hang to như xe chiếc xe hơi. Bên trong hang có thứ gì đó như dầu đốt, phía trên có một cây đèn to như cánh tay người lớn. Quái nhỉ, chúng ta đến nơi nào đây rồi? Vừa rồi bên ngoài có giông tố, nhưng chỗ này lại không có chút mưa nào cả. Hơn nữa, ngay cả ánh trăng cũng không thấy. Chẳng lẽ lại xuyên đến dị giới rồi hay sao? Diệp Phàm hỏi. Dị giới cái gì? Đây là bên trong phong giới, hiểu chưa? Thiên Hạo Tử hừ nói. Phong giới lớn như vậy à, tuy nhiên quá kỳ lạ. Không phải ông nói phong giới ở phía dưới bệ của Tam Hóa Đại Sư. Bệ đó tuy tương đối lớn, nhưng cũng không thể có không gian lớn như thế này, có đúng không? Diệp Phàm hỏi. Chỗ bệ ngồi của Tam Hóa Đại Sư có vạn tài hàn băng lấm tấm, đó chính là thiết kế của điểm vào phong giới. Hơn nữa, phong giới này rất cao cấp, có lẽ còn có cơ quan chuyển tiếp. Cơ quan chuyển tiếp, nghĩa là thế nào? Diệp Phàm hỏi. Ví dụ như mọi người lên núi xuống núi có cáp treo ấy. Chính là như vậy, khi các cậu chạm phải lối vào phong giới, thì nó sẽ có cơ quan như cáp treo đưa vào bên trong phong giới. Mà phong giới này có lẽ nằm ở một địa điểm nào đó dưới núi này. Chẳng qua bị đóng cửa che chắn không nhìn ra mà thôi. Phong giới thật ra giống như một tấm plastic vây quanh. Đương nhiên, bởi vì phong giới là nội khí trong cơ thể người kết tinh tự nhiên mà thành. Cho nên, tính thông khí đều rất cao. Hơn nữa, xem bên trong phong giới này còn có cây mọc, chứng tỏ còn có thể thông qua thủ đoạn nhất định để đưa mưa và ánh sáng mặt trời vào. Hiện tại không có mưa, không có nghĩa là ngày mai ngày mốt không có. Tôi cũng nói không rõ, bởi vì, phong giới là người khác làm, mỗi người đều có sở thích và đặc sắc riêng của mình. Thiên Hạo Tử nói. Lúc này, ba người Dương Đinh Thiên cũng đã tỉnh lại. Ba người cũng giống như Diệp Phàm, đầu tiên rất sợ hãi, vẻ mặt quái dị. Sau đó hỏi Diệp Phàm đây là nơi nào. Diệp Phàm liền giải thích một chút, ba người đều tỏ ra khiếp sợ. Không thể tưởng tượng được đây là phong giới, quá thần kỳ. Khí trong cơ thể chúng ta không ngờ lại có thể chế tạo ra thứ thần kỳ thế này, đúng là lợi hại. Hồng Tà cảm thán nói. Cơ thể con người vốn kỳ diệu mà, không có cái gì kỳ lạ cả. Diệp Phàm nhún vai nói. Diệp Phàm, hình như cậu hiểu biết không ít nhỉ. Dương Đinh Thiên nhìn Diệp Phàm. Ha ha, tôi đọc sách nhiều mà. Diệp Phàm cười nói. Cũng có sách nói về cái này sao? Dương Đinh Thiên cười lạnh một tiếng. Dừng rông dài nữa, chúng ta đi xem nơi thần kỳ này. Hồng Tà nổi hứng thú, thúc giục nói. Nên lấy cành cây để che người lại một chút, nếu không, bốn người đàn ông trần như nhộng ở chỗ này cũng thật là mất mặt. Lệ Vô Nhai nói xong, đi ra bẻ cành cây. Ba người Diệp Phàm cũng đi ra bẻ cành cây che lên người. Nhìn bộ dạng giống như người nguyên thủy, bốn người không khỏi phì cười. Xuyên qua một rừng cây nhỏ, bốn người vừa đi lên phía trước thì nhìn thấy một cảnh tượng bất ngờ. Bảy cỗ quan tài xếp thành hàng quỷ dị, sáu cỗ quan tài xếp thành hình lục giác. Nằm bên trong hình lục giác còn có một cỗ quan tài khác. Quan tài rộng chừng 2 mét, dài cũng chừng 3 mét.
hình như tất cả đều làm bằng thủy tinh thì phải, bên trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy người trong quan tài. Chẳng lẽ đó tất cả đều là các tổ sư của phái võ đang? Mà phong giới này thực ra là một quần thể mộ kỳ diệu. Lệ Vô Nhai nói, có lẽ là vậy, không thể ngờ được rằng chúng ta lại đi vào mộ tổ của phái võ đang như vậy. Nơi này ngoài người chết ra thì còn có cái gì chứ? Hồng ta có chút ủ rũ, còn Dương Đinh Thiên thì bước lên khấu đầu. Việc sắp xếp quan tài liệu có phải có vấn đề không? Dương Đinh Thiên đứng lên nhìn nói. Đúng là rất kỳ lạ, trong hình lục giác còn có một cỗ quan tài, chẳng lẽ đó là quan tài của người đứng đầu năm đó sao? Diệp Phàm nói. Hình như cậu biết điều gì đó đúng không? Dương Đinh Thiên nhìn Diệp Phàm nói. Ha ha, ở trong phái võ đang có lẽ tôi còn biết nhiều việc hơn ông nhiều. Diệp Phàm cười thần bí nói. Có khả năng không? Dương Đinh Thiên cười lạnh nói. Có tin hay không là tùy ông, ví dụ, chuyện bệ dưới của Tam Hóa Đại Sư có phong giới, chẳng lẽ ông có phát hiện sao? Diệp Phàm nói. Không phát hiện, nhưng, cậu biết những điều này, phỏng chừng chính là trên Thái Thượng Trưởng Môn Lệnh có bí mật gì đó mà thôi. Dương Đinh Thiên rất muốn biết, nhưng Diệp Phàm không nói, khiến ông ta tức đến nỗi nghiến chặt răng. Thái Thượng Trưởng Môn Lệnh, ha ha, tôi không phát hiện ra bí mật gì. Không thể, truyền thuyết Thái Thượng Trưởng Môn Lệnh này chính là vật ở thời kỳ đầu lập phái dùng hòn đá dưới đáy biển luyện thành. Vật này do mấy đại tổ sư chúng ta cùng nhau hợp lực, qua một năm mới luyện thành. Bên trong này nhất định cất giấu bí mật của phái võ đang. Chẳng qua, Trương Sư Huynh phỏng chừng đã phát hiện ra một điểm. Vừa rồi quả cầu kia chấn động, phỏng chừng không thể không dính dáng gì đến Thái Thượng Trưởng Môn. Tiểu tử, đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt ta. Điểm này của cậu ta đã sớm cân nhắc rồi. Dương Đinh Thiên nói. Vậy sao, ông nghĩ như vậy tôi cũng không ngăn cản đâu. Diệp Phàm nhún vai nói. Cậu. Dương Đinh Thiên tức giận giơ tay lên, tuy nhiên, Hồng Tà và Lệ Vô Nhai đều lạnh lùng nhìn ông ta. Biết hai lão quái vật này cũng không dễ động vào, hơn nữa có kim thương của Diệp Phàm, ai thắng ai thua còn có nói. Đương nhiên, Dương Đinh Thiên cho rằng mình tuyệt đối nắm chắc. Nhưng hiện tại không phải là thời điểm nội chiến, hơn nữa, còn chưa phát hiện ra vật gì có giá trị cơ mà. Ông phát hiện điều gì sao? Diệp Phàm hỏi Thiên Hạo Tử. Bảy người chết mà thôi. Thiên Hạo Tử nói. Tuy nhiên, đã chết lâu rồi, có khi còn lâu hơn cả ta nữa. Đây chẳng lẽ là những tổ sư sáng lập ra phái võ đang sao? Chương 3436, Nội Phong Giới. Đúng vậy. Năm đó phái võ đang còn chưa chính thức là một môn phái chỉ có 7 người bọn họ. Xưng là thất đạo thái cực. Mà thuật phong giới lại tên là giới pháp thái cực phong. Vì vậy mà trước mắt tôi cũng có thể chế tạo ra trong phạm vi lòng bàn tay. Nếu tôi đoán không sai, trong số 7 người bọn họ, chắc chắn có di hài của Tam Hóa Đại Sư. Nhưng nghe Tam Hóa Đại Sư nói năm đó ông ta chỉ là một người yếu nhất trong 7 người. Mà hồn khí của Tam Hóa Đại Sư trong tượng đồng vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Lẽ nào 6 người bọn họ lại không may mắn bằng một Tam Hóa Đại Sư sao? Diệp Phàm có chút nghi ngờ. Thực ra chuyện này rất kỳ lạ, trước khi linh hồn của Tam Hóa Cường Tam biến, vẫn còn có mấy khả năng nữa. Có lẽ hồn khí của 6 người bọn họ tồn tại trong cái phong giới này. Hoặc nói cách khác đó cũng có thể là nơi bảo vệ họ. Dù sao mỗi người một hoàn cảnh không giống nhau. Hơn nữa công lực của cậu cao cũng không có nghĩa là cậu có thể tìm được một linh hồn thích hợp làm nơi cậu sinh tồn. Giống như không ít những cao thủ thoát thần cảnh của thời cổ đại, hồn khí vẫn còn có thể ở trên mấy người đến tận bây giờ. Tuyệt đại đa số là không tìm thấy chỗ hoặc vật mà hồn trú ngụ. Mặc dù có nhưng mấy ngàn năm trải qua mưa gió hồn khí cũng tan biến mất. Thiên Hạo Tử nói, tiền bối phát hiện ra hồn khí của bọn họ tồn tại sao? Diệp Phàm hỏi, tạm thời thì chưa, nhưng cũng không phải là không có phát hiện gì. Có lẽ là cách giấu của bọn họ cũng không chắc chắn lắm. Nhưng, có thể là đã chết thật rồi. Thiên Hạo Tử nói. Bốn người Diệp Phàm cách quan tài khoảng hơn 100 mét nhưng cũng không dám tùy tiện bước qua. Dù sao, nếu như đúng là phần mộ của tổ sư phái võ đang thật thì chắc người ngoài bố trí tấn công. Đặc biệt những người này đều là cao thủ, nếu không cẩn thận tính mạng cũng sẽ không còn. Vì thế Diệp Phàm khống chế con rơi thẳng đến miệng quan tài. Bàng! Con rơi giống như đâm phải một tấm màng thủy tinh. Diệp Phàm thử một lần nữa còn biến con rơi thành một nam châm, nhưng chỉ có cảm giác tử khí lạnh truyền từ con rơi lại.
mau thu về nếu không con rơi của cậu sẽ đóng thành băng đấy. Thiên Hạo Tử đột nhiên nói. Có thể phía trước là phong giới, tôi nhìn thấy hình như có màu xanh nhạt, rất nhạt, hình như có hơi nước màu xanh nhạt bảo vệ bên ngoài quan tài. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, bên trong còn có phong giới bảo vệ quan tài. Chưa biết chừng đại phong giới trong này còn lợi hại hơn cả bên ngoài đấy chứ. Có phải vừa rồi cậu nhắc đến xương lạnh không? Thiên Hạo Tử nói. Đúng vậy, lẽ nào cái tiểu phong giới này là dùng để dung hợp hàn băng làm nội khí sao? Diệp Phàm hỏi. Rất có thể, nhưng mấy cái miệng quan tài cũng không có gì đẹp. Chỉ là cho những người phái võ đương các cậu cùng cũng không chắc chắn được. Thiên Hạo Tử nói. Hơn nữa, cậu lấy mấy cái thi thể này làm gì? Nếu như khảo cổ thì vẫn có chút giá trị nghiên cứu đấy. Để nghĩ cách vào xem thế nào, nếu không một chuyến đi uổng công rồi còn suýt nữa mất mạng. Diệp Phàm nói. Bốn người bắt đầu chuyển động một vòng xung quanh quan tài, phát hiện toàn bộ cái phong giới này là hoa cỏ cây cối, ngoài ra quan tài không có bất cứ vật gì khác. Hơn nữa, con rơi của Diệp Phàm bay lên không trung lại có phát hiện mới, rừng cây này hình như kết thành một hình có 6 mặt vây quanh lấy 7 cái quan tài làm trung tâm. Không phải là một cái máy trận pháp lớn đấy chứ. Thiên Hạo Tử cũng cảm nhận được cái gì đó. Ừ, có hơi giống, không phải phái võ đang có cửa cung bát quái trận là nổi tiếng nhất sao? Trận pháp 6 cạnh này không phải là hình ảnh của cửa cung bát quái trận nguyên thủy nhất đấy chứ. Còn thất đạo thái cực xếp như vậy là biểu thị cái gì? Hay là để phòng bị? Chẳng qua là trong đó quá bí ẩn, thực sự là đoán không ra. Diệu Phàm suy nghĩ. Tôi đang nghĩ, thất đạo thái cực chính là để bảo vệ hồn khí của tam hóa. Có thể thất đạo thái cực năm đó gặp phải nguy cơ nào lớn chăng khiến linh hồn của 6 người bọn họ đều tan biến. Còn xếp thành trận pháp như thế này là để chống những nguy cơ từ bên ngoài. Chẳng qua là người hiện đại xem quá qua lao trên thực tế vẫn chưa mở quan tài hoặc khởi động mà thôi. Hơn nữa, chỗ nào là phần mộ của phái võ đang, có lẽ cái phong giới này vẫn còn một mục đích, đó chính là bảo vệ phái võ đang. Chỉ là người chết hết rồi còn bảo vệ sao được nữa. Nếu đối đầu với kẻ thù mà không có phong giới công kích thì chẳng phải là vô dụng sao? Có thể là Thiên Hạo Tử suy đoán hoặc là nghi ngờ khó giải. Chuyện này không rõ nữa. Những chuyện quá xa về trước đến giờ còn ai hiểu được chuyện này? Diệp Phàm thở dài. Trừng mắt lên nhìn phát hiện Dương Đinh Thiên không chịu nổi đi về phía trước. Diệp Phàm cũng không nói phá, chỉ là muốn để cho nó ngã một cái. Quả nhiên. Lúc Dương Đinh Thiên tiếp cận vào phong giới là vì tâm trạng nó có chút căng thẳng, hơn nữa không phát hiện ra nguy hiểm gì nó cũng vội bước qua. Nhất thời Diệp Phàm ngẩn cả người ra, bởi vì đột nhiên Dương Đinh Thiên lại rẽ sang một bên khác. Hình như Dương Đinh Thiên cũng cảm nhận được cái gì đó không giống thử lại một lần, người này đánh một trường. Bùm! Không phải là phong giới bị phá mà là cả người Dương Đinh Thiên bị một tầng bảo vệ của phong giới phản lại làm cho ngã chỏng vó. Hơn nữa, trên người y đột nhiên trong nháy mắt lại có thứ màn xương gì đó. Ngoài ra, có lẽ là do lực phản kích của phong giới khiến cơ thể y run lên. Sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn quan tài của tổ tiên. Và lại người này còn hay bị sốt rét. Ha ha ha! Hồng Tà phá lên cười. Có phải rất lạnh không? Diệp Phàm hỏi. Rất lạnh, có cảm giác người bị đông cứng lại. Dương Đinh Thiên không để ý đến Hồng Tà đang cười. Y bị cảnh trước mắt làm cho khiếp sợ. Tiền bối, tôi có thể cảm giác được có phong giới. Vì sao mà không phát hiện được một chút dấu vết nào bên trong phong giới vậy? Diệp Phàm hỏi. Vừa rồi là con rơi đến mới cảm nhận được. Phong giới cũng chia làm các trình tự, cấp bậc, với khả năng của cậu có thể phát hiện ra phong giới cấp thấp. Như cái phong giới này thuộc về cấp trung, cậu không phát hiện được. Hơn nữa, cảnh giới của Dương Đinh Thiên có một nửa đương nhiên cũng không phát hiện được. Cái này cũng nói rõ năng lực cảm giác của Dương Đinh Thiên chưa chắc đã mạnh hơn cậu. Bởi vì, cậu có con rơi và đôi mắt ưng khác người thường. Thiên Hạo Tử nói. Cười cái gì, có bản lĩnh thì ông thử lại đây xem có đến được bên quan tài không. Thấy Hồng Tà vẫn cười, Dương Đinh Thiên giận, mặt đỏ bừng lên nói. Vừa rồi có người làm kẻ ngốc, chúng tôi là những người thông minh. Hồng Tà cười nói. Hừ. Không có bản lĩnh thì chính là không có bản lĩnh còn ở đây xưng xỉa gì chứ. Dương Đinh Thiên hừ lạnh nói. Diệp, cậu giải quyết chuyện này thế nào? Hồng Tà quay hỏi Diệp Phàm. Bên trong có nội phong giới, có lẽ lực mạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Chúng ta sao có thể vào được, nhìn đi. Diệp Phàm nói có chút bực mình,
không thể tưởng tượng được từ thời thượng tổ các lãi tổ tông còn làm ra nấm mồ như vậy. Tuy có thể bên trong có bí mật nhưng bí mật này lại không có cách nào biết được, đương nhiên là tâm trạng khó chịu. Nhưng Diệp Phàm vẫn cung kính dập đầu về phía thất đạo thái cực rồi chuẩn bị rời đi. Dù sao cũng vẫn đang làm hương hỏa cho Tam Hóa Đại Sư mà. Đúng vào lúc này, Diệp Phàm đột nhiên cảm giác thấy cơ thể mình run lên bần bật, rồi két một tiếng. Cái miệng quan tài kia hé mở còn có ánh sáng. Không lâu sau, một đường ánh sáng màu xanh biếc hiện lên trên người Diệp Phàm. Diệp Phàm, cái gì trên người cậu vậy? Mau tránh ra. Hồng Tà vừa nhìn thấy đã vội thét lớn. Đây là phong giới đang tiến hành kiểm tra cậu, không phải sợ. Chắc là không có ác ý gì, nếu công kích thì cậu sớm đã xong đời rồi. Giọng nói của Thiên Hạo Tử truyền đến. Diệp Phàm khoát tay về phía Hồng Tà, phát hiện ra trên trưởng môn thái thượng cũng có một màu xanh biếc đang hiện ra, giống như màu của Ngọc Bính đang phát sáng xuyên thấu qua. Lúc trên thái thượng trưởng môn phát ra màu xanh biếc, Diệp Phàm cảm thấy cơ thể mình rất nhẹ, quay đầu lại nhìn đã tới bên cách quan tài mới mấy mét. Quay đầu lại nhìn đã thấy Dương Ninh Thiên dập đầu ba cái về phía quan tài vừa rồi mình dập đầu. Ý còn tưởng Diệp Phàm làm như thế mới vào được. Nhưng Diệp Phàm thầm cười lạnh, biết là thái thượng trưởng môn nổi lòng tham. Nếu không sao có thể vào được. Quả nhiên, sau đó Dương Ninh Thiên cũng vào trong phong giới, nhưng suýt nữa y bị ngã sấp xuống. Tính của y nóng này, lại đến đây dập đầu mới mấy cái nhưng vẫn không thể nòa đến được phong giới. Dưới ưng nhãn của Diệp Phàm, hắn đã mơ hồ nhìn thấy ngoại hình của người trong quan tài. Diệp Phàm cũng cung kính vái ba cái, lần này không có động tĩnh gì. Đi đến gần quan tài hơn, phát hiện người trong đó toàn thân mặc một bộ trang phục trắng muốt, nhìn qua là một người đàn ông khoảng 20 tuổi, dáng vẻ nho nhã, thậm chí có thể nói là một người đàn ông đẹp thời cổ đại. Nhưng, Diệp Phàm đi về phía bên cạnh người gió thì khiếp sợ suýt nữa thì rụng mất cằm. Bởi vì bên cạnh người đàn ông đó là một vật hình đĩa, giống như đĩa bay của người ngoài hành tinh trên TV, giống y như từ một khuôn mẫu đúc ra. Cổ nhân cũng chơi đĩa bay cơ à? Diệp Phàm tự hỏi. Lạ thật, sao bên cạnh ông ta lại có thứ này? Lúc này tiếng khiếp sợ của Thiên Hạo Tử truyền đến. Thứ này là gì thế? Diệp Phàm hỏi. Chính là cái đĩa gì đó, không phải trước kia tôi đã nói với cậu rồi sao? Ở niên đại của chúng tôi không phải là có cái kỳ lạ đó. Có người phát hiện ra còn đăng báo sau đó còn đưa quân đội của triều đình đến, người đã chết được hơn 1.000 năm rồi. Sau đó cũng không phát hiện ra thứ này nữa. Thiên Hạo Tử nói, cái này chính là đĩa bay mà người hiện đại chúng tôi nói đến, tiếng Anh tên là UFO. Chuyện đồn đại thật mơ hồ, cũng chụp rất nhiều ảnh. Nhưng không có một bức ảnh nào có thể chứng minh thực sự. Cũng có người nói đây là sinh vật thông minh của người ngoài hành tinh đưa đến. Dù sao, theo truyền thuyết của người hiện đại chúng tôi vũ trụ hoặc máy bay cũng không đạt được đến sức bay như vật này. Hơn nữa tốc độ còn nhanh đến mức nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu. Cách bay của bọn trọ chính là do nguyên lý động lực học không khí. Diệp Phàm nói, nếu như kỳ nhân đó ở vào triều đại của chúng tôi thì chắc là đã gặp người ngoài hành tinh rồi, còn quân đội đi đánh bọn họ cuối cùng lại bị trả thù. Nếu như thứ này so với sản phẩm công nghệ hiện đại còn mơ hồ hơn thì không cần nói đến những cái khác. Người ta làm súng máy đến có thể một lúc tiêu diệt được mấy trăm người ngựa của triều đình rồi. Thiên Hạo Tử nói. Nhưng, bên cạnh thái cực thất đạo sao có cái này nằm đây nhỉ? Chương 3437, 7 chiếc quan tài. Chẳng lẽ bọn họ cũng từng gặp vật này? Lẽ nào đây là binh khí mà vị tiền bối này dùng? Chắc là binh khí. Diệp Phàm nói, phát hiện ra bên quan tài còn có chữ, Diệp Phàm không biết. Đây là văn tự thời Thương Chu. Hai chữ này là nhược hải. Thiên Hạo Tử đọc được giải thích cho Diệp Phàm. Vậy à, xem ra là thất đại thái cực thật rồi. Nghe nói bọn họ sống vào thời Thương Chu. Cách mấy nghìn năm, mà lúc đó Tam Hóa Đại Sư chính là đã nói với tôi về thất đạo thái cực lớn thế nào. Tôi nghĩ, hai đạo tử này chắc là hai trong số bảy người. Tên của ông ta là Nhược Hải. Nếu tôi đoán không nhầm dưới đáy mỗi một quan tài đều có tên. Nhưng có điều không nói rõ được. Diệp Phàm hỏi. Không phải, chỉ là một cái tên. Thiên Hạo Tử nói. Diệp Phàm lại bị chuyển đến miệng một quan tài khác, phát hiện nằm bên trong là thi thể của một phụ nữ trẻ tuổi. Tuổi cũng sấp xỉ Nhược Hải. Mặc váy đen viền hoa của người xưa, nếu nói về tướng mạo thì người này ở mức trung bình, không phải là quốc sắc thiên hương gì cả. Nhưng Diệp Phàm vừa đi đến bên cạnh người phụ nữ này thì nhất thời như bị sét đánh ngang tai.
Bởi vì bên cạnh người phụ nữ này cũng đặt một cái đĩa bay giống như đúc với cái của Nhược Hải. Chẳng lẽ trùng hợp thế sao? Diệp Phàm khiếp sợ hỏi. Hai người dùng cùng một loại binh khí cũng là bình thường, nhưng nếu cả năm người còn lại cũng dùng thì không bình thường chút nào. Hơn nữa, lẽ nào đây là máy giết người của phái Võ Đang? Thiên Hạo Tử nghi ngờ khó hiểu, hơn nữa cũng đầy hứng thú. Ở dưới viết gì vậy? Diệp Phàm nhìn xuống dưới quả nhiên có văn tự gì đó. Tam đạo tử ảnh thiến. Thiên Hạo Tử nói. Xem ra, chúng ta đoán đúng rồi. Chắc chắn là Thái Cực Thất Đạo, nghe nói ảnh thiến này là tên của một người con gái. Diệp Phàm nói. Tiếp tục đi. Thiên Hạo Tử nói. Đi tiếp, thứ tư chính là đạo tử La Thủy, thứ năm là đạo tử Khánh Sinh, sáu là Á Tùy, quan tài cuối cùng quả nhiên là phát hiện ra đạo tử thứ bảy Tam Hóa. Hình ảnh của Tam Hóa cũng giống như bức tượng đồng kia, linh hồn bên trong còn giống nhau như đúc. Còn đạo tử thứ tư La Thủy đúng là quốc sắc thiên hương, chết rồi mà vẫn khiến Diệp Phàm cảm động, khi còn sống không biết là bà ta còn khiến bao nhiêu anh hùng mê đắm. Không đúng. Diệp Phàm đột nhiên kêu lên. Cái gì không đúng? Thiên Hạo Tử hỏi. Ông xem, vừa rồi chúng ta nhìn bên ngoài là sáu quan tài, ngoài thất đạo tử Tam Hoa là giả ra thì còn lại từ nhị đạo tử đến lục đạo tử đều rất trẻ, nhìn như chưa đến 30 tuổi. Lẽ nào bọn họ đã trường sinh bất lão, cái này có trong truyền thuyết, không phải là thật. Diệp Phàm nói. Ấy, có vấn đề. Tuy người sau khi luyện công thì tuổi và tướng mạo chắc chắn là không phù hợp. Bình thường nếu võ công càng cao thì tốc độ lão hóa cơ thể càng chậm lại. 50 nhìn chỉ như khoảng 40 tuổi, còn 70, 80 tuổi chỉ như 50 tuổi. Nhưng, thất đạo thái cực này ít nhất cũng phải 100 tuổi rồi. Nhìn chỉ giống như 50 tuổi, vì võ công của họ cao nhưng nếu nói là chưa đến 30 tuổi thì không thể. Về phần nói cái gì mà giả linh tinh quái, đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi. Võ công của tôi không phải là thấp cũng chỉ duy trì tướng mạo được khoảng 50 tuổi mà thôi. Nhưng năm người bọn họ không thể nói như thế được. Phong giới này của phái Võ Đang ít nhất cũng mấy trăm thậm chí là cả nghìn năm rồi vẫn chưa có người vào được. Cậu xem, bây giờ người của phái Võ Đang còn ai biết đến họ? Tôi đoán 7 người chết trong này chính là chưa từng có người đến. Nếu các hậu bối sau này có người đến đây thì quan tài đó không chỉ có 7. Giống như Trương Vô Trần sau khi chết cũng có thể vào mộ phong giới đúng không? Hơn nữa, phong giới này lớn như vậy, chôn mấy chục người cũng không chật. Thiên Hạo Tử nói. Đúng vậy, lẽ nào thất đạo thái cực nằm ở đây đến tận giờ cũng chưa từng có ai biết đến. Nếu không chắc chắn phải có người đến rồi. Nhưng, có lẽ là sau khi thất đạo thái cực giao đấu, không cho các hậu bối quấy rầy họ. Rồi sau đó có thể rơi vào dùng một trưởng vĩnh viễn phong giới để lãng quên. Đến tận sau này cũng không ai phát hiện ra, nhưng lại hơi mâu thuẫn. Hậu thế của phái Võ Đang đều là những cao thủ thoát cảnh sao lại không phát hiện ra phong giới này được. Có lẽ cứ cách một thời gian bọn họ đều phải tới bái pho tượng Tam Hóa cho nên không thể phát hiện ra phong hóa. Bởi vì, đến chúng ta mới phát hiện ra đúng không? Diệp Phàm nói. Cũng chưa chắc, theo thời gian phong giới sẽ giảm sút sức mạnh. Có những phong giới theo mưa gió hoặc là cự thay đổi về địa mạo như động đất núi lửa rồi cuối cùng cũng tan biến. Cho nên, mới có bây giờ mới phát hiện ra bí mật gì đó. Có lẽ trước kia phong giới này rất mạnh. Hậu bối phái Võ Đang không thể phát hiện được. Bây giờ đã yếu đi nhiều, cho nên chúng ta mới phát hiện ra. Thiên Hạo Tử nói. Còn có một vấn đề nữa, sáu quan tài này ra bên ngoài rất lớn. Cái ở giữa chắc chắn là đại đạo tử. Nhưng, sáu quan tài đều có đĩa bay. Lẽ nào đây là binh khí mà thất đạo thái cực sử dụng sao? Diệp Phàm nói. Ôi, vấn đề này khó quá. Nếu như nói là thất đạo thái cực cũng phát hiện ra đĩa bay. Bọn họ lấy mô hình đĩa bay để nó nằm bên cạnh mình làm gì? Có lẽ là phát hiện ra đĩa bay rất lợi hại, cho nên luyện ra một binh khí giống với nó. Thiên Hạo Tử nói. Lấy đâu ra đĩa bay chỉ là nghe đồn thôi. Diệp Phàm lắc đầu. Hay là đi xem cái quan tài ở giữa? Thiên Hạo Tử nói. Diệp Phàm đi qua, nhìn vào nhất thời choáng váng. Tại sao có thế này? Sao có thể như thế được? Đại đạo của thất đạo thái cực đâu? Đây là làm gì vậy? Thiên Hạo Tử đầu tiên kêu lên một tiếng kinh ngạc. Trong quan tài là một cái đầu heo. Có điều cái đầu heo này rất béo, hình dạng tròn tròn gần giống với quả bóng cao su trong phim hoạt hình vậy. Nhưng hình như lỗ tai của cái đầu heo này không lớn lắm. Hơn nữa, đây giống như lỗ tai thỏ dính lên con heo vậy.
nhưng nhìn thì rất giống heo. Sao lại có sáu chân, có loại heo này sao? Người hiện đại các cậu không phải là có nhiều loại giống hay sao? Nhưng cũng chưa thấy con gì sáu chân. Thiên Hạo Tử nói. Không thể nào, lẽ nào con lợn của Triều Chu có sáu chân sao? Hình như lịch sử chưa từng ghi chép về chuyện này. Hơn nữa, ông xem nay trong sáu cái chân còn có hai cái rất dài, phải gần bằng cánh tay. Lẽ nào là hai cánh tay đặc biệt, mà chẳng lẽ lại là heo ngoài hành tinh, hoặc là tổ tiên của loài heo? Diệp Phàm lỡ lời nói ra. Chỉ sợ là người ngoài hành tinh. Không phải các cậu vẫn thường nói sinh vật ngoài hành tinh gì đó sao, còn cho rằng chúng rất xấu xí nữa. Thiên Hạo Tử nói. Mẹ kiếp, con heo này đúng là oách thật, để cho sáu cao thủ của thất đạo thái cực vây quanh nó. Chắc chắn là con heo này có đến đây, chứ chắc không thể là người ngoài hành tinh. Hay là con heo này đã từng luyện nội công, nếu không là một sủng vật của một cao thủ cổ đại nào đó. Ví dụ như đồ chơi vậy. Còn nữa, như là đương hóa sắc một loại xà tinh của Vũ Vương. Diệp Phàm nói, có phải là sủng vật của Đán Phi Tử, mà Đán Phi Tử chắc chắn khống chế thất đạo thái cực. Còn dùng con heo này để tấn công họ thì lại cũng không đúng. Thiên Hạo Tử nói, có thể nào là linh hồn của Đán Phi Tử hóa vào trong con heo này bị thất đạo thái cực khống chế? Đương nhiên là thất đạo không thể chắc chắn được, vì có thể ngăn cản con heo của Đán Phi Tử chuyển kiếp, đại đạo của thất đạo thái cực đã chết, hết quả là làm hỏng tất cả những thi thể này. Nhưng cái con heo này lại ngăn được lục đạo, còn sáu thi thể kia bày thành hình bốn cạnh có thể là để ngăn chặn con heo này. Chi Bằng mở ra xem. Diệp Phàm nói. Không thể, không phải cậu đã nói là cả lục đạo liên thủ mới có thể khống chế được con heo này ở đây hay sao? Chỉ e con heo này chưa chết hoặc linh hồn vẫn tồn tại. Nếu chúng ta mở ra sẽ không hay đâu. Thiên Hạo Tử nói. Thôi đi, không phải ngôi mộ này hiện giờ vẫn có khả năng chống đỡ sao? Hay là đợi sau này thực lực mạnh lên bí mật quay lại thăm dò một chút. Bên trong chưa chắc đã thực sự có quan hệ với Vũ Vương hoặc Đan Phi Tử. Có một âm thanh lạ truyền đến. Đi mau, hình như là có cái gì đó động, e rằng không đi thì không được rồi, tôi thấy chỗ này rất lạ. Nhưng không phát hiện ra linh hồn gì đó. Hơn nằm linh hồn của Tam Hóa nghe cậu nói là đã tan biến rồi. Thiên Hạo Tử nói. Nhưng, Diệp Phàm quay người lại lúc muốn rời khỏi thì một quan tài thủy tinh truyền đến. Đoàn một tiếng Diệp Phàm đập vỡ mặt quan tài, hơn nữa con heo dưới mặt quan tài thủy tinh đến ôm một cái thân mật. Hỏng rồi, hình như con heo này đến thật rồi. Thiên Hạo Tử căng thẳng. Diệp Phàm đang đứng lên dùng thương bá vương kim bẩy quan tài lên. Nhưng lúc này lại cảm thấy trong quan tài truyền đến một lực hấp dẫn như núi. Diệp Phàm dùng lực mà vẫn không thể đúng lên được, hắn vẫn không tin vào tà vật phân khí của tất cả bảy đan điền chống đỡ về hai phía. Nhưng vẫn vô dụng, cả bụng và cơ thể đều bị lực hấp dẫn kỳ lạ của quan tài dán chặt vào không thể động đậy được. Vốn là muốn lấy thương ra nhưng không thể lấy được nữa. Diệp Phàm đành phải khống chế con rơi nhưng suýt nữa thì con rơi của Diệp Phàm cũng bị hút vào trong quan tài, lúc này cái quan tài thủy tinh giống như không có nắp con rơi cứ thế mà xuyên vào. Không được, tôi giúp cậu lấy sức mau mà thoát thân. Thiên Hạo Tử nói, con rơi của tôi trong quan tài, không được. Ông giúp tôi lấy thương phá quan tài ra. Diệp Phàm nóng nảy hét lên. Không được, Diệp Phàm hình như gặp nguy hiểm rồi. Hồng Tà kêu lên. Chúng ta thử đập xem sao. Lệ Vô Nhai cũng cuống lên, hai người đi về phái phong giới. Chương 3438, đọ sức với heo. Đứng lại. Không ngờ là một lực khí truyền đến người, suýt nữa thì hai người ngã xuống đất, quay đầu lại liền nhìn thấy Dương Đinh Thiên vẻ mặt u ám đang lon khon. Dương Đinh Thiên, ông muốn làm gì? Ra vào phong giới chỉ có Diệp Phàm mới được, nếu không ông sẽ chết trong nấm mồ đó. Hình như bây giờ Diệp Phàm đang gặp nguy hiểm, nếu ba chúng ta không cứu cả đời sẽ ở cùng với quan tài này đấy. Lệ Vô Nhai hừ nói. Hừ, không qua thì không qua. Dương Đinh Thiên, ông thì tính cái gì, lão Hồng Tà sẽ đi vào một vòng. Hồng Tà tức giận xoay người chạy về phía phong giới. Nhưng Dương Đinh Thiên lại đánh một quyền. Lệ Vô Nha vừa nhìn thấy liền chạy đến liên thủ với Hồng Tà chiến với Dương Đinh Thiên. Không đâm, chúng ta đâm một cái cho hết đi. Con heo quái dị này, ông xem hình như nó còn đang mỉm cười. Hình như con heo này chưa chết. Thiên Hạo Tử nói. Diệp Phàm vội nhìn đúng là vừa rồi con heo không chút động tĩnh nào khác hắn bây giờ hình như nó đang mỉm cười. Còn con rơi của mình thì đang đứng trên mặt đối phương.
Diệp Phàm thử, phát hiện ra mình không thể khống chế được con rơi nữa, chỉ là vẫn cảm giác được một chút về con rơi. Nhưng tôi không thể mất con rơi được, ông mau chạy đi. Diệp Phàm lêu lên. Cậu còn ảo tưởng con rơi của cậu à, con rơi quan trọng hơn mạng cậu sao? Thiên Hạo Tử nói. Mẹ kiếp, dù sao may đến thử giúp tôi một tay. Diệp Phàm chửi, Thiên Hạo Tử và Lô Định Tông bị chọc tức. Diệp Phàm cảm nhận có một lượng lực lớn rót vào cơ thể mình, suýt nữa thì có cảm giác nổ. Biết Thiên Hạo Tử cùng với Lô Đinh Tông gặp chuyện xấu. Nhưng, lúc này cũng không kịp làm gì cả, hắn chú ý theo trong Bá Vương Kim Thương, đột nhiên Kim Thương toát ra một ánh sáng. Từng tia lửa bắn ra, Thiên Hạo Tử nhìn thấy tức giận. Diệp Phàm kinh hãi giật mình. Vội chạy đi cầm lấy Bá Vương Kim Thương kia đâm về phía quan tài thủy tinh, ánh điện lóe lên bằng một tiếng. Nhưng cũng chỉ vô dụng, Diệp Phàm lại dốc lực giống như sắt cũng không có cách nào phá được. Đã sớm nói với cậu là vô ích rồi, hay là mau chạy đi. Con heo này thật đáng sợ, gay rồi, có phải cậu kích thích nó bây giờ nháy mắt không? Thiên Hạo Tử nói. Diệp Phàm vừa nhìn con heo này giống như đã ngủ lâu bây giờ mới tỉnh lại, mắt mấy lông mi động đậy. Diệp Phàm hết cách, đành phải đứng lên. Hừ. Diệp Phàm hừ lạnh nhưng tiếng nói hình như biến dị. Rõ ràng là đang tức giận. Thật là âm thanh có tính chất giống với người ngoài hành tinh của phim khoa học viễn tưởng. Bàng! Đột nhiên con heo há miệng, hình như hơi thở của nó xuyên qua cả lớp quan tài thủy tinh đánh lên người Diệp Phàm. Diệp Phàm liền cảm giác thấy trời đất rung chuyển, cả người bị luồng khí sắc bén kia đánh cho xoay tròn đến mấy chục thước từ đầu xuống chân rồi ngã xuống. Tiểu tử, mau chạy đi! Thiên Hạo Tử và Lô Định Tông đều tức giận hét lên. Nhưng lúc này Diệp Phàm như một con thuyền nhỏ bị sóng lớn đánh phải, căn bản là không thể khống chế được cơ thể. Diệp Phàm lấy tốc độ thật nhanh cũng sắp đụng được vào quan tài. Thiên Hạo Tử và Lô Định Tông muốn dùng lực lúc này cũng không thể nào mà truyền cho Diệp Phàm được nữa. Lúc này bên ngoài đột nhiên nổi lên trận cuồng phong. Diệp Phàm bị trận cuồng phong này cuốn lên không trung, giống như gió thổi lá bay xào xạc. Hình như là xung quanh sáu quan tài kia có động tĩnh rồi. Lô Định Tông nói. Đúng vậy, trận cuồng phong này rất lạ, hẳn là dòng khí trong sáu quan tài hình thành một trận cuồng phong. Luồng khí trong quan tài trung tâm này chính là ở trên người con heo kia. Xem ra, lục đạo thái cực đang cùng khống chế con heo này. Thiên Hạo Tử nói, cả lục đạo thái cực đã chết, đến cả linh hồn cũng không còn thì sao phát ra được công lực. Hơn nữa, hồn khí của tam hóa kia đã tan rã hết rồi. Lô Định Tông rất nghi ngờ chuyện này. Trên đời này nhiều chuyện thật thật giả giả ai có thể nói rõ được, ông nói hồn khí của tam hóa tan biến nhưng biết đâu người ra còn lưu lại một ít bên trong thi thể. Thái cực phong giới này rất lạ, nội phong giới lại càng thần kỳ hơn. Liệu có phải những người này trước khi chết đều dự bị trước những luồng khí tấn công này? Ông xem, phong giới này bảo tồn được mấy nghìn năm rồi. Chẳng lẽ bố trí nội khí tấn công đối phương lại không thể bố trí từ mấy ngàn năm trước sao? Chính là những người này chết thật rồi. Nhưng vẫn có thể lợi dụng sự bố trí tấn công ban đầu đúng không? Thiên Hạo Tử nói. Chuyện này tôi cũng hiểu, nhưng chính xác có thể làm được. Giống như là phong giới cũng có thể tấn công được. Lô Định Tông nói. Hai người phát hiện Diệp Phàm bị thổi càng nhanh hơn, nhanh đến mức thành một vũ điệu điên cuồng trong gió. Lạ thật, giống như một loại múa võ gì đó. Thiên Hạo Tử đột nhiên nói. Tôi cũng thấy lạ. Ông xem dưới bước chân của Diệp Phàm hình như là 18 lần biến hóa của cá rồng. Còn trên tay đánh có điểm giống như thái cực thôi thủ vậy. Lô Định Tông nói. Đúng vậy, cái này cũng không hẳn là thái cực lôi thủ trước kia cậu ta học. Mà là diễn cực cầu trong phái võ đang. Thiên Hạo Tử nói. Trước kia là thôi diễn, bây giờ hình như là bố trí nội khí của lục đạo thái cực dạy cậu ta bộ múa võ này. Biết đâu có thể ngăn chặn được bí pháp của con heo. Thiên Hạo Tử nói. Quả nhiên, không lâu sau Diệp Phàm giống như tỉnh lại. Trên không trung hắn mở mắt ra, các động tác tay lần lượt thay đổi phức tạp. Lại một lúc nữa, trong tay Diệp Phàm xuất hiện một quả bích cầu lớn nhưng quả bóng chuyền, sau đó đập về phía quan tài thủy tinh. Quả cầu to kia đập xuống nhưng cách quan tài thủy tinh có 1 mét mà giống như đụng vào một bông hoa dường như không thể đập vào tiếp được. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên quả bóng chuyền giống như một lão tăng đang ngồi thiền vậy. Có âm thanh chi đát vang lên giống như cái gì đó đang sắp nổ tung tóe vậy. Nhìn thấy chưa, trong miệng con heo kia phun ra khí hình thành một phong giới trên quan tài. Diệp Phàm muốn tấn công cũng rất khó.
Thiên Hạo Tử nói. Đúng vậy, may mà khi của Lục Đạo Thái Cực tương trợ cho cậu ta. Nếu không Diệp Phàm sớm đã xong đời rồi. Con heo này rất thần bí, rốt cuộc là nó chơi cái gì? Một con heo mà có thể đấu với Lục Đạo Thái Cực, quá lợi hại. Lô Định Tông cảm thán nói. Nếu con heo này là sủng vật của Đán Phi Tử, ông thử nói xem sức tấn công của nó thế nào. Thiên Hạo Tử nói. Khó nói lắm, Lục Đạo Thái Cực tuy đều là những cao thủ thoát thần cảnh nhưng chết đã nhiều năm như vậy rồi. Sức mạnh dự bị của họ còn không bằng khi sống, còn sủng vật của Đán Phi Tử lại chưa chết. Giống như rùa trường thọ có thể sống trên mấy ngàn năm. Giống như mị xà của Vũ Vương có thể sống đến mấy ngàn năm. Con heo này chưa chắc đã là giống tạp giao, có thể sống đến mấy ngàn năm cũng là chuyện thường. Lô Đình Tông nói. Cũng có lý. Thiên Hạo Tử nói. Thình thình. Diệp Phàm bị con heo bắn lên không trung nhưng vào lúc này Thiên Hạo Tử phát hiện ra 6 cái quan tài này đều phun mạnh mẽ ra một nội khí thẳng đến Diệp Phàm. Một lúc sau, toàn thân Diệp Phàm bừng đỏ. Nhìn từ xa như người máu vậy. Bởi vì những nhánh cây gì đó trên người Diệp Phàm sớm đã bị bắn tan tành. Gay rồi, nội khí của Lục Đạo Thái Cực rất cao, rất mãnh liệt, Diệp Phàm nuốt không được sẽ bị nổ tan xác. Thiên Hạo Tử lo lắng nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Lỗ Định Tông hỏi. Chúng ta hai bên cùng trợ giúp cậu ta một tay, dùng Thương Bá Vương kia, đem U Hỏa ra trợ giúp. Thiên Hạo Tử nói. Nhưng U Hỏa cũng không đủ, nếu lại dùng cả hai chúng ta sẽ xong đời. Lô Định Tông đau lòng nói. Sau này mất vẫn hơn là bây giờ mất, ít nhất trong thương vẫn còn một tia. Chúng ta ở bên này dùng cách tiến hành hôn mê. Khi nào Diệp Phàm có thể bổ sung u hỏa chúng ta sẽ có cơ hội sống sót. Nếu không, cứ tình hình này bây giờ sẽ chết. Thiên Hạo Tử nói. Đành phải như thế thôi. Lô Định Tông cũng bất lực. Quả bóng chuyển dưới mông Diệp Phàm đang di chuyển, lúc này lại có hai luồng khí mạnh mẽ truyền vào trong cơ thể. Cậu dốc lực khống chế, chúng tôi giúp cậu. Thiên Hạo Tử nói. Có hai người giúp đỡ, khó khăn lắm Diệp Phàm mới khống chế được lục đạo trong cơ thể. Một lúc sau, hai tiếng lay đồng rầm rầm. Diệp Phàm có cảm giác đầu vô cùng đau đớn, hắn hét to hai tiếng. Nhưng, lúc bắt đầu sắp nổ ta xác thì dòng khí lại như trăm sông đổ ra biển hướng về phía đầu lưỡi. Không lâu sau, hai huyện đạo Kim Tân Ngọc Dịch trong đầu lưỡi liền dừng lại. Diệp Phàm hiểu. Hai ngoại đan điền của thuật cửu cung luyện hồn ở đầu lưỡi chính là kim tâm và ngọc dịch. Lục đạo ở dưới cùng mở ra, hơn nữa trong nháy mắt đã tràn đầy một nửa. Cảm giác tràn đầy sức mạnh, Diệp Phàm hướng về quan tài phun ra một tiếng bảng giòn vang, độc công trước kia chắc chắn là không thể tấn công được. Bây giờ vì có kim tân và ngọc dịch, hai đạo đan điền tương trợ. Miệng độc đó đột nhiên hướng về phía quan tài hình thành một phong giới bên ngoài trực tiếp xuyên thẳng đánh vào mặt con heo bên trong quan tài thủy tinh. Ngao, con heo hình như rất đau, miệng hé ra, con rơi của Diệp Phàm bay từ khe hở ra đi vào trong nê hoàn cung của Diệp Phàm. Đi nhanh đi, ánh mắt của con heo này có hồng quang ra đấy. Có lẽ là cái máy giết rất lợi hại. Lúc này, Thiên Hạo Tử nói với vẻ lo lắng. Trong miệng cũng giấu sát khí sao? Diệp Phàm có chút nghi ngờ. Ngu ngốc, can tương phi kiếm của cậu không phải cũng có thể tự co rút được sao? Bậc càng cao thì sử dụng binh khí càng thuận tay hơn. Hơn nữa, uy lực sẽ rất lớn. Thiên Hạo Tử nói. Quả nhiên, một vật như quả bóng bàn lớn màu hồng từ miệng con heo xông ra. Quả cầu này ít nhất cũng đạt đến hàng thất phẩm binh khí, hay là nghĩ cách làm binh khí. Thiên Hạo Tử nói run rẩy. Bởi vì, lý tưởng lớn nhất trong cuộc đời của Thiên Hạo Tử chính là luyện ra lục phẩm binh khí. Mà bây giờ lại nhìn thấy thất phẩm binh khí đương nhiên là khiếp sợ mừng như điên. Lúc này ông ta dường như quen cả nguy hiểm, bảo Diệp Phàm đi làm binh khí. Chương 3439, bí mật của heo. Không muốn sống nữa sao? Con heo có thể khống chế được binh khí thất phẩm mà dễ động vào sao? Muốn nghiên cứu nó, cứ nằm mơ đi. Diệp Phàm rất tỉnh táo, quay người chạy nhanh ra ngoài. Tuy nhiên, không còn kịp rồi. Hạt châu màu đỏ kia đã đuổi tới gần mông, Diệp Phàm không còn cách nào khác. Liền nhanh chóng thi triển thần hành thái bảo thuật chạy tới chỗ 6 cỗ quan tài. Đây là cái gì? Dương Đinh Thiên đang đánh nhau với Hồng Tà và Lệ Vô Nhai cũng ngây dại, đương nhiên người này cũng là thủ hạ Lưu Tình, nếu không, hai người Hồng Tà và Lệ Vô Nhai đều xong rồi. Hình như là quả bóng bàn. Hồng Tà nói. Không xong rồi, vật này chắc chắn rất lợi hại, ông nhìn xem, nó đang đuổi theo Diệp Phàm kìa.
Lệ Vô Nhai gấp rồi. Chúng ta lại không vào được, chỉ có thể dương mắt nhìn thôi. Dương Đình Thiên hừ lạnh nói. Hồng Tà liếc nhìn Lệ Vô Nhai một cái, vẻ mặt cũng bất đắc dĩ, biết là không thể vào được. Một người và một quả bóng giống như đang chơi trốn tìm, quanh quẩn bên 6 chiếc quan tài. Tốc độ đương nhiên là rất nhanh, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng của Diệp Phàm. Diệp Phàm rất khổ sở, tuy nói có thần hành thái bảo thuật, nhưng cũng rất tốn sức. Tuy nhiên, Diệp Phàm càng chạy càng trở nên tự nhiên, nhân cơ hội này để rèn luyện thần hành thái bảo thuật cũng rất tốt. Mẹ kiếp! Diệp Phàm đột nhiên xoay người, thủy cầu trong nháy mắt xuất hiện đập mạnh vào quả cầu đỏ phía sau. Ba tương đương! Quả cầu đỏ sau đó chỉ dừng lại một chút, tuy nhiên, bá vương kim thương của Diệp Phàm đã sớm đợi ở bên ngoài thủy cầu. Soảng, một tiếng! Bá vương kim thương và quả cầu đỏ đụng nhau, nhất thời, cả người Diệp Phàm bay ngược hơn chục mét, miệng phun một ngụm máu tươi. Lần này giống như cũng có chút tác dụng, quả cầu đỏ xoay tròn quanh 6 chiếc quan tài rồi bay lại trở lại. Tuy nhiên, đúng lúc này, 6 chiếc quan tài như thể hơi né một chút. 6 luồng lực lớn truyền lên bao vây lấy quả cầu đỏ. Quả cầu đỏ giãy giụa, nhưng không thể đi lên phía trước được. Không lâu sau, quả cầu đỏ thấy không có cách, liền bay chậm đến phía con heo. Tiểu tử, còn nhìn cái gì nữa, mau chạy đi. Thiên Hạo Tử hét lên. Diệp Phàm xoay người chạy nhanh, thuận lợi xuyên qua phong giới đi ra ngoài. Quay đầu nhìn lại, quả cầu đỏ kia đã bị 6 luồng lực lớn ép trở lại chiếc quan tài thủy tinh. Có cái gì tốt thì lấy ra để Dương Mẫu nghiên cứu một chút. Dương Đình Thiên vừa nhìn thấy Diệp Phàm liền giơ tay ra. Tôi lấy được cái gì, chẳng lẽ ông đứng bên ngoài không nhìn thấy hay sao? Diệp Phàm hừ nói. Tiểu tử, đừng có giả bộ ngớ ngẩn để lừa lão phu. Nói tóm lại, hôm bay ba người các ngươi cẩn thận một chút. Dương Đình Thiên trở mặt. Đây là khu vực mộ tổ của phái võ đang bọn ta, có cái gì cũng là của phái võ đang. Ngươi là người ngoài bước vào, Dương Đình Thiên ta giết ngươi cũng là hợp lý. Dương Đình Thiên, ông đang cố tình gây sự đấy à? Vừa rồi tôi bị quả cầu đỏ đuổi giết sắp mất mạng. Ông không có mắt à? Diệp Phàm tức giận. Vậy được, tiểu tử, ngươi muốn thử thì hãy thử đi. Dương Đình Thiên vừa nói xong, một quyền đánh về phía Diệp Phàm. Hồng Tà và Lệ Vô Nhai vừa nhìn thấy cũng theo hai bên tấn công lại. Bịch! Hồng Tà và Lệ Vô Nhai bị đánh bay ra, đập vào hai cành cây nhỏ. Vừa rồi ta thủ hạ lưu tình, các ngươi cho rằng Dương Đình Thiên này dễ chơi sao? Dương Đình Thiên vẻ mặt lạnh lùng nói. Hừ! Diệp Phàm vừa xoay tay, bá vương kim thương xông về phía trước. Chỉ có mỗi như thế thôi à? Dương Đình Thiên khinh thường hừ một tiếng, bá vương kim thương bị một luồng khí của ông ta gạt sang một bên. Dương Đình Thiên thật ra vẫn còn kiêng kỵ cây kim thương này, bởi vì ông ta đã từng bị nếm đòn. Bộp! Tuy nhiên, sau đó mới là sát chiêu của Diệp Phàm. Mà Hồng Tà và Lệ Vô Nhai hiện tại chỉ còn lại một chân. Bởi vì, một chiếc chân giả khác đã bị vỡ, nhưng hai người vẫn phối hợp công kích lại. Một hơi đờm độc phi thẳng vào Dương Đình Thiên. Dương Đình Thiên phẩy tay ngăn lại, miệng còn cười lạnh nói. Binh khí không dùng được bây giờ lại dùng nước bọt để chiến à, không ngờ ngươi còn học chiêu của đàn bà như vậy. Oanh! Một luồng khói đen nổi lên, Dương Đình Thiên vội né người, tuy nhiên vẫn bị luồng lực lớn đánh té lăn cả chục mét. Còn cành cây lớn bé đều bị đờm độc làm cho khô héo. Dương Đình Thiên cũng thảm không kém. Thật ra với thực lực của Diệp Phàm không thể khiến Dương Đình Thiên bị thương. Vừa rồi là kết quả của việc Thiên Hạo Tử và Lô Định Tông dồn lực cuối cùng, cộng thêm việc Dương Đình Thiên quá khinh địch. Có bản lĩnh thì lên tiếp đi. Diệp Phàm nghiêm mặt cầm cây thương, trông rất uy phong. Thật ra là đang phô trương thanh thế. Tiểu tử, được rồi, ở đây ta sợ sẽ làm hại đến mộ tổ. Nhưng, Dương Đình Thiên ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu. Dương Đình Thiên nói, tôi thật sự không lấy được thứ gì cả, có tin hay không là tùy ông. Đương nhiên, nếu ông muốn khiêu chiến, Diệp Phàm tôi sẵn sàng xin được chỉ giáo. Tuy nhiên, giao dịch của chúng ta vẫn phải tiếp tục. Diệp Phàm nói, vừa rồi chiêu trên không trung của ngươi kia không phải là thủ pháp âm dương thái cực của bọn ta hay sao? Dương Đình Thiên nói, đúng thế, âm dương thái cực thủ pháp thật là lợi hại. Nếu không, hôm nay Diệp Phàm tôi chắc chắn phải chôn xác ở đây rồi. Diệp Phàm nói, hừ, tiểu tử, ngươi đừng có qua mặt ta. Dương Đình Thiên vẻ mặt âm trầm nói. Ông có ý gì?
Diệp Phàm cũng không yếu thế, lúc này tuyệt đối không được yếu thế. Đẩy thủ thái cực của ngươi khác hẳn, tuyệt đối là học được lúc nãy. Uy lực của bộ vũ kỹ này lợi hại hơn thứ của bọn ta nhiều. Chắc chắn là các tổ tông đã dùng pháp môn gì đó để truyền cho người. Đây bản thân chính là tuyệt học của phái võ đang, vì vậy ngươi bắt buộc phải truyền cho bọn ta và không được truyền ra ngoài. Dương Đinh Thiên hừ nói. Ông nói không sai, đúng là khác thật. Bộ đẩy thủ này tên là Thái Cực Vũ Càn Khôn. Tuy nhiên, đây là tổ tông các ông truyền cho tôi. Bọn họ cũng không nói nhất định phải truyền cho các ông. Đương nhiên tôi cũng không đến mức keo kiệt như vậy. Phái võ đang nhất định sẽ truyền, nhưng phải xem tâm trạng của tôi. Hơn nữa truyền cho ai cũng phải xem tâm trạng của tôi. Dương Đinh Thiên ông muốn học cũng phải như vậy, Diệp Phàm tôi có thể đi vào bên trong phong giới, còn ông đường đường là truyền nhân của phái võ đang lại không vào được, không phải là không được phong giới chấp nhận hay sao? Vừa rồi ông chính là đại nghịch bất đạo. Diệp Phàm hừ nói. Ta thấy người làm quan các người quen với kiểu chụp mũ rồi có phải không? Nếu phái võ đang có thể tìm ra môn nhân trung thành như ta. Dương Đinh Thiên ta lặng lẽ bảo vệ môn phái, không vì danh không vì lợi. Đến lượt ngươi nói những lời vô nghĩa đó sao? Dương Đinh Thiên hừ nói. Đó là trách nhiệm của ông, hơn nữa, tôi nói ông đại nghịch bất đạo là có căn cứ. Vì sao tôi vào được phong giới mà ông không vào được? Vì sao trong phong giới tôi được tổ tông của các ông truyền dạy Thái Cực Vũ Càn Khôn? Đó là vì Diệp Phàm tôi gánh vác sứ mệnh thần thánh. Vừa rồi ông cũng thấy đấy, bên trong cỗ quan tài ở giữa có thần bí. Mà sáu vị tổ tông của phái võ đang áp chế chiếc quan tài này. Quả cầu đỏ từ trong bay ra có thể đoạt mạng chúng ta. Hiện tại, tôi đã được sáu vị tổ tông của các ông chấp nhận rồi. Diệp Phàm bắt đầu tỏ ra huyền bí. Chấp nhận ư, đừng có che mắt ta. Ngươi còn non lắm. Dương Đinh Thiên không tin. Non à, cao thủ thoát thần cảnh sau khi chết, có một số cao thủ còn tồn tại hồn khí có đúng không? Diệp Phàm hỏi. Đích xác là có, thì sao nào? Dương Đinh Thiên gật đầu. Cái này không phải xong rồi sao? Diệp Phàm vuốt tay. Ngươi nhìn thấy hồn khí của tổ tông rồi. Dương Đinh Thiên có chút không tin. Thiên Hạo tử, mau truyền âm cho Dương Đinh Thiên đi, dọa lão già này một chút. Diệp Phàm vội nói. Dương Đinh Thiên. Một giọng nói mờ ảo truyền đến, tất cả mọi người có mặt đều có thể nghe thấy. Người là. Dương Đinh Thiên sửng sốt, vội nói. Thái cực thất đạo chẳng lẽ hậu duệ hiện tại không có ghi chép hay sao? Thiên Hạo tử hừ lạnh một tiếng. Con, cái này, con có nghe nói qua. Nói là Thái cực thất đạo là tổ sư gia lập phái của phái võ đang chúng ta. Tam hóa đại sư là một vị trong đó. Dương Đinh Thiên bắt đầu cung kính. Hừ, không quên hết là được rồi. Ta tưởng rằng các ngươi đã quên hết bọn ta rồi. Thiên Hạo tử nói. Hậu bối không dám, xin nghe thủ lệnh của tổ tông. Thiên Hạo tử sợ tới mức vội quỳ xuống nói. Diệp Phàm thiếu chút nữa thì cười thành tiếng, đương nhiên hắn cũng giả bộ cung kính, khom người lắng nghe. Còn về Hồng Tà và Lệ Vô Nhai cũng tỏ ra khiếp sợ, hai lão cũng coi là thật, bởi vì hai người chưa từng nghe giọng nói của Thiên Hạo tử. Diệp Phàm là người của chúng ta chọn, hãy nhớ kỹ, ngươi phải nhớ kỹ, phải giúp đỡ cậu ấy hoàn thành đại nghiệp của phái võ đang chúng ta. Nếu không, phái võ đang sẽ có nguy hiểm diệt môn. Chính là vì chiếc quan tài ở giữa kia, ngươi phải nhớ kỹ. Thiên Hạo tử nói. Vâng vâng, con nhớ rồi tổ tông. Dương Đinh Thiên dập đầu nói. Các ngươi đi đi. Thiên Hạo tử nói. Dương Đinh Thiên sau khi đứng dậy nói với Diệp Phàm. Diệp sư đệ. Không biết đại nghiệp mà tổ tông đã giao phó là gì, có thể nói với ta được không, để ta cũng có sự chuẩn bị. Đến lúc thích hợp tự nhiên sẽ nói cho ông biết. Diệp Phàm nói, Dương Đinh Thiên mặt mày trở nên đen xì, nhưng vẫn phải chịu. Tôi chỉ có thể nói cho ông biết, chiếc quan tài ở giữa kia là thứ mà Thái Cực Lục Đạo muốn khống chế. Vật này có thâm thù đại hận với phái võ đang. Hơn nữa ngẫm lại, Thái Cực Lục Đạo hợp lực mới có thể ngăn chặn nó, thứ này cực kỳ đáng sợ. Một khi nó chạy đến, phỏng chừng phái võ đang sẽ xong đời. Diệp Phàm hừ nói. Ta cũng nghĩ như vậy, yên tâm. Dương Đinh Thiên ta gánh trọng trách của phái võ đang, tuyệt đối không để cho âm mưu của vật kia thực hiện được. Dương Đinh Thiên tỏ thái độ kiên quyết. Thiên Hạo tử, hiện tại ra ngoài thế nào? Diệp Phàm hỏi. Chương 3440, con đường lừa dối. Tôi không biết, mỗi người xây dựng phong giới cũng không giống nhau.
nếu là người được phong giới chấp nhận thì cậu cứ đi là có thể ra ngoài. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều không biết cậu vào bằng cách nào. Cho nên, cậu hỏi tôi cũng không biết được, tuy nhiên, chắc chắn có liên quan đến trưởng môn thái thượng của cậu. Hơn nữa, tôi đoán việc luyện khối lệnh bài thái thượng trưởng môn có sự góp sức của thái cực thất đạo. Hơn nữa, chắc chắn khối lệnh bài này có bí mật. Chẳng qua tạm thời cậu chưa phát hiện được ra thôi. Thiên Hạo Tử nói. Ôi, chỉ có thể đi từng bước để xem thế nào thôi. Đừng làm lộ ra là được. Diệp Phàm thở dài. Nếu ở đây đã xảy ra chuyện, Diệp sư đệ, chúng ta có nên đi ra ngoài không? Dương Đình Thiên nhìn Diệp Phàm. Tuy nhiên, các lão tổ tông có giao nhiệm vụ. Bảo chúng ta làm quen một chút trước với các tình huống ở bên trong phong giới. Các lão tổ tông nói, đối với phái võ đang phong giới là vấn đề mấu chốt. Một khi thời cơ đã chín muồi, phái võ đang có thể dựa vào phong giới để bồi dưỡng ra một vài cao thủ tuyệt đỉnh. Ví dụ như, Dương Sư Huynh, lúc anh có thể đột phá phong giới sẽ cho anh một khí lực. Đương nhiên Diệp Phàm phải kéo dài thời gian thêm một chút để tìm đường ra. Câu nói này dùng để hù dọa Dương Đinh Thiên. Giúp người đột phá, tổ tông thật sự giao nhiệm vụ như vậy sao? Dương Đinh Thiên sửng sốt, nhất thời, vẻ mặt không nén nổi sự khiếp sợ. Đương nhiên, vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm nghị. Diệp sư đệ, có thể nói cho tôi biết một chút về cách thức cậu giúp đỡ tôi đột phá. Sự nhiệt tình của Dương Đinh Thiên trỗi dậy. Thời cơ còn chưa có chín muồi, chẳng lẽ ông lại muốn đột phá? Nếu quả thật là như vậy, đó lại là chuyện khác. Diệp Phàm cố ý hỏi, trong lòng thật sự có chút bồn chồn, chỉ sợ Dương Đinh Thiên khờ dại muốn đột phá luôn, có thể làm lộ lời nói dối. Việc này, thật ra việc này còn chưa đến lúc. Dương Đinh Thiên sờ đầu, có chút bối rối. Tôi muốn điều tốt cho ông thôi, nếu bây giờ nói cho ông biết e rằng sẽ thành hại ông. Diệp Phàm nói, việc này, nói sớm ra để có sự chuẩn bị, làm sao lại có thể hại tôi được? Dương Đinh Thiên hỏi, ông nói cụ thể về trình độ kỹ năng bây giờ của ông cho tôi. Phải nói thật tỉ mỉ, không được giấu giếm, nếu không, tôi sẽ không nói cho ông biết một số thứ. Diệp Phàm hỏi, tôi đạt tới trình độ bán niệm khí từ 10 năm trước, là do tổ sư Tam Hóa giúp đỡ tôi đột phá. Hiện tại, tôi đã đạt tới trình độ đại viên mãn của bán niệm khí. Chẳng qua, tôi cảm thấy thời cơ còn chưa tới. Bởi vì, chuyện đột phá lần trước cũng có một số triệu chứng. Tôi luôn hoài nghi có phải mình bị ốm không. Lúc này Dương Đinh Thiên giống như một học sinh tiểu học đang xin sự chỉ bảo của thầy giáo. Thì ra là thế, thực ra, nói thật là, cơ hội của ông phỏng chừng ở ngay trong vòng phong giới. Tuy nhiên ông còn chưa có một sự chuẩn bị nào, cho dù nói cho ông cũng vô dụng thôi. Hơn nữa, các tổ sư có giao. Nói cách thức đột phá trước sau sẽ gặp khó khăn, bởi vì, ông cho rằng nơi này có thể giúp ông đột phá, hơn nữa đã biết cách thức, vô hình chung sẽ có tâm lý lười biếng. Sự lười biếng sẽ làm giảm bớt đi các cơ năng của cơ thể ông. Sẽ không có lợi cho sự đột phá. Tất nhiên, nếu ông vẫn muốn biết ngay bây giờ tôi cũng có thể nói cho ông được, việc này ông tự lựa chọn đi. Diệp Phàm cố ý nói, hắn đánh cuộc Dương Đinh Thiên không dám mạo hiểm như vậy. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng thầm khiếp sợ, không thể ngờ được Dương Đinh Thiên lại đạt tới trình độ đại viên mãn của bán niệm khí, chỉ còn cách một cảnh cửa nữa là đến, hồn ly. Phỏng chừng còn cường hãn hơn so với sư phụ Bức Vương Nam Lăng Hậu một chút. Nếu như thời cơ không chín muồi tôi sẽ không hỏi, dù sao cơ hội này cũng ở ngay trong phong giới này có phải không? Đến lúc đó, nếu tôi cảm thấy thời cơ đã đến tôi sẽ nói cho cậu. Đến lúc đó, cậu nhất định phải giúp đỡ tôi một phen để tôi tiến vào con đường phong giới. Dương Đinh Thiên có vẻ thân thiện hơn với Diệp Phàm. Không thành vấn đề, tôi là do các tổ sư tuyển định, chắc chắn sẽ bồi dưỡng một số cao thủ cho phái võ đang. Tuy nhiên, tôi còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của sư huynh. Chúng ta cùng nhau tiến bộ có phải không? Diệp Phàm nói. Không thành vấn đề, có việc gì sư đệ cứ nói. Thiếu chút nữa Dương Đinh Thiên phải vỗ ngực. Thiên Hạo Tử ở trong cây bá vương kim thương cười điên cuồng. Tôi nói cho tiền bối biết, chúng ta vào đây dường như không có thu hoạch gì cả. Diệp Phàm hừ nói. Ai bảo không có thu hoạch, đến bây giờ tiểu tử cậu cũng không rõ sao. Cửu cung luyện hồn thuật của cậu chẳng phải đã đạt đến trình độ đại viên mãn sao? Thiên Hạo Tử nói. Cuối cùng, ngoài huyệt đan điền hai huyệt, kim tân, và, ngọc dịch, cũng đã mở ra. Tuy nhiên, dường như lượng nội khí còn chưa đủ.
hai huyệt này còn chưa đầy, cho nên, không thể nói là đại viên mãn. Nếu không, tôi hoàn toàn có thể tiến sâu vào trình độ bán niệm khí. Diệp Phàm nói, ừ, lượng nội khí như vậy vẫn thiếu, cần phải nghĩ biện pháp, tuy nhiên, chưa ai từng có tốc độ luyện công như của cậu. Cậu không nên phàn nàn, hơn nữa, với khả năng của cậu bây giờ, hoàn toàn có thể diệt được tiên thiên đại viên mãn. Cho dù gặp phải cao thủ như Dương Đinh Thiên cũng không thể dồn cậu vào chỗ chết được, thuật thần hành của cậu đã có tiến bộ lớn, vẫn có thể thoát được. Thiên Hạo Tử nói, hi hi, đến lúc đó nội bội khí chế tạo ra, hồn nội khí của ông đưa vào lập tức mở rộng gấp 10 lần, không phải có thể tương trợ tôi đem kim tân ngọc dịch tràn hai ngoại đan điền sao? Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Cậu không nên nghĩ rằng nội khí quá thần thánh. Thiên Hạo Tử nói, lời này có ý gì, không phải nội khí của ông đi vào phía đông đi ra phía tây đã gấp 10 lần rồi sao? Diệp Phàm hỏi, đó là nội khí không phải hồn khí, hơn nữa, nếu cậu muốn tôi dùng nội khí lớn hơn gấp 10 lần để giúp cậu đột phá đó là điều không thể diễn ra. Thiên Hạo Tử nói, nghĩa là như thế nào? Diệp Phàm hỏi, người hiện đại như các cậu còn không hiểu sao? Ví dụ như một tấm ảnh chụp được phóng to gấp 10 lần độ nét có kém hơn tấm ảnh ban đầu hay không? Thiên Hạo Tử hỏi. Nhưng đây là điều ngược lại. Diệp Phàm nói. Không phải đã giải thích rõ điều này rồi sao? Nếu như tăng thêm chất lượng nội khí sẽ phân tán, nội khí phía đông so với nội khí ban đầu sẽ kém hơn vài cấp. Đương nhiên, chất lượng nội khí càng cao khi tăng thêm, chất lượng nội khí sẽ giảm đi. Tuy nhiên, trước mắt các cậu nóng lòng muốn chế ra nội khí có chất lượng cao. Đó là điều không có khả năng. Đương nhiên, nếu dùng để đột phá cho võ giả 12 đẳng trở xuống thì sẽ hữu dụng hơn. Còn từ tiên thiên trở lên thì không có tác dụng. Bởi vì, tăng thêm nội khí sẽ không đạt được chất lượng nội khí cao nhất. Cho nên, bản thân cậu cần phải luyện công mới được. Đừng nghĩ đến những điều thiếu trung thực. Giọng nói Thiên Hạo Tử tràn ngập thảm họa. Lão già này, đừng có cười tôi. Công lực của tôi càng cao càng có khả năng bảo vệ ông có phải hay không? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Ha ha, những lời tôi nói đều là lời nói thật. Thiên Hạo Tử nói. Diệp Phàm, trước mắt chúng tôi phát hiện được một người. Lúc này, tiếng hồng tà truyền đến, Diệp Phàm đứng lên, đi qua đi lại, nhìn về phía trước, thoáng có chút ngây người. Trước mặt có một con heo bằng gỗ thật lớn, dài chừng 10 mét, cao 3 đến 4 mét. Con heo thì nằm úp sấp xuống. Đầu heo nằm giữa quan tài kia là bản sao đầu heo. Chẳng qua chất liệu hình như là gỗ điêu. Trên thân heo có một người đầy khí phách có thể ngồi xếp bằng, cách ăn mặc của người này giống của võ tướng Tây Chu. Mặt tròn, tai cũng rất lớn, nhìn qua đã thấy rất có phong độ của tướng soái. Chẳng lẽ người này chính là đại đạo tử? Diệp Phàm hỏi. Rất có thể, thái cực thất đạo đều ở bên trong phong giới. Việc này, tương đối là kỳ lạ. Vẻ mặt Thiên Hạo Tử thật hứng thú. Nghe nói đại đạo tử của thái cực thất đạo có công lực cực mạnh, công lực yếu nhất của tam hóa vẫn lợi hại như vậy, đạo tử này thật phi phàm. Diệp Phàm nói, cậu xem, điều đó chứng tỏ rằng y ngồi xếp bằng với đầu heo. Phỏng chừng y chính là người cầm đầu trấn áp con heo này. Con heo có lẽ chính là tiêu điểm của phong giới, còn đại đạo tử chính là con mắt của phong giới. Thiên Hạo Tử nói, tôi vừa nhìn xung quanh phong giới này một chút. Phát hiện nơi đầu heo ngồi chính là vùng đất trung tâm của phong giới. Mà đại đạo tử có thể chính là chủ soái của phong giới. Y khống chế được toàn bộ phong giới. Có điều kỳ lạ là, như vậy thì hồn khí của đại đạo tử phải được bảo vệ, nhưng không hiểu sao một chút phản ứng cũng không có. Diệp Phàm hỏi. Con heo gỗ này thật đúng là kỳ lạ, sờ lên cảm thấy làn da dường như giống gái vừa lấy chồng. Hồng ta sờ sờ nói. Chẳng lẽ đầu heo này chính là một con rối của cao nhân nào đó, cũng giống như con rối của núi Xương Bối? Diệp Phàm nói. Rất có thể, tuy nhiên, phải là thái cực thất đạo hợp lực trấn áp mới có thể luyện rối, trên đời này phỏng chừng chí có vũ vương hoặc đán phi tử, hoặc là cao thủ cửu chỉ mới có thể làm được. Thiên Hạo Tử thở dài, đột nhiên còn nói thêm. Không giống như là rối, nếu như theo cách luyện vật của tôi thì nếu như là rối tôi có thể cảm nhận được. Nhưng thật ra rất lạ. Ông là cao nhân, cách thức luyện vật của ông không thích. Diệp Phàm nói. Chẳng lẽ là như vậy? Thiên Hạo Tử nói. Diệp Phàm đi tới, cung kính cúi đầu, miệng thầm thì nói. Đại đạo tử, hậu bối Diệp Phàm hỏi thăm sức khỏe của ngài. Không phải hậu bối không tôn trọng ngài, chẳng qua tình cờ vào đây. Bởi vì,
đại sư tam hóa sủng ái hậu bối. Mà hiện tại đại sư Trương Vô Trần, thái thượng trưởng môn phái võ đang chính là sư huynh của hậu bối. Hậu bối bị hàn băng hấp dẫn đi vào. Tuy nhiên, không phát hiện ra đồ vật cần tìm, bây giờ hậu bối muốn trở về, có thể chỉ cho hậu bối một con đường không ạ? Tuy nhiên, cơ bản người ta không hiểu Diệp Phàm, một chút động tĩnh cũng không thấy. Diệp Phàm không khỏi có chút ủ rũ, cho rằng đó cũng chỉ là một pho tượng mà thôi. Vì thế đi tới, sờ nhẹ lên trên người heo. Nhất thời, Diệp Phàm sợ tới ngây người, bởi vì, toàn bộ dấu tay của hắn ở trên người heo. Làm sao ngươi đến đây? Ngay cả Dương Đình Thiên cũng thấy kinh ngạc, liếc nhìn Diệp Phàm không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chương 3441, cao thủ bao vây tấn công núi Xương Bối. Đúng vậy, lúc tôi sờ không đi vào được, cậu sờ thử lại đi. Hồng Tà hưng phấn kêu lên, Diệp Phàm đưa tay sờ một chút, lại có thể đi vào. Dường như lúc này con heo chỉ là một hư ảnh ngồi chồm hổm ở trong này. Hồng Tà và Dương Đình Thiên đều sờ sờ, nhưng mà, ba người lại sờ vào một thật thể, bàn tay không đi vào. Ba người quay đầu lại, nhìn Diệp Phàm như là quái vật. Thiên Hạo Tử, cái này giống như tượng đá ở trên đảo Thủy Tinh. Diệp Phàm nói, đúng vậy, đúng là có giống. Chẳng lẽ con heo này đến từ đảo Thủy Tinh, nơi này, chắc chắn có liên quan rất lớn đến Đán Phi Tử hoặc Vũ Vương. Phỏng chừng Thiên Hạo Tử cũng khiếp sợ thiếu chút nữa rất cằm. Diệp Phàm chậm rãi đi vào trong, cả người đi vào trong, dường như cơ thể heo cũng giống như bình thường. Mau lui lại. Lúc này, Thiên Hạo Tử lớn tiếng kêu lên. Có gì vậy? Diệp Phàm lui lại hỏi. Con heo giống như luyện vật hàn băng, cậu mà đi vào lâu cậu sẽ bị chết vì lạnh đấy. Thiên Hạo Tử vội nói. Không nghiêm trọng như vậy đâu, tôi không cảm thấy gì cả. Nếu như do vạn tài hàn băng luyện thành, tôi có thể lấy một khối để luyện vật bá vương kim thương của tôi không? Lòng tham của Diệp Phàm lại nổi lên. Cậu có lấy được không? Thiên Hạo Tử nói. Xem ra, cậu đúng thật là người được các lão tổ tông tuyển định. Bằng không, chúng ta không thể đi vào vì sao cậu có thể đi vào? Lúc này Dương Đình Thiên càng tin tưởng vào những lời nói dối của Diệp Phàm. Chúng ta thử cầm tay nhau xem có thể đi vào cùng nhau hay không? Diệp Phàm vừa nói xong liền đưa tay ra, đưa tay kéo từng người vào. Diệp Phàm đi đầu tiên, người đi thứ hai là Hồng Tà, đương nhiên cũng đi vào thành công. Một màu xanh biếc gì đó chợt lóe lên phía trước, Diệp Phàm phản xạ có điều kiện, cảm giác cơ thể mình gặp một chút chấn động, không lâu sau, khẽ một cái, tự nhiên trở về phía trước pho tượng Tam Hóa Đại Sư. Ra rồi, xem ra, con heo chính là cửa ra của phong giới. Hồng Tà cười nói. Đúng vậy, pho tượng đại sư tam hóa chính là lối vào. Lệ Vô Nhai nói, một lúc sau, trưởng môn Trương Tiến lên đón. Thiên Lâm, qua một thời gian ngắn cậu có rảnh đến chỗ tôi làm việc một chút. Tôi truyền cho cậu một bộ tuyệt học của võ đang. Diệp Phàm nói, Trương Thiên Lâm liền gật đầu. Người ở khắp nơi tề tụ quanh bí mật núi Xương Bối. Bởi vì có cao thủ Dương Đinh Thiên, hiện tại chỉ cần 6 người hợp lực lại là đủ rồi. Còn hơn Diệp Phàm phải đi tìm người sẽ rất phiền toái. Thu xếp xong Hồng Tà, Lệ Vô Nhai, Nham Tiêu Sắt, Nhất Tiêu, Dương Đinh Thiên, Dương Thiên Ngũ bắt đầu dùng nội khí uẩn nhuận chế ra nội khí làm vật liệu. Lãnh Băng Băng không có chuyện gì sao? Trong lúc ngồi xuống nghỉ ngơi Diệp Phàm cười hỏi Lang Phá Thiên. Hi hi, có hay không tôi cũng không rõ nữa. Tuy nhiên, lúc thích hợp thì anh lại chuồn mất, tôi thật là suối quẩy. Lang Phá Thiên tức giận hừ một tiếng. Không thể nào, cô ấy dám đùa cợt một tư lệnh như anh. Diệp Phàm hỏi. Có gì mà cô ấy không dám, anh xem, chân của tôi vừa thế. Lúc đó lại bị sưng lên. Lang Phá Thiên nói. Loại người coi khinh cấp lãnh đạo sao anh không xử lý nghiêm. Diệp Phàm cười nói. Tôi không muốn làm mình thêm tức giận. Lang Phá Thiên nói. Lúc này, điện thoại của Lang Phá Thiên vang lên. Sau khi nghe máy, Lang Phá Thiên lập tức đứng lên, nói. Không xong rồi, theo lời Mã Hán báo lại, sơn động núi Xương Bối bị một cao thủ công kích, chúng ta mau tới đó thôi. Bọn Mã Hán không đánh lại được. Lần này đến đây sẽ làm cho bọn họ đi không trở về, phỏng chừng bên trong là Dạ Đương. Cô ấy trở về báo thù. Diệp Phàm lập tức điều các cao thủ uẩn nhuận đi, để Hồng Tà cùng Lệ Vô Nhai ở lại, còn tất cả mọi người đều đi đến sơn động. Bí mật gia công Hán trong sơn động cũng không xa, lấy sức của đôi bàn chân cao thủ. Chỉ mấy phút đi ra hiện trường.
phát hiện cánh cửa thứ nhất đã muốn cấp nổ, 5-6 binh lính nằm trong lòng đất thủ động. Trong đó còn có một thiếu tá, tất cả đều muốn hy sinh. Đầu hai binh lính bị chém thành hai mảnh, tủy não đến bắn ra. Cháu trai! Diệp Phàm đỏ mắt, quay vào trong. Tiếng súng vang lên. Diệp Phàm nằm sấp xuống tiện tay cầm cây thương, liền giải quyết được hai người. Diệp Phàm dùng đôi mắt lục soát, Dương Đình Thiên phối hợp hai người ngồi chồm hổm. Hễ là có tiếng súng vang lên là một người bị tiêu diệt. Tiêu Sắt Nhất cùng với Tiêu Dương Thiên ở phía sau. Không lâu sau liền thấy cánh cửa thứ hai, phát hiện mười mấy binh lính dưới sự hướng dẫn của Mã Hán đang chiến đấu với một đoàn 7-8 người mặc áo đen. Máu tươi nhuộm đầy trên người binh lính, trong đó có một đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A. Diệp Phàm nhìn qua, phỏng chừng là anh ta đã hy sinh. Trên người Mã Hán cũng toàn máu tươi liều mình đánh trả. Anh ta điên cuồng tiến vào, kêu to là không muốn sống nữa. Giết! Diệp Phàm ra lệnh, bốn đại cao thủ lao vào. Băng địa một tiếng, một người mặc áo đen bị Dương Đình Thiên đá cho một cước bay đến đỉnh tháp rồi rơi xuống đất một chút. Tuy nhiên, đầu và thân có vẻ như bị di chuyển. Tốc độ của Diệp Phàm cũng không chậm, vài bước đi đã đứng trước mặt Mã Hán. Đá một quyền từ phía sau, bóng đen vừa thấy liền phản thủ một quyền. Tiếng nổ giòn vang, cả người bóng đen đụng phải vách động. Diệp Phàm liền đi theo, đá thêm một cước. Bóng đen cũng rất nhanh, cũng hiện lên. Tuy nhiên, thuật thần hành của Diệp Phàm cũng không phải là tồi. Trong chớp mắt đã di chuyển về phía sau bóng đen đánh một chưởng vào giữa lưng bóng đen. Miệng bóng đen phun ra máu tươi, cả người bay đến trước mặt Tiêu Dương Thiên, thân thủ của lão cũng không hề chậm chạp, đá một cước, bóng đen lại bị đá bay về phía Tiêu Sắc Nhất. Ba người như đang đá một quả bóng, bóng đen đúng như một quả bóng cao su. Chỉ trong một thời gian ngắn, người mặc áo đen nằm xuống. Chạy mau! Còn lại hai tên mặc áo đen trong đó có một tên hét to một tiếng bằng tiếng Anh. Két két, lập tức trên người anh ta toát ra sương mù. Cẩn thận đấy, trên người anh ta có mấy quả lựu đạn đó. Diệp Phàm hét lớn, năm đại cao thủ cùng xuất nội khí ra bên ngoài rồi hợp lực lại thành một vòng khí. Đương nhiên, năm người cũng nhanh chóng cầm lấy binh khí lui về cạnh cửa, khói đen trên người tên áo đen bị Diệp Phàm đá một cước liền bay ra bên ngoài. Loảng xoảng một tiếng. Một vật rất lớn từ trên trời rơi xuống lập tức bao lại bóng đen, đương nhiên nó được bọc trong một vỏ chăn, trong nháy mắt một tiếng nổ ầm vang. Đó là lúc tất cả mọi người đều nhảy dựng lên, khói đen bốc lên. Đuổi! Diệp Phàm hô, bởi vì, bóng đen kia bị đá như một quả bóng khiến cho bóng đen còn lại nhanh chóng chuồn mất, hắn lợi dụng hơi nước bảo vệ nên người mặc áo đen mới thoát được. Năm đại cao thủ chạy đuổi theo, tuy nhiên, đến cửa động phát hiện người mặc áo đen đã sớm trốn vào trong rừng cây tùng. Năm người đuổi theo vết máu, tuy nhiên, tìm hết mọi nơi cũng không thể nào phát hiện ra bóng đen. Vừa rồi chúng ta hơi chậm, thân thủ người nọ cũng không kém. Tiêu Dương Thiên nói. Lúc này, Mã Hán ôm bụng hô. Toàn bộ người mặc áo đen bên trong đã chết, không một ai sống sót cả. Không có việc gì, chắc không phải là người của Hải Lang thì là người của Tổ Thần Đạo. Lần này chúng ta giải quyết cao thủ bát cửu đẳng bằng cao thủ lục thất đẳng, cũng đủ để cho bọn họ đau lòng rồi. Diệp Phàm hừ nói. Lúc này, Lang Phá Thiên gọi điện thoại tới, nói. Cũng có 5 người tới chỗ bí mật công hán, thân thủ cũng không khác, phỏng chừng là cao thủ bát cửu đẳng. Hồng Tà và Lệ Vô Nhai hôm nay đánh nhau với bọn họ có bắt được toàn bộ không? Diệp Phàm hỏi. Bắt, tuy nhiên, đánh chết tại chỗ 3 người, còn lại 2 người lại uống thuốc độc. Đáng tiếc là không có ai sống cả, còn tình hình bên kia của các anh thế nào? Lang Phá Thiên nói. Cũng như nhau thôi, không có ai sống sót cả. Tên có thân thủ tiên thiên chạy mất, tuy nhiên, cũng bị trọng thương. Anh lập tức liên lạc với tư lệnh viên họ Tây Môn, yêu cầu bọn họ lập tức phái người phối hợp tìm kiếm. Phải chú ý đến sự an toàn, mỗi tổ nhỏ sắp xếp ít nhất 10 người đi cùng nhau. Bởi vì, thân thủ của người mặc áo đen rất cao. Diệp Phàm nói. Hiểu rồi. Lang Phá Thiên cúp điện thoại xuống liên lạc. Không lâu sau, quân khu tỉnh Việt Đông phái vài nghìn binh lính mặc quần áo màu xanh hò hét chung quanh núi Sương Bối. Mà gần đây bộ đội cũng hoạt động mở trong núi Sương Bối. Một nửa người ngựa của binh đoàn tham gia vào đội tìm kiếm trên núi Sương Bối. 4 giờ sau, Cung Khai Hà ngồi chuyên cơ đi tới núi Sương Bối. Thương tướng Tây Môn Đông Hồng tư lệnh viên quân khu Việt Châu cũng tới. Tuy nói tất cả cao thủ phía bên kia đều chết, nhưng mà, bên chúng ta cũng hy sinh hơn chục đồng chí. Hơn nữa,
các đồng chí này đều là những người tinh anh trong sư đoàn săn báo. Tất cả đều là người có tài, có thể là đội viên dự bị cho tổ đặc nhiệm A. Vẻ mặt Cung Khai Hà nghiêm túc, cộng thêm vẻ mặt đau lòng. Ôi, thiết môn của chúng ta vẫn có lỗ hổng, nếu cửa thứ nhất có thể đứng vững, sẽ không chết nhiều người như vậy. Diệp Phàm thở dài. Tướng quân, không phải thiết môn của chúng ta không tốt, mà bởi vì bọn họ dùng kiểu bom mới. Uy lực của loại bom này rất lớn, dường như vật liệu bên trong không phải là thuốc nổ, mà là một loại khí thể đặc biệt có tính nổ rất mạnh. Ngô Quang Bảo vội vàng nói. Đã như vậy, các anh phải phá giải loại bom này, bằng không, chúng ta sẽ rơi vào tình thế bị động. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc. Việc này chúng tôi đều hiểu, các chuyên gia chúng tôi đã thu thập được các dư lượng trước đó. Ngô Quang Bảo gật đầu nói. May mà lần này chúng ta có nhiều cao thủ ở trong này, bằng không, hậu quả sẽ không lường hết được. Cung Khai Hà nói. Đúng vậy, tuy nhiên, sau cuộc chiến này, cũng bình tĩnh lên kế hoạch để đánh nhau với bọn họ. Phỏng chừng cũng sẽ yên ổn được một thời gian ngắn. Diệp Phàm gật đầu nói. Nếu tất cả đều là người của Hải Lang, bọn họ cũng khó có thể đứng dậy nổi. Tôi hoài nghi người cuối cùng chạy trốn được có thể là Dạ Đương. Diệp Phàm nói. Anh cảm giác được cái gì không? Cung Khai Hà hỏi. Đúng vậy, tôi cũng có cảm giác như vậy, nhưng cũng không khẳng định chắc chắn được. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Ôi, nếu có thể mời cậu gia nhập tổ đặc nhiệm A chúng tôi cũng tốt. Chuyện đổ máu lần này chính là tiếng chuông cảnh tỉnh chúng ta, thực lực tổ đặc nhiệm A quá yếu. Khả năng ứng phó khẩn cấp của chúng ta khi gặp chuyện thế này vẫn còn một chút khiếm khuyết. Cung Khai Hà thở dài. Chương 3442, đối thủ cạnh tranh. Ha ha, làm sao có thể, tôi cũng hết cách mới phải mời đến bọn họ. Diệp Phàm cười cười. Tuy nhiên, cần phải tăng mạnh hỏa lực võng trong sơn động núi xương bối mới được. Nếu không, loại cao thủ như Dạ Đương đánh vào bằng hơn chục khẩu súng khó tránh khỏi việc xuất hiện khe hở. Đối với cao thủ này mà nói, một khe hở cũng có thể khiến chết người. Ừ, bố trí ngay một người thường thủ ở phía dưới động. Đặt nhiều bom ở ngoài động một chút, hơn nữa, cố gắng sắp xếp mấy khẩu súng máy, phạm vi bao phủ của loại vũ khí này mạnh hơn rất nhiều. Tây Môn Đồng Hồng nói. Chuyện lần này tôi cảm thấy dường như bọn họ đang dương đông kích Tây. Lúc này, Lang Phá Thiên xen vào nói. Làm sao có thể biết được? Diệp Phàm hỏi. Anh xem, tuy nói đội công kích sơn động nhiều cao thủ hơn. Phỏng chừng chính là muốn thu hút binh lực của chúng ta lại đây. Khiến cho chúng ta loạn hết cả lên, sau đó chúng ta sẽ rút người từ gia công Hán đi. Mà xưởng gia công mới là mục tiêu của bọn họ. Lang Phá Thiên nói. Cũng có lý lẽ, tuy nhiên, xưởng gia công đã có doanh trại ở phía sau bảo vệ. Ở đây không cần phải lo lắng, cho dù cao thủ của chúng ta ở bên này nhiều cũng không sợ. Cung Khai Hà nói. Ngày hôm sau, Diệp Phàm ở một ngày trên núi Sương Bối để sắp xếp mọi thứ. Tuy nhiên, mặc dù đã điều động một số đông người và ngựa, nhưng mà, vẫn chưa có một tin tức nào của người mặc áo đen đã bỏ trốn. Buổi sáng ngày thứ ba Diệp Phàm đi đến bãi Yến Nguyệt. Phó Chủ tịch tỉnh Diệp, sẽ làm xong ngay ạ. Sau gần 2 năm xây dựng, cuối cùng đã có thành quả. Đồng chí Tào Nguyệt đi dạo cùng Diệp Phàm hăm hở nói. Ha ha, đồng chí Tào Nguyệt vất vả rồi. Diệp Phàm cười nói. Không có gì vất vả cả, chỉ cần có thể hoàn thành công việc, chỉ cần Tào Nguyệt tôi không để cho Phó Chủ tịch tỉnh Diệp mất mặt là được. Tào Nguyệt cười nói. Hơn nữa, anh xem, việc thương mại Hồng Đô đã đi vào vòng quỹ đạo. Sau khi xây dựng hoàn chỉnh, lúc đó Sơn Trang Yến Nguyệt của chúng ta chỉ để kiếm tiền thôi. Ha ha, có tiền đúng là tốt. Diệp Phàm cười nói. Phía trước là đơn vị nào? Diệp Phàm vừa đi đến cửa chính. Chỉ vào khu phố đối diện đang thi công đầy khói mù mịt nói. Tôi cũng đang muốn báo cáo một chút với Phó Chủ tịch tỉnh Diệp về việc này, quả thực bọn họ muốn nhằm vào chúng ta. Tào Nguyệt tức tối nói. Nhằm vào chúng ta là có ý gì? Diệp Phàm nhíu mày. Theo quy hoạch ban đầu thì đáng lẽ mặt đường khu vực thương mại Hồng Đô này rất rộng, sẽ có 8 làn xe. Hơn nữa, chỗ bồn hoa phía trước Sơn Trang Bến Yến Nguyệt cách ngã tư đường chừng 50 mét. Thời gian trước có người bỏ vốn đầu tư vào khu đất phía trước của chúng ta. Nói là muốn xây dựng khách sạn Sương Đô. Việc này có ý tranh mất việc kinh doanh của chúng ta rồi, nhà hai gần như vậy. Tào Nguyệt nói. Có tranh thì cũng không có cách nào, đây là thị trường cạnh tranh, chúng ta cứ lấy bọn họ cũng không có cách nào có phải không? Diệp Phàm nói.
chỉ cần phục vụ tốt hơn bọn họ là được. Tuy nhiên, tôi tin rằng Sơn Trang Yến Nguyệt của chúng ta so với thiết kế của bọn họ tốt hơn. Ngay cả khi phải cạnh tranh chúng ta cũng không sợ. Tôi cũng không lo lắng về điểm này, vấn đề là lúc ấy thành phố có đồng ý quy hoạch. Trong vòng 5 dặm trong phạm vi Sơn Trang Yến Nguyệt không có tòa nhà nào xây dựng vượt quá 15 tầng. Đã hơn một năm nay chúng ta sở hữu tòa nhà cao 15 tầng này. Thế nhưng thiết kế của đại khách sạn Sương Đô có độ cao 50 tầng. Cái này đã vi phạm lời việc quy hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tào Nguyệt giận dữ nói. Việc này anh có nói qua với lãnh đạo thành phố Việt Châu không? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, cảm giác được điều gì đó. Có nói, tôi còn tìm riêng chủ tịch thành phố Dương Hoài Thanh. Nhưng mà ông ta muốn từ chối, nói là chủ tịch thành phố trước là Dư Bá Thu muốn làm quy mô. Hiện tại thì lãnh đạo thành phố đã thận trọng cân nhắc, hiểu được khu thương mại Hồng Đô này là một chỉnh thể. Đã nói là Sơn Trang Yến Nguyệt phải hạn chế thì không thể để cho người khác xây dựng nhà cao tầng được. Việc này rất không hợp tình hợp lý, hơn nữa, dù sao cũng mang rất nhiều lý do ra. Lúc đó tôi chỉ ra được Sơn Trang Yến Nguyệt nằm xung quanh bờ cát, lúc đó cân nhắc địa chất ở đó không thể xây dựng được tòa nhà vượt quá 15 tầng. Nếu vượt quá sẽ khiến cho địa chất bị thay đổi. Tào Nguyệt nói. Ừ, công trình thương mại Hồng Đô mời viện sĩ Hàn Lâm đến lập kế hoạch. Đúng thật là không thích hợp để xây dựng tòa nhà trên 15 tầng. Dù sao, cấu tạo và tính chất của đất rất nhuyễn, trên cơ bản đều do đất bồi nước biển mà hình thành thành bờ cát này. Diệp Phàm nói. Thế nhưng chủ tịch thành phố Dương lại không cho rằng như vậy, nói là trước đó không lâu đã mời một nhóm chuyên gia đến để lập kế hoạch. Cho là chỉ cần đổ cột trụ sâu là được. Không chỉ cao 15 tầng mà cho dù là tòa nhà cao hàng trăm tầng cũng không có vấn đề gì. Hàng trăm những quy hoạch của thành phố cũng bị thay đổi theo thời gian. Không có khả năng xác định xem quy hoạch của chúng ta có bị thay đổi hay không. Hơn nữa, chủ tịch thành phố Dương còn ra vẻ chỉ trích việc xây dựng Sơn Trang Yến Nguyệt của chúng ta có chút lỗi thời. Tào Nguyệt nói. Lỗi thời ở chỗ nào? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Hình như là chỉ trích chúng ta quá phung phí. Bên Yến Nguyệt hiện tại không còn là bờ cát bỏ hoang như trước nữa, mà nó đã trở thành khu thương mại Hồng Đô Hoàng Kim. Nếu như xây dựng Sơn Trang Yến Nguyệt ra đằng sau, có thể xây dựng thêm nhiều tòa nhà cao tầng nữa, có thể xây dựng được một vài tiểu khu. Quá lãng phí đất đai. Tào Nguyệt nói, chúng ta không thể gặp được chủ tịch thành phố Dương ở dưới thì đi lên tìm thôi. Diệp Phàm nói, vô dụng thôi. Vẻ mặt Diệp Phàm đau khổ. Ngô Hội Đông mới được điều đến đây. Người Diệp Phàm hỏi chính là Bí thư Thành ủy Việt Châu, sau khi Tô Thanh Vân rút lui thì anh ta thay vào vị trí đó. Không đúng, thời Bí thư Triệu Sương Sơn anh ta vẫn còn quan tâm đến chúng ta. Có yêu cầu nào cũng có thể làm hài lòng. Tuy nhiên, trước khác giờ khác rồi. Tào Nguyệt nói, Bí thư Triệu bị điều đi rồi, điều đi đâu vậy? Nhất thời Diệp Phàm có chút giật mình. Trong một thời gian ngắn quay về Trung Quốc cũng không có thời gian chú ý đến việc này. Mới vừa điều đi không lâu, là ủy viên Quốc hội Quốc vụ Việt. Tào Nguyệt nói, trước kia chúng ta cũng biết, quan hệ của Bí thư Ngô và Bí thư Triệu không tồi. Tuy nhiên, người này vừa đi trà liền nguội, hiện tại đi tìm anh ta giải quyết việc cũng rất khó. Tuy anh ta không chỉ trích chúng ta giống như chủ tịch thành phố Dương, nhưng rất lạnh lùng với chúng ta. Hơn nữa, chính sách ưu đãi bây giờ cũng đã thay đổi. Xảy ra những việc này là do việc xây dựng đại tửu điếm Sương Đô, có phải người đứng đằng sau Sương Đô rất mạnh, anh đã điều tra qua chưa? Diệp Phàm nhăn mặt hỏi. Đã điều tra qua, có lẽ Phó Chủ tịch Lạc Tuyết đã sắp xếp người đi điều tra. Việc này, thực ra là bởi vì bọn họ, bề ngoài người đứng đằng sau Sương Đô là lão già Cố Minh Trung. Nhưng trong thực tế đại tửu điếm Sương Đô này chính là do Tập đoàn Cổ phần Thủy Đạt khống chế. Chủ tịch tập đoàn Thủy Đạt này gọi là Lâm Lý Thăng, người này là anh em họ hàng với công tử đệ nhất Việt Đông. Tào Nguyệt nói, công tử đệ nhất Việt Đông, khẩu khí thật không nhỏ nhỉ, anh ta là ai vậy? Diệp Phàm hừ lạnh nói, Lâm đại công tử Lâm Thiệu Đông, anh ta chính là con trai lớn của chủ tịch tỉnh mới Lâm Xương Lực. Vừa đến đây nhưng người này thật sự rất vênh váo. Nghe nói thời gian qua người này rất ngang ngược, cộng với gia thế của mình nên càng ngang ngược. Hơn nữa, người này từng đến càn quấy một lần ở Sơn Trang bãi Yến Nguyệt chúng ta. Nói là chỉ sau một năm sự náo nhiệt của trung tâm Sơn Trang bãi Yến Nguyệt sẽ giảm. Tào Nguyệt giận dữ nói. Khẩu khí đúng thật là không nhỏ, người này vẫn kinh doanh là chính. Diệp Phàm hỏi.
30 tuổi, nghe nói trước kia là trưởng phòng ở Viện Kiểm sát tối cao. Hiện tại cũng đi theo cha đến Việt Châu. Bây giờ là Cục trưởng Cục chống tham nhũng Viện Kiểm sát thành phố, ở tuổi 30 đã điều tra các quan chức của Đảng, tự nhiên thấy đắc ý trong lòng. Hơn nữa, với vị trí của mình cùng với quyền lực của cha, ở Việt Châu có ai dám xoắn anh ta không? Tào Nguyệt nói. Hơn nữa, đã chiếm mất khoảng đất trống và khu phố quy hoạch lúc ban đầu của chúng ta. Sau này khu phố trước mặt Sơn Trang của chúng ta sẽ bị tòa nhà cao tầng của bọn họ đè xuống, làm cho ta sẽ phải chịu áp lực. Tòa nhà cao 50 tầng, chúng ta sống dưới cái bóng của họ. Việc này tôi sẽ giải quyết. Diệp Phàm hừ một tiếng, quay người lên xe trở về khách sạn. Không lâu sau, Không Đông Vọng vội vàng đến. Lâm Thiệu Đông là người như thế nào? Diệp Phàm mời Khổng Đông Vọng ngồi xuống rồi hỏi. Phó Chủ tịch tỉnh Diệp muốn hỏi đến Cục trưởng Cục tham nhũng thành phố có phải không? Khổng Đông Vọng sửng sốt, hỏi. Không phải anh ta thì ai chứ? Diệp Phàm hừ nói, Khổng Đông Vọng cảm thấy trong lòng Diệp Phàm không vui. Người này vừa mới tới đây không lâu, nhưng đã ra tay rất mạnh. Vừa mới đến đã bắt giữ một thẩm phán dưới huyện. Hơn nữa, là vì Chủ tịch Lâm. Cho nên nếu không có liên quan không ai dám ra mặt cả vì sợ gặp rắc rối. Cuối cùng, chưa đến nửa tháng đã làm xong án giam anh ta vào trong ngục. Trong khoảng thời gian ngắn, các quan chức của thành phố Việt Châu đều như ngồi trên đống lửa, cảm giác như ngồi trên đống than. Từ đó uy tín của người này cũng tăng lên. Khổng Đông Vọng nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, lại nói. Anh còn muốn nói gì cứ nói. Diệp Phàm hỏi. Phó Chủ tịch Diệp. Có phải người này có chuyện gì muốn nhằm vào anh? Khổng Đông Vọng dò hỏi. Nhằm vào tôi, anh ta có tư cách sao? Tuy nhiên, anh ta có sử dụng thủ đoạn với Sơn Trang Yến Nguyệt là đơn vị trực thuộc của tập đoàn chúng tôi. Diệp Phàm nói. Ôi, có phải là chuyện đại tửu điếm xương đô không? Khổng Đông Vọng hỏi. Việc này anh có biết không? Diệp Phàm hỏi. Tôi cũng vừa mới nghe nói, việc này, xương đô làm được là có điều khó nói. Tuy nhiên, thực chất xương đô là của lão Lâm Lý Thăng. Người này là anh em thân thích của Lâm Thiệu Đông. Người ta không vi phạm pháp luật chúng tôi cũng không ra tay được. Hơn nữa, việc này, Phó Chủ tịch tỉnh Diệp Anh còn chưa có tỏ thái độ có phải không? Khổng Đông Vọng nói. Ha ha, bọn họ không vi phạm pháp luật không thể làm được việc này, làm sao anh biết được? Việc xây dựng khách sạn lớn như, khó có thể tránh được liên quan. Diệp Phàm cười cười liếc mắt nhìn Khổng Đông Vọng một cái. Cũng hiểu được người này phải đối mặt với thể lực rất mạnh nhà họ Lâm cũng sẽ có chút sụt rè. Có lẽ là không hỏi đến cứ để mặc kệ. Đó là lý do Diệp Phàm cũng không kéo anh ta vào những mối quan hệ quan trọng. Bởi vì, Khổng Đông Vọng chưa đủ kiên định để đi theo mình. Chương 3443, cửa lớn bị phá hủy. Chuyện lần trước tuy nói là thể hiện cũng được nhưng nguyên nhân đó là vì đối thủ của Diệp Phàm là một phó chủ tịch thành phố, cấp bậc không cao bằng Khổng Đông Vọng. Cái kiểu chèo thuyền theo nước này đương nhiên là Khổng Đông Vọng sẽ làm. Bây giờ phải đối mặt là Chủ tịch tỉnh Lâm, Khổng Đông Vọng cũng có chút lo xa. Loại người không đủ kiên định này đương nhiên đồng chí Diệp Phàm cũng sẽ không để cho y đi vào vòng trong. Việc này sao tôi lại không rõ, hơn nữa, đối với một cái khách sạn chúng ta đã vào khá nhiều. Hơn nữa các khách sạn to nhỏ của thành phố Việt Châu này có trăm cái. Tôi đâu thèm đến, đương nhiên, nếu Chủ tịch tỉnh Diệp có gì dặn dò. Đông Vọng có thể đi vào điều tra một chút. Khổng Đông Vọng có làm cho Diệp Phàm phát cáu, đành phải kiên trì nói đến cùng. Ha ha, Đông Vọng, Lâm Thiệu Đông vừa mới xuống tay với chủ tịch huyện rất nặng. Chẳng lẽ trong chuyện này không có một chút mờ ám nào hay sao? Diệp Phàm hỏi. Công lao của các vị cán bộ đương thời không phải là ít. Chúng ta không thể đổ oan cho người tốt. Hơn nữa, vụ án kia cơ quan của các anh cũng rõ chứ. Cơ quan có tham dự vào chuyện giải quyết, nhưng tình hình cụ thể thế nào thì tôi không rõ. Có điều nếu đủ khả năng hoàn thiện việc này trong vòng nửa tháng, thì chắc chắn chủ tịch huyện kia cũng có vấn đề. Khổng Đông Vọng nói. Thế này đi, cái khác thì tôi không nói. Lúc mà anh mang toàn bộ tài liệu của vụ án kia đi thì in lại cho tôi một bản là được. Việc này âm thầm thôi, hơn nữa cũng không phải liên quan đến anh. Diệp Phàm nói. Vì chuyện của Chủ tịch Diệp mà có liên quan thì cũng không sao, sau khi về tôi sẽ lập tức làm ngay. Nhưng phần lớn tài liệu đều nằm trong Cục Phòng chống tham nhũng của thành phố. Bọn họ không thể cho chúng tôi được, tôi chỉ có thể lấy tài liệu trong cơ quan thôi. Khổng Đông Vọng nói. Cậu nghĩ cách là được.
Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, trong câu nói của Khổng Đông Vọng còn có sự hàm nghi. Bởi vì, trước kia anh ta từng đảm nhận chức vụ giám đốc sở công an tỉnh. Ứng dụng một vài thủ đoạn hẳn là anh ta rất thành thạo. Tôi hiểu rồi. Khổng Đông Vọng gật đầu nói. Tối hôm đó, Diệp Phàm đã đi hỏi thăm bí thư thành phố đã về hưu Tô Thanh Vân. Hiếm khi nhìn thấy cậu người hay bận việc lớn thế này. Tô Thanh Vân cười tiếp đón Diệp Phàm ngồi xuống. Không còn cách nào khác, lần này cũng có chuyện phải qua Việt Đông cho nên qua đây thăm ngài một chút. Diệp Phàm cười ngồi xuống. Trả ơn Tổ quốc có thể được cộng sự với cậu đó là chuyện tốt. Tô Thanh Vân nói. Thân thì lại càng thân thôi. Diệp Phàm cười nói. Việt Đông vừa mới bắt đầu đã thay luôn người. Chắc hẳn cũng có ảnh hưởng đến công ty con của các cậu. Tô Thanh Vân rất tin tưởng, sớm đã nghe ra ý vị này. Đương nhiên là có sự ảnh hưởng. Nhưng tôi muốn nghe những tình huống mới lúc bắt đầu. Về mặt này chắc là chú Tô cũng biết chút ít. Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề, dù sao cũng là thân thích. Đồng chí Thái Nhất Cương là từ vị trí bí thư tỉnh ủy An Đông đến đây. Tuy nhiên đến Việt Đông cũng chỉ là bí thư tỉnh ủy. Nhưng bí thư tỉnh ủy Việt Đông nhất định phải trở thành ủy viên của Ủy ban Chính trị và Pháp luật, hưởng thụ sự đãi ngộ cấp phó quốc. Còn Lâm Xương Lực là từ vị trí phó chủ nhiệm Bộ Kinh tế Thương mại của quốc gia xuống. Không thuộc hàng cán bộ, còn thực lực của Lâm gia ở Bắc Kinh cũng không phải bình thường. Lúc trước Thái Nhất Cương mới chỉ là đại diện cho bí thư thì Lâm Xương Lực đã chính thức nhận chức chủ tịch tỉnh rồi. Hai người vừa mới xuống đã cướp người. Ai có thể chiếm chân làm chuyện đại sự trong tỉnh trước? Dù Thái Nhất Cương là bí thư nhưng chủ tịch tỉnh kia cũng có chiêu của mình. Ai cũng không muốn để cho đối phương làm khó. Đặc biệt là Việt Đông, cũng không hơn tuổi Lâm Xương Lực cơ hội lên chức vẫn còn có hy vọng. Nhưng, nói đến trước mắt, vì Thái Nhất Cương chưa chuyển chính thức, cho nên làm người. Làm việc vẫn ở cấp thấp. Còn vì Lâm Xương Lực đã bắt được cơ hội này mà thừa thắng xông lên, y đang cướp thời gian. Tô Thanh Vân vừa uống trà vừa nói. Vậy thì trước mắt Thái Nhất Cương đang yếu thế đúng không ạ? Diệp Phàm hỏi. Chuyện này nói thế nào nhỉ? Nếu nói đến vị trí yếu thế của người này, nhưng nhìn từ sự cân bằng trong tỉnh ủy. Khí thế của Lâm Xương Lực cũng không lớn hơn Thái Nhất Cương bao nhiêu. Điều tôi nói chỉ là tương đối thôi. Tô Thanh Vân nói, vậy thì bí thư Ngô Hội Đông cùng chủ tịch thành phố Dương Thanh Hoài đâu? Diệp Phàm hỏi, trước kia Ngô Hội Đông đi theo bí thư Sương Sơn, chuyện này mọi người đều rõ. Nhưng bây giờ, bí thư Triệu lại chạy mất rồi. Còn Ngô Hội Đông tạm thời bị trung lập. Hơn nữa, làm thường vụ tỉnh ủy, có lẽ y cũng đang bắt tay vào duy trì cân bằng các mối quan hệ. Còn quyền quyết định chưa chắc đã ở Triệu gia. Nếu Triệu gia cho rằng quan hệ với Thái gia rất tốt thì Ngô Hội Đồng có lẽ cũng ủng hộ Thái Nhất Cương. Ngược lại cũng giống nhau thôi. Nói đến đồng chí Dương Thanh Hoài cũng là vì mới đến. Quan hệ của anh ta thế nào tôi cũng không rõ lắm. Nhưng, Ngô Hội Đồng nhậm chức trước anh ta. Hơn nữa, người ta là thường vụ tỉnh ủy khí thế cao hơn đè ép anh ta ngay. Nhưng, vừa rồi tôi cũng đã nói qua, không ai muốn bị người khác nắm chặt. Tô Thanh Vân nói. Sáng ngày hôm sau, Diệp Phàm đến chính phủ thành phố. Dương Thanh Hoài vẫn cho hắn cơ hội gặp mặt. Dương Thanh Hoài khoảng 50 tuổi, đầu tóc rất bóng mượt, mặc com lê, tỏ rõ là người giỏi giang và có khí chất của kẻ làm quan. Chủ tịch tỉnh Diệp có thể bớt chút thời gian đến Việt Đông chúng tôi, thực sự là vinh hạnh quá. Dương Thanh Hoài tỏ vẻ tươi cười, nhiệt tình ra phòng khách tiếp đón Diệp Phàm. Thực ra, chỗ này là nơi mà tôi đã từng chiến đấu. Quay về nhà thấy thân thiết bội phần. Diệp Phàm cười nói. Đúng vậy, thường xuyên về thăm nhà là tốt rồi. Dương Thanh Hoài cười nói. Lần này trở về có cảm giác không giống. Diệp Phàm bắt đầu vào đề tài. Không giống, bình thường mà, khoa học kỹ thuật đang chuyển biến từng ngày, thành phố của chúng ta đang phát triển từng ngày đúng không? Nếu là không thay đổi thì những người như chúng ta chẳng có tác dụng gì sao? Có lẽ Dương Thanh Hoài cũng đã ngẫm ra mục đích mà Diệp Phàm đến đây. Có những thay đổi có thể khiến người ta tiếp nhận nhưng cũng có những thay đổi khó tiếp nhận. Ví dụ như, con đường bên cổng lớn của Sơn Trang Yến Nguyệt Than gầy đi không ít so với trước đây. Nói đến phạm vi buôn bán, quy hoạch con phố này rõ ràng là không phù hợp với yêu cầu buôn bán đó. Sau này một khi đã xây xong, người đến buôn bán nhiều hơn vậy thì ngày nào cũng tắc đường thì phiền phức rồi. Diệp Phàm nói. Ha ha, ý của chủ tịch tỉnh Diệp là tầm nhìn của chính quyền thành phố chúng tôi trong việc quy hoạch thành phố rất hạn hẹp đúng không?
Dường như Dương Hoài Thanh bắt đầu giận dữ, khẩu khí có ý châm chọc. Nếu theo xu thế thì tại sao không mở rộng phạm vi buôn bán của Hồng Đô lớn như những con khố khác? Mà kế hoạch ban đầu, quy hoạch con đường trước Yến Nguyệt Sơn Trang đã phải rộng rồi. Tôi không hiểu vì sao chính phủ lại sửa lại quy hoạch như vậy. Đối với những khách đến buôn bán ở nơi này họ sẽ sinh ra nghi ngờ khả năng quy hoạch của chính quyền thành phố chúng ta. Huống hồ, phạm vi buôn bán của Hoành Đô vốn là quy hoạch của đồng chí bí thư tỉnh ủy Triệu Sương Sơn và nguyên chủ tịch tỉnh Uông Chính Tiền. Chính vì quy hoạch phạm vi buôn bán của Hoành Đô như vậy khiến tập đoàn Hoành Không chúng tôi cảm thấy không phù hợp với thời đại cho nên mới hạ quyết tâm đầu tư vốn lớn vào Sơn Trang Yến Nguyệt, đương nhiên tôi nói vốn đang là quy hoạch. Nhưng, điều chỉnh quy hoạch của chính phủ bây giờ hoàn toàn thay đổi. Tôi không thể hiểu được chủ tịch thành phố Dương đang nghĩ gì nữa. Nhưng, tôi đến giờ tôi vẫn cảm thấy rằng quy hoạch của chính phủ có phải là nhằm vào tập đoàn Hoành Không để thay đổi Sơn Trang Yến Nguyệt hay không? Diệp Phàm cũng không hề khách sáo mà chỉ trích. Ha ha, chủ tịch tỉnh Diệp, những lời này của cậu hơi quá đáng rồi. Chẳng lẽ những chỉ thị quy hoạch của thành phố Việt Châu chúng ta còn phải do tập đoàn Hoành Không phê chuẩn hay sao? Lạ nhỉ, từ lúc nào mà tập đoàn Hoành Không lạ trở thành lãnh đạo của thành phố Việt Châu thế? Vậy thì tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Việt Đông làm sao chịu nổi chuyện này? Cả thế giới đang thay đổi từng ngày. Chính quyền thành phố căn cứ vào phạm vi buôn bán mà điều chỉnh quy hoạch một chút thì có gì là sai. Còn về phần chủ tịch tỉnh Diệp nói quy hoạch của chúng tôi là nhằm vào Sơn Trang Yến Nguyệt căn bản là không có căn cứ. Chính quyền thành phố chúng ta đối xử công bằng với các những khách đến làm ăn trong thành phố. Dương Thanh Hoài lườm Diệp Phàm dừng một chút rồi mới nói thêm. Đương nhiên, đối với những người tự cho mình là khách đến buôn bán tôi cũng muốn khuyên bọn họ một chút. Chỗ này là thành phố Việt Châu chứ không phải là trụ sở của tập đoàn. Ở đây phải tuân thủ theo quy tắc của chúng tôi. Nói cách khác, những khách thương đó không những không được chính quyền thành phố tán thành mà hơn thế chúng tôi còn không chào đón loại khách thương soi mói chỉ thị của chính phủ như vậy. Dù sao thì là khách phải thuận theo chủ. Nếu như làm quy hoạch theo yêu cầu của khách thương vậy thì quy hoạch của thành phố chúng ta căn bản là thể làm tiếp được rồi. Có phải chủ tịch thành phố Dương? Ông nói câu này là nhằm vào tập đoàn Hoành Không chúng tôi phải không? Diệp Phàm thản nhiên hừ lạnh một tiếng. Ha ha, nếu như chủ tịch tỉnh Diệp tự nhận tập đoàn Hoành Không như vậy thì cũng không phản đối. Dương Thành Hoài thản nhiên nhìn cười Diệp Phàm. Đương lắm, chủ tịch Dương ông nhớ kỹ những lời hôm nay nói. Diệp mỗ còn có việc xin cáo từ trước. Diệp Phàm đứng lên xoay người bước đi. Đi thong thả, tôi bân không tiễn chủ tịch Diệp được. Dương Thanh Hoài cũng trả lời. Tính tình còn không nhỏ mọn ư. Diệp Phàm hiểu, hắn vừa mới đi chưa lâu có một người thanh niên đi ra từ văn phòng làm việc của Dương Thanh Hoài với vẻ mặt lạnh lùng. Người này chính là Lâm Thiệu Đông, được xưng là công tử số một Việt Đông. Thực ra, nói thế nào cũng không đến lượt y xưng là công tử số một Việt Đông. Dù sao cha của y cũng không qua nhị bả thủ, nếu bàn về chuyện này còn có những người khác nữa. Người ta đến gây chuyện, là khách sạn Sương Đô Đại các cậu ngấm ngầm hại người. Dương Thanh Hoài hừ nói. Ngấm ngầm hại người, nếu như chuyện này phải chọn họ Diệp thì tôi đây phóng hỏa đốt càng tốt. Lâm Thiệu Đông vểnh chân lên nói. Tôi thấy việc này chưa cần đùng đến lửa đúng không? Dù sao thì bí thư Triệu vẫn còn có lúc chiếu cố đến Sơn Trang Yến Nguyệt. Hơn nữa, khách sạn của các cậu bây giờ cấm đi vào con đường đó, phạm vi bây giờ cũng đủ lớn rồi. Chẳng lẽ các cậu thực sự muốn đưa Sơn Trang Yến Nguyệt vào đường cùng sao, chuyện này có hay không? Dương Thanh Hoài vẫn còn hơi lo lắng. Chương 3444, không phải là tôi dọa. Ha ha, cùng với bọn họ thì sao? Ở đây là Việt Châu, không phải trụ sở của tập đoàn Hoành Không. Một kẻ từ bên ngoài đến y dựa vào cái gì mà kiêu ngạo? Vừa mới mở miệng ra là lão bí thư tỉnh, chủ tịch tỉnh này đã muốn lấy bọn họ chèn ép người khác phải không? Lâm Thiệu Đông tôi không phải là dọa tốt đâu. Lâm Thiệu Đông cười lạnh nói. Việc này chính xác là người ta xây dựng trước Sơn Trang Yến Nguyệt, nếu y thực tế bỏ họ đi thật có lẽ cũng sẽ xảy ra chuyện không hay. Nhưng tập đoàn Hoành Không còn thuộc bộ, bọn họ sẽ không ngồi yên không mà không lo. Tôi thấy, nếu có trở ngại thì coi như hết. Sau khi khách sạn của các cậu được xây dựng, chính quyền thành phố có thể chiếu cố cho các cậu một số việc. Ví dụ như, có thể quy định về địa điểm chiêu đãi đúng không? Dương Thanh Hoài nói. Đương nhiên trong lòng ông ta cũng không hy vọng Sương Đô đi Sơn Trang Yến Nguyệt. Đầu tư Sơn Trang Yến Nguyệt cuối cùng đạt đến hơn 100 triệu, cũng là một mối khách hàng lớn.
Bọn họ không phù hợp với lợi ích của chính quyền thành phố. Cái này vốn dĩ là ông không nên bày ra cái cấp gì đó. Lâm Thiệu Đông hầm hừ nói. Đương nhiên, nếu Chủ tịch Dương nhất định không cho phép, vậy thì tôi sẽ theo Sương Đô qua bên kia đánh tiếng. Thôi đi, các cậu muốn thế nào đây? Việc này chuyện cạnh tranh của giới thương gia các cậu, không có liên quan gì đến chính quyền chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi cũng không muốn can thiệp vào sự cạnh tranh của các cậu. Dương Thanh Hoài cúi đầu, nếu hôm nay không đáp ứng thì có lẽ tên Lâm Thiệu Đông này sẽ gây sức ép. Ha ha ha, đây mới là Chủ tịch Dương của chúng ta chứ. Lâm Thiệu Đông cười ha ha rồi bước đi. Muốn làm chuyện này chúng ta sẽ hợp tác lâu. Diệp Phàm thu hồi lại con rơi rồi đi. Quả nhiên chuyện đến rồi. Sáng ngày hôm sau, Tào Nguyệt gọi điện thoại đến, thời phì phò nói. Sương Đô ức hiếp người quá đáng, tôi thực sự không nhịn được nữa rồi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Phàm đang ngồi uống trà nói chuyện với Lang Phá Thiên. 60-70 mét đường trong bản thiết kế ban đầu bây giờ vị khách sạn Sương Đô chiếm hơn một nửa rồi. Bây giờ còn lại hơn 20 mét mặt đường hôm nay toàn bộ cũng bị khách sạn Sương Đô bao vây rồi. Xe phục vụ cho việc xây dựng của chúng ta không vào được. Chuyện này tôi đang muốn tìm bọn họ nói lý. Lúc này, lại do nhân viên chấp chắp của thành phố quản lý chuyện đền bù và giải phóng mặt bằng. Nói là chính quyền thành phố thay đổi quy hoạch về tuyến đường, còn lùi vào trong Sơn Trang Yến Nguyệt của chúng ta 100 mét là nằm trong bản quy hoạch. Đương nhiên là chúng ta không chịu. Đồng chí quản lý việc di rời và giải phóng mặt bằng còn nói phải lập tức chấp hành. Hơn nữa, máy móc sẽ phá hủy sạch sẽ hiện trường. Đại môn của chúng ta đều bị bọn họ vào rồi. Tào Nguyệt nói. Báo cảnh sát chưa? Diệp Phàm hỏi. Báo rồi, thực ra cảnh sát họ rất khó chịu. Nhưng khi hiểu ra vấn đề bọn họ lập tức đi ngay. Nói đây là chuyện di rời, giải phóng mặt bằng của thành phố chứ không phải là có người muốn gây chuyện. Tào Nguyệt nói. Được. Để bọn họ lấy đi, các vị không cần ngăn cản, bọn họ muốn lấy bao nhiêu thì để cho họ lấy. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà Chủ tịch Diệp. Tào Nguyệt vừa nói đến đây, Diệp Phàm lại hừ lạnh nói. Không sao, cứ bảo vệ bản thân cho tốt đi, chuyện này tôi sẽ xử lý. Ha ha ha. Tiếng mà Tào Nguyệt nghe thất vừa rồi không nhỏ, lỗ tai linh hoạt của Lang Phá Thiên đương nhiên là nghe thấy. Diệp Phàm cúp điện thoại phá lên cười. Vẻ mặt vui như nhìn thấy kẻ khác gặp tai họa. Cái người này, có người đến tận cửa ức hiếp rồi, anh là cấp trên mà lại còn cười được. Diệp Phàm tức giận hừ nói. Từ trước đến giờ đều là Diệp Phàm đi ức hiếp người khác, bây giờ cũng để cho anh nếm thử chút cảm giác bị người khác ức hiếp có phải không? Lang Phá Thiên nói. Nhưng tôi hiểu, những người này xui xẻo rồi. Chuyện này chẳng phải là biến thành tiền tặng cho tập đoàn Hoành không các anh hay sao? Tôi làm huynh đệ. Có thể có người tặng tiền cho anh đương nhiên là tôi cũng vui mừng rồi, có đúng không nào? Sao lại nói là tặng tiền? Đây là bồi thường cho tôi mới đúng chứ? Diệp Phàm cười nói. Tôi phải về tập đoàn Hoành không, xảy ra chuyện lớn như vậy, cần mở một cuộc họp. Nếu không lo chuyện này làm cũng không xong được. Cần tôi giúp thế nào, người huynh đệ cứ nói một câu. Lang Phá Thiên không cười nữa. Khách sạn lớn Sương Đô coi trời bằng vung, đến cả đường mà cũng chiếm. Bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn làm một vương quốc độc lập sao? Cho nên đồng chí Lão Lang, đội xe của công không qua được đúng không? Diệp Phàm cười nói. Đó là ít, đội xe không qua được thì phải thông đường thôi đúng không? Lang Phá Thiên cười gượng. Lúc nào bắt đầu khơi thông? Cái này liên quan lớn đến ngành quốc phòng không thể qua loa được. Mọi người cứ đợi điện thoại của tôi là được. Chờ cho bọn chúng gần đến lúc thông đường vào Sơn Trang Yến Nguyệt của chúng ta, thời cơ này nhất định phải nắm chắc. Nói cách khác, tiền của tôi cũng không mất. Diệp Phàm cười rảo bước thật nhanh. Chủ tịch tỉnh Diệp, bọn họ làm gì vậy? Tôi lập tức sắp xếp người qua đó. Khổng Đông Vọng gọi điện thoại đến. Không cần đâu, người là thi hành nhiệm vụ của chính quyền thành phố. Cảnh sát xen vào chuyện này làm gì? Để cho bọn họ chấp hành tốt là được. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng rồi cúp điện thoại. Đột nhiên Khổng Đông Vọng dùng mình một cái, xù đó than. Ôi, các người đi rước sát tinh, các người xui xẻo là đáng rồi. Nhậm Thời Mãn nghe cuộc điện thoại của Diệp Phàm đầy tức giận, nói là lập tức mở cuộc họp để bàn về chuyện này. Diệp Phàm vừa về đến tập đoàn Hoành không vội đi đến phòng họp, ngoài những đồng chí đi xây dựng trạm điện Châu Phi chưa về thì những ủy viên khác đều đã có mặt. Xem ra, xảy ra chuyện đương nhiên là tất cả mọi người đến đều vui mừng.
nói cách khác các thành viên trong bộ máy đều nhàn rỗi. Đồng chí Diệp Phàm, chuyện này đồng chí là người rõ nhất. Hãy thông báo cụ thể tình tình về Sơn Trang Yến Nguyệt trước đi. Vẻ mặt của Nhậm Thời Mãn nghiêm túc nói. Tuy không có nội đấu với Diệp Phàm nhưng vẻ mặt của Nhậm Thời Mãn vẫn là muốn tỏ ra cái uy của một bí thư ủy hội một chút. Hơn nữa, xuống lâu như vậy rồi mà chưa làm được gì, y cũng đang hoang mang. Đây chính là không có việc gì làm thì khó mà có thành tích được. Nhậm Thời Mãn xuống dưới không phải là để hàng ngày uống nước trà với đọc báo. Y đúng là muốn làm được chuyện gì đó. Diệp Phàm cũng báo cáo tình hình cụ thể một lần. Có hung hăng cũng không thể làm như thế được đúng không? Bãi Yến Nguyệt là địa bàn của tập đoàn Hoành Không chúng ta. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đầy đủ. Chính quyền nói phá là phá, tôi thấy cái đầu tên Dương Thanh Hoài này sắp để đá được rồi. Phong Hồ Ninh là người phát biểu đầu tiên. Đúng vậy, làm chính quyền thành phố Dương Thanh Hoài muốn làm gì đây? Đừng nói là chuyện lớn như vậy mà y không biết tí gì. Lam Tồn Quân hừ hừ nói. Không biết chuyện đó có khả năng hay không? Không phải chuyện này Chủ tịch Diệp đã trực tiếp nói chuyện với y rồi sao? Hơn nữa, đồng chí Tào Nguyệt vì chuyện này mà nhiều lần sang bên chính quyền. Tôi thấy chính là bọn họ muốn bao che cho khách sạn Sương Đô. Giúp người ngoài ức hiếp chúng ta mà thôi. Lam Tồn Quân nói. Tôi thấy tình hình về chuyện này cơ bản là đã rõ ràng. Đồng chí Tào Nguyệt đại diện cho Sơn Trang Yến Nguyệt đưa tài liệu khiếu nại lên chính quyền, cũng đã đề xuất chuyện này với tỉnh ủy Việt Đông. Câu trả lời của Dương Thanh Hoài là chính phủ có thời gian sẽ thảo luận về chuyện này. Diệp Phàm nói. Tôi thấy những thành viên trong hội cũng phải đứng lên, nói chuyện quản lý tập đoàn Hoành Không lên cấp trên. Chúng ta phải bảo vệ cho lợi ích của công ty không bị xâm hại. Cho nên, tôi đề nghị hội quản lý của chúng ta thành lập một đội lập tức báo chuyện này lên cấp tỉnh. Nhậm Thời Mãn nói. Tôi đồng ý với đề nghị của Bí Thư Nhậm. Diệp Phàm mở miệng trước, chuyện này Nhậm Thời Mãn đã xuất đầu, vậy cứ để cho ông ta xuất đầu là được. Cuối cùng được toàn thể các ủy viên thông qua. Cung Chí Quân mặc dù không đến họp nhưng sau khi nghe nói chuyện này cũng gọi điện thoại đến nói là kiên quyết ủng hộ. Còn ủy ban quản lý cũng bắt đầu hành động. Không lâu sau một số quyết định đã được đặt trên bàn các đồng chí lãnh đạo một bộ hai tỉnh. Có thể khai thông. Ngay buổi sáng hôm sau, Diệp Phàm gọi điện thoại cho Lang Phá Thiên. Gần nửa tiếng trôi qua, Chủ tịch tập đoàn khách sạn Sương Đô vội vàng đi đến tập đoàn Thủy Đạt vào văn phòng làm việc của Lâm Lý Thăng. Làm sao đây? Vẻ mặt của Lâm Lý Thăng đần ra hỏi. Tôi cũng không hiểu sao lại thế này, mấy đội xe nói là bị cản đường. Hơn nữa, nói là chấp hành lệnh hành động quân sự khẩn cấp. Lập tức điều xe đến công trình, làm cho một tầng kiến trúc của chúng ta thay đổi hoàn toàn. Đến mặt đất cũng lấy, chỗ đó gồ ghề như đống rác. Phần đất của toàn nhà chúng ta bị tổn thất nghiêm trọng. Bọn họ nói những người đó rất hung hãn, ngăn cản cũng không được, mấy bảo vệ của chúng ta đã bị đánh thương. Hơn nữa, sau khi lấy được thì bọn chúng đi, tôi muốn đi tìm lãnh đạo của chúng nói lý nhưng bị mấy tên hung hãn nói muốn nói lý thì gọi tôi đi đến quân khu tỉnh. Quân khu tỉnh là chỗ nào chứ, tôi nào dám đi. Vẻ mặt của Cố Minh Trung xanh sao nói. Quân khu tỉnh chính là có thể ăn thịt người sao, đi thì đi sợ gì, người ta lấy đường thì chúng ta không nói nhưng lại đào nhà của chúng ta. Việc này nhất định phải đòi lại công bằng. Lâm Lý Thăng nói. Một lúc sau. Lâm Thiệu Đông vội vã bước vào. Chuyện này tôi không tiện ra mặt, vẫn là các anh ra mặt thì hơn. Dù sao, đây cũng là tập đoàn của các anh đúng không? Tôi ra mặt danh không chính ngôn không thuận. Lâm Thiệu Đông nhăn mặt nói. Sương Đô này, anh có 3 cổ phần. Lâm Lý Thăng có hơi bất mãn. Những năm gần đây đều là Lâm Lý Thông bỏ tiền ra ủng hộ cha con Lâm Thiệu Đông. Tài trí khiến cho hai người này không cần ra tay, cũng cần phải sợ ủy ban kỷ luật tìm đến cửa. Người ta rõ ràng là tặng không, ai cầm bọn họ cũng không có cách nào khác. Đương nhiên tập đoàn Thủy Đạt có ảnh hưởng của Lâm Sương Lực nên phát triển rất nhanh. Được rồi, hai chúng tôi đi trước. Việc này cậu lập tức đi báo án. Còn tôi lấy thân phận đến viện kiểm sát cũng hợp lý. Lâm Thiệu Đông nói, đầu óc người này cũng không đến nỗi ngốc. Báo từ sớm rồi. Lâm Lý Thăng nói. Báo cáo Tư lệnh Lang. Chủ tịch Lâm Lý Thăng tập đoàn Thủy Đạt cùng với Cục trưởng Viện Kiểm sát Lâm Thiệu Đông mang theo mấy người bên kiểm sát yêu cầu gặp anh. Trần Lược, thư ký của Lang Phá Thiên nói.